Chương 121. Chu Quý Nhân từ chính phòng đi đến cũng không nghe thấy Mạc Vấn lẩm bẩm, nhưng nàng lại nghe được quan nội thị tuyên đọc thánh chỉ. Đạo thánh chỉ này chắc chắn là do hoàng hậu xúi dục hoàng thượng ban ra, hiển nhiên mục đích là nhằm vào Mạc Vấn, làm liên lụy đến tiên sinh rồi. Chu Quý Nhân rời bước đến gần Mạc Vấn. Thời tiết nóng bức như thế này, những phu quân kiệu kia thật đáng thương. Mạc Vấn lắc đầu cười nói, giờ tị buổi sáng hoàng hậu mới rời đi, mà giữa trưa thánh chỉ đã đến vương phủ. Chắc là gia hỏa này đã thúc giục phu quân kiệu chạy gấp về cung, như thế có thể thấy nàng ta đã tức giận đến mức nào. Giờ phải ứng phó thế nào? Chu Quý Nhân đưa tay chỉ vào thánh chỉ trong tay Mạc Vấn. Quý Nhân có biết Thiên Ninh Am ở chỗ nào không? Mạc Vấn quay người đi đến gian phòng phía đông. Không biết rõ. Chu Quý Nhân xoay người đi theo. Bẩm Quý Nhân, nô tỳ có nghe được một ít tin vỉa hè, chỉ là không biết có đúng hay không thôi. Thị nữ Hồng Ngọc khẽ nói xen vào. Cứ nói đừng ngại. Mạc Vấn quay lại nhìn Hồng Ngọc. Thiên Ninh Am ở núi Thiên Ninh phía Bắc Thành, chiếm diện tích rộng lớn, rất nhiều phòng xá, là một ngôi chùa của hoàng gia. Mỗi khi hoàng đế băng hà thì những cung nữ đã được hoàng đế sủng hạnh, nhưng không có con sẽ được đưa đến đó xuất gia. Ngày trước Thiên Ninh Am là do đạo cô quản lý, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã đổi thành Nico. Mấy năm nay bắt đầu có chuyện ma quái ở chỗ đó, có nhiều cung nữ ở đó bị quỷ ám, thậm chí có người còn mang thai của quỷ, bụng to như trống. Lúc đầu phủ tư đồ không hiểu rõ, nên nghĩ là những cung nữ kia gian díu với người ngoài, nên liền tra tấn để hỏi cung xem gian phu là người nào. Những cung nữ kia chỉ nói là do quỷ làm, cũng không có gian phu, đến lúc sinh thì đều không thể sinh được mà bụng trướng lên rồi chết. Mổ bụng để khám nghiệm tử thi thì trong bụng chỉ có một bãi nước đen, quỷ thai đã biến mất rồi. Hồng Ngọc nói đến chỗ kinh khủng thì dùng mình. Có người nào từng gặp yêu vật kia chưa? Mạc Vấn quay về phòng rồi đưa tay mời Chu Quý Nhân ngồi, sau đó mới ngồi xuống cầm chén trà lên. Nô tỳ nghe nói quỷ hồn kia đa số xuất hiện vào ban đêm, tới không bóng đi không hình, không có ai thấy được hình dạng của nó cả. Hồng Ngọc lắc đầu nói, nhà đầu ngươi nghe được ở đâu những lời loạn ngôn này? Chu Quý Nhân nhíu mày nhìn về phía Hồng Ngọc. Cung nữ đều biết chỉ có Quý Nhân không biết thôi. Hồng Ngọc khẽ nói, hiện giờ Thiên Ninh Am có người ở hay không? Mạc Vấn đưa tay ý bảo Chu Quý Nhân không cần răn dạy thị nữ. Có, cung nữ bị đưa đến khi trước vẫn còn ở đó. Tiên Hoàng và Hoàng Thượng Nhân Từ nên cũng chưa từng cắt đứt việc cấp dưỡng cho nơi đó. Hồng Ngọc liếc Chu Quý Nhân một cái rồi khẽ trả lời. Đã biết nơi đó có yêu vật quấy phá thì tại sao không phái người đến đó hàng phục? Mạc Vấn hỏi, mặc dù Hồng Ngọc luôn nói yêu vật kia là quỷ nhưng hắn biết thứ quấy phá ở Thiên Ninh Am cũng không phải là quỷ hồn, vì quỷ hồn không thể làm cho phụ nữ có thai được, hẳn là một dị loại nào đó. Nô tỳ không biết. Hồng Ngọc lắc đầu trả lời. Mạc Vấn nghe vậy không hỏi tiếp nữa. Hồng Ngọc nghe thấy lời đồn nên không thể chính xác được, nếu muốn biết tình hình cụ thể thì phải tự mình đi đến đó. Thánh chỉ đã ban xuống thì không thể trì hoãn được, bần đạo sẽ đến Thiên Ninh Am điều tra. Mạc Vấn đặt chén trà xuống rồi nói với Chu Quý Nhân. Đem nguy hiểm đến cho tiên sinh, ta không yên lòng, tiên sinh có thể đến phủ binh trước lấy người để tiện sai bảo. Chu Quý Nhân nói, hiện giờ nàng và hai vị tiểu vương gia đã không còn nguy hiểm, toàn bộ nguy hiểm đã chuyển lên người Mạc Vấn, khi đối phương chưa làm hại được Mạc Vấn thì tuyệt đối sẽ không dám ra tay với mẹ con nàng. Cảm ơn quý nhân đã quan tâm, tạm thời không cần điều động binh lính, bần đạo đến đó xem qua trước đã. Mạc Vấn rời ghế đứng lên, chắp tay với Chu Quý Nhân rồi đi ra khỏi phòng, rời khỏi phủ. Sau khi ra ngoài vương phủ, Mạc Vấn cũng không lập tức đi về phía bắc, mà đi đến phủ tướng quân Trấn Uy trước, báo ra tên họ để binh lính vào thông báo. Cũng không lâu lắm đã thấy Trương Động Chi vui mừng chạy ra. Huynh đệ, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến phủ của ta thế này, mau vào đây. Trương Động Chi ngáp một cái, lúc này là sau giờ ngọ, đây là thời điểm nghỉ trưa. Hôm nay bần đạo có việc, không thể vào phủ chào nhị lão được, huynh có thể theo ta đi một chuyến không, ta dẫn huynh đi mở mang tầm mắt. Mạc Vấn cười nói, đi đâu? Trương Động Chi cảm thấy hứng thú. Đi Thiên Ninh Am Hằng Yêu, huynh có hứng thú không? Mạc Vấn cười hỏi, không có gì hay hơn, ta đã sớm muốn đến đó xem xét, đệ chờ một lát. Trương Động Chi nghe vậy tỏ ra hưng phấn. Quay người chạy vào trong phủ, chốc lát sau mang theo binh khí đi ra, vì không phải chiến đấu nơi xa trường nên y chỉ mang theo đao. Trương tướng quân đi trước dẫn đường. Mạc Vấn mời Trương Động Chi đi trước. Ngươi chưa đến Thiên Ninh Am thì làm sao biết nơi đó có yêu vật? Trên đường đi Trương Động Chi quay đầu hỏi. Một lời khó nói hết, đêm qua trong thành có vụ nổ lớn, là do ta đấu pháp với yêu nhân muốn hại hai vị tiểu vương gia. Sáng nay hoàng hậu đến vương phủ, gây khó khăn cho ta không nhượng bộ nên đã đắc tội nàng. Giữa trưa liền có thánh chỉ đến vương phủ, lệnh cho ta đến Thiên Ninh Am Hằng Yêu. Mạc Vấn cười khổ giải thích. Chuyện ma quái ở Am Thiên Ninh xảy ra từ lâu rồi, ngươi không biết rõ thì tại sao lại mạo hiểm đến đó? Trương Động Chi lắc đầu nói.
ta cũng không muốn nhưng thánh chỉ đã ban xuống thì ta không quyết định được, nếu như ngươi sợ thì có thể quay về. Mạc Vấn cười nói. Trương Động Chi nghe vậy liếc Mạc Vấn rồi đi nhanh về phía trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trương Động Chi là người ở đây nên y biết rõ núi Thiên Ninh, lời y kể đại khái cũng giống với Hồng Ngọc. Chuyện ma quái ở Thiên Ninh Am không phải chỉ mới xảy ra 1-2 ngày, mà đã bắt đầu từ nhiều năm trước, nhưng tình hình cụ thể và chi tiết y cũng không biết nhiều. Chỗ đó là nơi ở của những người phụ nữ của Hoàng đế, nói là chùa thực ra là một nhà giam thì chính xác hơn, những phụ nữ mà Hoàng đế đã chạm đến thì người ngoài không thể đụng vào. Lúc này không có tục lệ chôn theo người chết nên các nàng được đưa đến đây chờ chết, đã là chờ chết thì không có ai lại quan tâm các nàng sống ra sao, chuyện ma quái xảy ra cũng không ai để ý đến. Dần dần trong lòng mọi người chỗ đó thành nơi không lành, rất ít người đến đó. Nếu nơi đó có yêu vật quấy phá, thì tại sao triều đình không phái tăng nhân đến đó hàng phục hoặc là chuyển đến nơi khác? Mạc Vấn nhận lấy trái cây mà Trương Động Chi vừa mua ở ven đường. Đệ thông minh như vậy thì thử đoán xem. Trương Động Chi vừa ăn trái cây vừa cười nói. Có thể những tăng nhân kia biết rõ bản thân mình không thể hàng phục được yêu vật kia. Mạc Vấn phán đoán. Biết ngay đệ sẽ đoán thế mà, sai rồi. Nói thật cho người biết, Thiên Ninh Am kia có liên quan đến tranh đấu trong hậu cung. Trương Động Chi thấp giọng nói. Giải thích thế nào? Mạc Vấn truy hỏi. Trong hậu cung chỉ có mình hoàng thượng là đàn ông mà lại có nhiều cung nữ. Những cung nữ kia muốn có tương lai thì phải trèo lên được giường của hoàng thượng. Những thị thiếp có danh phận tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu nhưng không thể làm gì. Hoàng thượng muốn sủng hạnh ai thì sủng hạnh, các nàng làm sao dám ngăn cản. Nhưng từ khi có chuyện ma quái xảy ra ở Thiên Ninh Am, thì việc cung nữ dụ dỗ hoàng thượng giảm bớt rất nhiều. Nếu cách xa hoàng thượng thì sau này còn có cơ hội rời khỏi cung. Một khi đã có quan hệ xác thịt với hoàng thượng thì nếu sinh được hoàng tử, công chúa sẽ một bước lên trời. Nhưng nếu không có con thì sẽ bị đưa đến cái nơi quỷ ám Thiên Ninh Am kia. Làm sao mà các nàng lại không sợ cho được? Trương Động Chi giải thích. Nói như vậy thì ta nhất định phải đến Thiên Ninh Am để hàng yêu, biến quỷ vực thành cảnh tiên, để cho cung nữ trong hậu cung nhìn thấy hoàng thượng liền khoe khoang phong độ, khiến cho hoàng hậu kia chẳng thể đề phòng. Mạc Vấn mặt lộ vẻ cười xấu. Ha ha ha, được đấy. Trương Động Chi cười to theo. Núi Thiên Ninh ở phía Bắc Thành, cách khá xa. Hai người đi rất nhanh, qua giờ mùi đã ra khỏi thành, đi thêm 10 dặm nữa. Thì Trương Động Chi giơ tay chỉ một ngọn núi ở phía Đông Bắc nói với Mạc Vấn. Đó chính là núi Thiên Ninh, ngôi chùa ở chỗ sườn núi kia chính là Thiên Ninh Am. Trước đó Mạc Vấn cũng chú ý đến ngọn núi và ngôi chùa ở sườn núi kia. Núi Thiên Ninh có một ngọn núi chính và nhiều ngọn núi phụ đều không cao lắm. Mặc dù màu xanh trải khắp trên núi nhưng cũng không có cây to, một ngôi chùa phải lớn gấp 3 lần vương phủ được xây dựng ở giữa sườn núi, của ngọn núi chính, xung quanh có màu xanh bao bọc, nhìn từ phía xa rất đẹp và tĩnh mịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn bên ngoài thì hình như ngôi chùa này được xây dựng chưa lâu. Mạc Vấn xem xét địa thế của núi Thiên Ninh, nhìn từ góc độ phong thủy thì nơi này cũng không đến nỗi kém, không phải loại địa thế mà âm vật có thể sinh sôi. Ta nhớ lúc đầu nó cũng không lớn như vậy, chỉ có một đạo quan rất nhỏ, sau này được xây dựng thêm nhiều lần mới giống như hiện giờ. Trương Động Chi rẽ vào một con đường nhỏ để lên núi. Bên trong có bao nhiêu người? Mạc Vấn đuổi kịp Trương Động Chi. Nơi này cách Thiên Ninh Am không đến 10 dặm, hắn có thể cảm giác được có âm khí rất mạnh ở Thiên Ninh Am. Loại âm khí này là do phụ nữ phát ra, do loại âm khí này quấy nhiễu nên hắn không có cách nào biết được có yêu vật ở Am Thiên Ninh hay không. Nước chúng ta lập kinh đô ở miền Nam này chưa đến 30 năm. Đã thay đổi đến đời vua thứ 3, mỗi một đời vua ít nhất cũng có quan hệ với trên dưới 100 cung nữ, như thế tính ra hiện giờ ở trong Thiên Ninh Am cũng phải có mấy trăm cung nữ. Trương Động Chi tính toán. Nếu nói như thế thì những người phụ nữ ở Am Thiên Ninh hiện giờ tuổi cũng không quá lớn hay sao? Lớn cũng chỉ khoảng hơn 40 tuổi, trước đây không lâu cũng có người được đưa đến đây, có thể còn chưa tới 20 tuổi, chỗ này là do phủ tư đồ quản lý, ngày thường đàn ông không thể đi vào nếu không sẽ bị phán tội khi quân. Trương Động Chi càng đi càng nhanh. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Các đời hoàng đế nước Tấn có quan hệ huyết thống với nhau, nên tất nhiên hoàng đế đương triều sẽ không cho phép người khác chạm đến người phụ nữ của phụ thân hoặc huynh trưởng y. Đi tới chân núi, đường trở nên khó đi, chiều rộng chỉ có 2 xích, hai bên đều có bụi gai nhô ra, khi đi qua luôn bị gai cào kéo. Đến lúc này Mạc Vấn cũng không nhận thấy có yêu vật ẩn nấp, hắn không khỏi nghi ngờ liệu chuyện ma quái ở nơi đây có phải là do những phụ nữ có danh phận trong hậu cung bịa ra hay không. Tường ngoài của ngôi chùa này cũng không cao, tương tự như của những ngôi nhà của người bình thường. Ngoài tường bụi gai mọc rậm rạp, có một ít còn leo qua tường vào bên trong, cửa chùa bằng gỗ, bên ngoài bọc đồng. Có vài phần giống với cửa lớn của quan phủ, hai bên trái phải, trên cửa có 2 cái vòng đồng xỏ qua mũi thú cho thấy chỗ này có liên quan, đến quan phủ.
Còn chưa đi đến cửa, Mạc Vấn đã nghe thấy trong viện truyện đến tiếng phụ nữ kêu thảm thiết, âm thanh rất thê thảm, chắc là do đau đớn. Sau tiếng hét thảm lại có tiếng cười the thé của rất nhiều phụ nữ, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Mạc Vấn nghe tiếng nhíu mày, bước nhanh đi tới trước cửa đưa tay muốn gõ cửa. Trương Động Chi vội vàng ngăn lại, đưa tay chỉ về phía mái cửa. Mạc Vấn hiểu ý, hai người trước sau nhảy lên lầu nhìn xuống nội viện. Tình hình trong nội viện lập tức làm hai người nhìn nhau kinh hãi không thôi. Chỗ Am Nico này khác với những ngôi chùa thông thường, cũng không có sân để tiến hành việc cúng bái hành lễ mà khắp nơi đều là phòng xá. Chỉ ở khu vực phía nam này có một bãi đất trống, giữa bãi đất trống có một tảng đá, lúc này có một cô gái trẻ trên người không mảnh vải che thân bị buộc vào đó. Cô gái này khoảng 20 tuổi, vóc dáng không cao, người rất gầy, tóc bị người khác cắt nên không còn nguyên vẹn. Xung quanh nàng có hơn 10 người phụ nữ trung niên mặc trang phục cung nữ, mỗi người đều cầm trong tay một cành táo, trên mỗi nhánh cây đều có một con sâu gióm màu xanh lá. Lúc này các nàng đang dùng con sâu gióm trên cành táo chạm vào núm vú và âm hộ của cô gái trẻ kia. Gai của sâu gióm xanh trên cành táo có độc hơn so với sâu gióm bình thường nhiều, nên khi bị nó đâm vào sẽ cực kỳ đau đớn, dù tay chạm vào thôi cũng đã khó có thể chịu được, huống hồ lại chạm vào những chỗ nhạy cảm. Bởi vậy mỗi lần bị gai độc của nó chạm vào, cô gái trẻ đều kêu lên thảm thiết, thân thể bị đau không tự chủ được run rẩy. Những phụ nữ trung niên kia chẳng những không dừng lại mà ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Cô gái trẻ kia càng kêu thảm thiết bao nhiêu thì họ lại càng đâm vào nhiều hơn. Dường như cô gái trẻ kia đã bị gai độc của sâu gióm xanh đâm rất lâu, hai núm vú đã sưng đỏ lên, dưới sự đau nhức đã không thể khống chế được nước tiểu tí tách chảy ra, cảnh tượng thê thảm khiến người khác không nỡ nhìn. Xung quanh hơn 10 người này cũng có không ít cung nữ ăn mặc mát mẻ, những người này dường như đã không kinh sợ khi thấy cảnh này nên hoặc là ngồi phe phẩy quạt cho mát, hoặc tụ tập nói chuyện, không ai tiến lên ngăn cản. Ngay khi Mạc Vấn đang cân nhắc nên xử lý việc này thế nào thì Trương Động Chi đã nhảy vào trong sân, vung tay đánh ngã vài người phụ nữ trung niên đang hành hạ cô gái trẻ kia. Trương Động Chi đang tức giận nên ra tay rất mạnh, những người phụ nữ bị đánh đều chảy máu mồm, nhưng sau khi những người này bị đánh, cũng không chạy đi mà vui mừng nhìn Trương Động Chi, thậm chí có người còn dám lấy tay kéo y. Mạc Vấn chưa bao giờ nhìn thấy loại ánh mắt của những phụ nữ này, vừa vui mừng vừa cuồng nhiệt. Sau khi dừng lại trong chốc lát, vài người phụ nữ cởi hết quần áo ra, hoặc phanh áo ra hoặc để ngực trần nói, nhìn thiếp, mau nhìn thiếp đi. Đến đây này. Đừng đi, xin chàng đừng đi. Đừng nói người chưa trải đời như Mạc Vấn, ngay cả Trương Động Chi là người đã qua tuổi lập gia đình, cũng chưa bao giờ thấy cảnh này. Y hoảng sợ đưa tay đẩy những người phụ nữ kia, vì y dùng lực không mạnh nên bị một người bắt được cánh tay. Sau khi bắt được tay Trương Động Chi, người phụ nữ đó, lập tức kéo tay y về phía ngực mình. Trương Động Chi nhíu mày rút tay về. Nhưng lúc này lại có một người phụ nữ khác ôm lấy phía dưới y, lấy tay sờ dưới háng y, Trương Động Chi thấy thế giận tím mặt, nhấc chân đá bay người phụ nữ kia đi, y dùng sức rất mạnh, người phụ nữ kia bay ra đập vào bức tường ở phía bắc rồi rơi xuống đất, miệng nàng phun máu nhưng lại cầm lấy tay phải mừng rỡ hô lớn, ta sờ được, thật sự là nó. Mấy người phụ nữ khác không có gan lớn như vậy, nhưng cũng thi nhau cởi số quần áo ít ỏi mặc trên người, nâng ngực xoay người bày ra trước mặt Trương Động Chi, mời gọi y nhìn các nàng thêm vài lần. Làm càn. Trương Động Chi nhíu mày gầm lên. Đáng tiếc là dù y gầm lên nhưng những người phụ nữ này cũng không dừng lại. Hơn nữa còn có người tiến lên xé rách quần áo của y. Trương Động Chi vung tay ra nhưng người phụ nữ kia ra tay rất nhanh. Khi ngã xuống đất đã xé theo một mảnh áo của y. Người phụ nữ kia cầm lấy mảnh vải coi nó như bảo vật, tìm chỗ trên người để giấu đi. Còn dám vô lễ thì đừng trách đao của bổn tướng vô tình. Trương Động Chi rơi vào đường cùng đành rút đao ở sau lưng ra cầm trong tay. Khi Trương Động Chi rút đao ra những người phụ nữ kia mới kiềm chế lại. Nhưng hành động tiếp theo của bọn họ lại càng thêm điên cuồng, hở ngực lộ vú, xoay người làm đủ mọi tư thế mê người. Những tư thế này nếu làm ở trên giường, thì đúng là rất mê người, nhưng làm giữa ban ngày ban mặt, thì lại trông thật xấu xí, lời nói cũng rất phóng đãng. Da của thiếp trắng không ai sánh nổi, dẫn thiếp đi đi. Thiếp rất mắn đẻ, dẫn thiếp đi. Chàng muốn thế nào thì nô tỳ cũng sẵn sàng hầu hạ. Lúc này những người phụ nữ ở quanh đó cũng nghe tiếng mà đến, Trương Động Chi thấy tình hình không ổn liền dùng đao cắt đứt dây thừng trói tay cô gái trẻ, sau đó cho đao vào vỏ rồi nhảy về phía cửa ra. Hay cho Mạc Vấn đệ, thấy ta gặp quẫn bách mà lại khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, mặt mày Trương Động Chi đã đỏ đến mang tai. Những người phụ nữ này bạo gan như thế thì ta xuống đó cũng làm được gì. Mặt của Mạc Vấn còn đỏ hơn so với Trương Động Chi. Hắn cũng chưa từng thấy qua những hành động điên cuồng như thế, lúc này lòng như gươu chạy, khí tức khó mà ổn định được. Những cung nữ trung niên hơn 20 năm chưa thấy đàn ông. Nhìn thì bình thường, thực ra trong lòng đã nín nhịn đến mức phát điên rồi. Trương Động Chi quan sát những người phụ nữ mặc quần áo ít ỏi đứng trong sân. Âm dương giao hợp chính là thiên đạo, nhốt các nàng ở đây không phát điên mới là lạ.
Mạc Vấn quay đầu nhìn sang nơi khác, không muốn nhìn ra thịt trắng loá ở trong sân. Hắn cũng không bị giam 20 năm, không biết được 20 năm không thấy phụ nữ thì sẽ thành thế nào, nhưng hắn biết rõ nam nữ đều có ham muốn tình dục, tuổi trẻ mà cấm dục hơn 20 năm thì người thường không thể chịu được. Ngay khi hai người đang nói chuyện, thì từ trong phòng có một Nico to béo mặc áo xám đi ra, trong tay cầm một chiếc roi da, sau khi đi ra, cũng không nói gì mà quất những người phụ nữ kia giống như đang xua đuổi súc vật. Người kia đánh rất mạnh, những cung nữ bị đánh đau quá liền tản ra bốn phía, nhưng các nàng cũng không đi xa, cũng không mặc lại quần áo. Thật to gan, Thiên Ninh Am là khu vực cấm, đàn ông đến đây sẽ bị chém đầu. Nico kia hét lên với hai người, người này cao lớn vạm vỡ, phải hơn 200 cân, đầu to như một quả dưa hấu. Vì người này ăn nói cực kỳ vô lễ nên Mạc Vấn không trả lời, mà lấy thánh chỉ trong ngực áo ra ném về phía cô ta. Nico kia thấy thế vội vàng dùng tay bắt lấy nhưng không tiếp được, thánh chỉ rơi xuống đất nên đành phải cúi người nhặt lên. Nhìn tốc độ mà Nico kia bắt lấy thánh chỉ có thể thấy tu vi của người này bình thường, thậm chí ngay cả bình thường cũng không đến, có thể là học võ được mấy ngày, biết một ít công phu mèo cào. Nico béo kia xem xong thánh chỉ, lập tức thay đổi thái độ, tươi cười chắp tay hành lễ với hai người. Thì ra hai vị thượng sai trên đã đến, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm hai vị, kính xin chớ nên trách tội. Người không biết không có tội, hiện nay Thiên Ninh Am có bao nhiêu cung nữ? Trương Động Chi hỏi. Bẩm thượng sai, trong danh sách của phủ tư đồ thì có 312 người, gần đây có một người bị bệnh chết, đã báo cáo với phủ tư đồ, hiện tại còn 311 người. Nico ngẩng đầu lên trả lời. Có bao nhiêu Nico? Trương Động Chi hỏi tiếp. 7 người. Nico kia trả lời, thực ra những Nico này chính là người trông coi ở đây. Cho tất cả cung nữ ăn mặc chỉnh tề đến đây chờ ta tra hỏi. Trương Động Chi ra lệnh. Nico béo kia nghe vậy liền cầm lấy còi trúc đang đeo ở cổ thổi một tiếng lớn. Cung nữ ở trong am nghe thấy đều từ bốn phía chạy đến. Mạc lão đệ, đệ đến đây là để ngắm cảnh trong núi à? Trương Động Chi nói với Mạc Vấn vẫn luôn quay đầu đứng ngoài quan sát. Mạc Vấn đành bất đắc dĩ quay đầu lại. Lúc này những cung nữ lúc trước cởi quần áo đang mặc lại. Hành động này lại càng làm da thịt trắng trẻo lộ ra, ngày hè nóng bức càng dễ sinh ra ham muốn tình dục, thấy một mảnh da thịt trắng trẻo này mà không nổi lên ham muốn thì e rằng, chỉ có thái giám hoạn quan mà thôi. Chốc lát sau, tất cả cung nữ trong am đều đã đến, từ đông sang tây đứng thành ba nhóm. Đứng ở phía đông là những cung nữ lớn tuổi, quần áo đã phai màu nghiêm trọng, trên mặt có nếp nhăn, có vẻ làm càn nhất, ánh mắt thèm khát hừng hực nhìn thẳng vào hai người, có nhiều người hai tay còn làm ra động tác vô sỉ. Chính giữa là một đám cung nữ ít tuổi hơn, đa số khoảng trên dưới 30 tuổi, tuy đám người này cũng nhìn chằm chằm vào hai người nhưng phần lớn hai tay đều rủ xuống tự nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhóm cung nữ trẻ nhất đứng ở phía tây, khi bọn họ đứng vẫn giữ nguyên lễ nghi của cung nữ, cúi đầu đứng thẳng, hai tay đặt ở bụng. Tuy đám người này trẻ nhất nhưng tình trạng có vẻ thê thảm nhất, quần áo không ngay ngắn, tóc nhiều người không còn nguyện vẹn, trên người có nhiều vết thương. Mà phần lớn lộ ra vẻ thiếu ăn, không hỏi cũng biết các nàng đến đây chưa lâu, thường xuyên bị những cung nữ đến trước kia hành hạ ngược đãi. Mặc dù những cung nữ này tuổi tác chênh lệch nhưng tất cả đều có thân hình thướt tha, dung mạo khuynh thành. Nữ tử chưa từng sinh nở thì nguyên âm trong cơ thể không bị mất đi, nguyên âm mà còn thì mặc kệ bao nhiêu tuổi thì thân hình cũng không chảy xệ biến dạng. Ngoài ra những cô gái này cực kỳ xinh đẹp, so sánh với Chu Quý Nhân và Hoàng hậu cũng chỉ có hơn chứ không kém. So với hai cung nữ mà Chu Quý Nhân ban thưởng cho hắn thì lại càng đẹp hơn nhiều. Mạc Vấn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có loại chuyện này, chẳng qua hắn suy nghĩ một chút là hiểu ra. Phần lớn những người có danh phận trong hậu cung đều có bối cảnh gia đình, nhà mẹ đẻ không phải quan lớn thì cũng là tướng soái. Các nàng được sắc phong cũng không phải do tướng mạo đẹp, mà vì hoàng thượng cần lôi kéo nhà mẹ đẻ của các nàng. Còn những cung nữ này, không có danh phận gì không phải là do tướng mạo của các nàng không được, mà là do các nàng đều xuất thân từ gia đình bình thường. Không có giá trị để lôi kéo. Tại đây tập trung cung nữ được ba đời hoàng đế sủng hạnh qua, những cung nữ này mới là những cô gái có dung mạo xinh đẹp nhất nước Tấn, nhưng các nàng lại bị nhốt ở đây vĩnh viễn, bị giam giữ nhiều năm chẳng những làm phí tuổi thanh xuân của các nàng, mà còn bóp méo tính cách của các nàng nữa. Trước ba đám cung nữ đều có một Nico tay cầm roi ra đứng ở đó, mấy người Nico này không ai không tai to mặt lớn, một người trong số đó còn trông như đang còn say rượu, đứng hàng ngũ khật khà khật khưỡng. Đi xuống đi. Trương Động Chi khẽ nhắc Mạc Vấn. Mạc Vấn hồi phục lại tinh thần rồi khẽ gật đầu với Trương Động Chi. Hai người từ trên lầu nhảy xuống đi vào bên trong. Sau khi Mạc Vấn đi xuống, cũng không hỏi những cung nữ kia ngay mà đi đến trước mặt Nico say rượu. Nhướng mày nói, ngươi là người xuất gia, vậy mà lại say thành bộ dạng này thì còn ra thể thống gì? Nico kia bị mắng liền giật mình sợ hãi, cúi đầu không dám nói gì. Mạc Vấn thấy cô ta tỏ ra sợ hãi, thì cũng không làm khó mà nói với những cung nữ kia.
Những người từng bị yêu vật hấp diêm ở lại, những người khác nhanh chóng quay về phòng. Nghe thấy lời này lập tức có người rời đi, tuy nhiên người rời đi rất ít, chỉ có hơn 10 người. Mạc Vấn và Trương Động Chi nhìn nhau, yêu vật này thật cao minh, vậy mà đã làm nhục được nhiều cung nữ như vậy. Nico say rượu bị của trách lúc trước nóng lòng muốn lập công nên vung roi ra lên, cao giọng nói, ai dám dối lừa thượng sai thì đánh 100 roi, nhịn đói 3 ngày. Lời nói của Nico này có tác dụng ngay, cung nữ trong sân vội vàng rời đi, chốc lát sau chỉ còn 5 người ở lại. Trong 5 người có 3 người là cung nữ trung niên, 2 người còn lại khoảng trên dưới 30 tuổi, không có cung nữ trẻ tuổi nào. Mạc Vấn quan sát 5 người này, 5 người này có chiều cao khác nhau, mặt có tròn có dài, không nhìn ra bọn họ có điểm chung nào. Ngoài ra khí tức của những người này cũng không có gì khác thường. Nói lên ngày sinh tháng đẻ của mình. Mạc Vấn nói, 5 cung nữ ở lại trong sân tranh nhau trả lời. Sau khi nghe xong Mạc Vấn nhíu mày. Ngày sinh tháng đẻ của những người này cũng khác biệt rất lớn, không hề có liên quan đến nhau, chứng tỏ yêu vật kia tìm đến các nàng là tùy tâm chứ không phải có ý chọn lựa. Sau khi cân nhắc một lát, Mạc Vấn đưa tay vào chỉ người ngoài cùng phía đông, bắt đầu từ ngươi, kể tường tận chuyện đã xảy ra. Cung nữ trung niên kia nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, người phụ nữ này mặt trái xoan, mặc dù đã lớn tuổi nhưng dáng vẻ thướt tha vẫn còn, hẳn là lúc còn trẻ chắc là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng người này có vẻ rất nhút nhát, sau khi nhìn Mạc Vấn cũng không thấy nói gì. Mạc Vấn thấy nàng không mở miệng, đoán là do nàng xấu hổ nên quay đầu nhìn về phía Nico to béo kia, cho ta mượn gian nhà sát cổng dùng một lúc được chứ. Nico kia đương nhiên bằng lòng ngay, xoay người đi phía trước dẫn đường, Trương Động Chi lạnh lùng ngăn lại, chờ ở bên ngoài. Dứt lời đưa tay chỉ cung nữ trung niên kia, ngươi đi theo chúng ta vào nhà. Gian nhà sát cổng không lớn, trong ngoài chỉ có 2 gian. Nhưng không hề có sự thanh nhã của người xuất gia mà ngược lại có nhiều rượu và đồ nhắm. Sau khi 2 người ngồi xuống, Mạc Vấn đưa tay ý bảo cung nữ trung niên kia ngồi xuống. Cung nữ do dự một chút rồi nghiêng người ngồi xuống, sau đó cũng không nói gì. Cũng không phải tất cả cung nữ bị giam giữ đều có cử chỉ phóng túng. Cũng có người trầm mặc ít nói, người phụ nữ này chính là thuộc về loại sau. Người bị yêu vật kia làm nhục từ khi nào? Nếu đối phương không chủ động thì Mạc Vấn chỉ có thể đặt câu hỏi. Thượng sai hỏi chính là lần đầu phải không? Cung nữ trung niên sợ hãi hỏi lại. Mạc Vấn nghe được ngụ ý của đối phương là không chỉ có một lần, bèn hỏi, tổng cộng mấy lần? 5 lần. Cung nữ trung niên do dự một chút rồi trả lời. Có còn nhớ ngày tháng năm nào không? Lúc hỏi Mạc Vấn thấy mặt nóng lên, cái này liên quan đến vấn đề riêng tư của phụ nữ, vốn không nên hỏi, nhưng nếu không hỏi thì lại không thể nào biết được sự thật. Năm nay thiếp 42 tuổi, lúc đến nơi này mới 19 tuổi, mùa hè 3 năm sau đó là lần đầu tiên chịu nhục. Cung nữ trung niên kia suy nghĩ rồi nói ra, lần đầu tiên là 20 năm về trước, mấy lần sau thì không nhớ được. Mấy lần khác là vào mùa nào? Mạc Vấn hỏi, đều là mùa hè, thời điểm mặc ít quần áo. Cung nữ trung niên trả lời, cung nữ trung niên này ít nói, mỗi lần được hỏi chỉ trả lời câu hỏi mà không nói thêm gì khác, buộc Mạc Vấn đành hỏi nhiều hơn, yêu vật kia có hình dáng ra sao, thân thể như thế nào, lúc nào đến, lúc nào rời đi, làm nhục như thế nào, ngươi đều nói hết cho ta biết. Đều vào ban đêm, thiếp nhìn không rõ dung mạo, thân thể, mỗi lần nó đến chỉ một lúc là rời đi, cũng không ở lại lâu. Cung nữ trung niên cúi đầu trả lời. Mạc Vấn nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, hắn cần phải biết chi tiết tỉ mỉ mà cung nữ trung niên này lại ngượng ngùng, không muốn nói. Ngươi không nhìn thấy nhưng cũng không cảm giác được hình dáng của yêu vật kia hay sao? Trương Động Chi nóng nảy hỏi xen vào. Mỗi khi nó đến thiếp đều khó có thể cử động được, hình như nó có hình thể của đàn ông, chỉ là khác đàn ông bình thường một chút. Cung nữ trung niên nói, khác ở chỗ nào? Mạc Vấn truy hỏi, yêu vật tu vi chưa đủ mà cưỡng ép hóa thành hình người, thì sẽ giữ lại một số đặc điểm của bản thể. A Cửu và Thiên Tuế có đạo hạnh sâu nên sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy có thể thấy được yêu vật kia cũng không khó đối phó. Nó, cung nữ trung niên muốn nói lại thôi. Trương Động Chi là tướng quân dẫn binh, tính cách mạnh mẽ, tức giận to tiếng quở mắng, quả nhiên là không sợ đàn bà tranh chua chỉ sợ loại ỉu xìu. Người bị thì bị rồi, còn ngại cái gì mà không mở miệng nói ra. Mấy lần nó đến thiếp đều đang lúc đèn đỏ, mỗi lần như vậy nó đều liếm phía dưới của thiếp trước, sau đó mới làm chuyện kia, nó khác với những người đàn ông bình thường ở chỗ. Nó. Cung nữ nói đến chỗ này muốn dừng lại, nhưng thấy Trương Động Chi chừng mắt nhìn mới nói nốt nửa câu sau, nó có 2 cái tờ diêm. Mạc Vấn nghe thế liền nhíu mày, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến những yêu vật có thể dễ thành tinh, mà loại thích máu tươi có không ít. Nhưng hắn không nhớ ra loại yêu vật nào lại có 2 cái tờ diêm. Trương Động Chi nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn. Lúc này Mạc Vấn cũng không hiểu thế nào thì sao có thể trả lời y được, chỉ có thể lắc đầu. Trương Động Chi không ưa người phụ nữ này, liền xua tay đuổi nàng đi, ra bên ngoài chờ, đổi một người khác đến.
Cung nữ kia đứng lên cáo lui, quay người ra khỏi phòng. Tuổi đã lớn như thế mà còn thẹn thùng cái nỗi gì, cô ta tưởng mình là mỹ nhân 16 chắc. Trương Động Chi chán ghét nhìn cung nữ trung niên đi ra ngoài. Không thể trách nàng, đây đều là tác hại do quá lâu không được gặp người bên ngoài. Mạc Vấn lắc đầu nói. Tóm lại yêu quái kia là vật gì mà lại có hai cái tờ gym? Trương Động Chi cười hỏi. Chịu thôi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Phải chăng là do biến hóa thành? Trương Động Chi hỏi. Tờ gym của nam giới là do nguyên dương thỏ ra ngoài, không biến hóa được, dù là thuộc loài nào thì cũng chỉ có một cái, kể cả cầm thú cũng chưa thấy con nào có hai cái. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lời này không đúng, con dế có hai cái. Trương Động Chi nói. Con dế lại không thích máu. Mạc Vấn lắc đầu. Trương Động Chi xuất thân phú quý, thời gian rảnh rỗi chắc chơi đấu dế không ít. Nhưng từ xưa đến nay hắn chưa từng nghe nói qua có con dế nào thành tinh. Hơn nữa đó là hai cái lông đuôi phía sau con dế không phải là bộ phận sinh dục. Trong lúc hai người nói chuyện thì lại có một cung nữ trung niên đi vào. Người này khác với cung nữ trước đó, sau khi vào cửa liền quỳ xuống trước mặt hai người, dập đầu liên tục. Xin hai vị thượng sai cứu giúp. Đứng lên nói chuyện, trước tiên nói về yêu vật kia xong rồi hãy nói việc khác. Trương Động Chi thay Mạc Vấn đặt câu hỏi. Cung nữ kia nghe vậy liền đứng lên, trực tiếp nói vào chủ đề chính, tính cách người này chua ngoa, nói luôn một lèo không chút giấu giếm, ngay cả việc yêu vật kia đưa vào rút ra, thời gian dài hay ngắn, xuất tinh ít hay nhiều cũng nói hết. Trương Động Chi nghe được cảm thấy hứng thú còn Mạc Vấn thì mặt đỏ đến mang tai, vội vàng hỏi xong rồi đuổi nàng đi. Chuyện của người này trải qua đại khái cũng giống với cung nữ lúc trước, thời điểm bị làm nhục đều là ban đêm mùa hè, mà lại đều là lúc có kinh nguyệt, cũng không nhìn thấy hình dáng của yêu vật kia. Ngoài ra lúc đó các nàng đều tỉnh táo chỉ là toàn thân tê cứng, không thể di chuyển, có vài phần giống với quỷ áp giường mà người đời hay nói đến, vì vậy các nàng mới cho rằng yêu vật kia là ma quỷ. Hỏi xong ba người còn lại thì tình hình cơ bản đã sáng tỏ, yêu vật này chỉ xuất hiện khi trời nóng, mỗi năm chỉ xuất hiện một lần, mà chỉ làm hại một người. Vẫn chưa có cách nào xác định được yêu vật kia. Trương Động Chi cầm lấy một bình sứ chuyên đựng rượu trong phòng, những cung nữ ở đây được triều đình cấp tiền nuôi dưỡng, nhưng bản thân các nàng cũng không được dùng bao nhiêu mà đều để nuôi các ni cô ngồi không mà hưởng kia. Vật ấy xuất hiện vào mùa hè thì có lẽ là loài trùng máu lạnh. Mỗi lần đến khiến những cô gái kia không thể động đậy, đó là do bị trúng khí độc. Mạc Vấn nhíu mày nói, tới hiện giờ hắn vẫn không thể xác định được con yêu vật kia là cái gì. Có thể là rắn độc. Trương Động Chi phán đoán. Chắc chắn không phải, nếu là rắn độc thành tinh phun ra khí độc thì các nàng sẽ không còn sống. Độc tính của yêu vật này yếu hơn so với rắn độc. Mạc Vấn lại lắc đầu lần nữa. Lúc đèn đỏ thì quan hệ sẽ không có thai, cô gái bị hấp diêm lúc trước có thai thì phải giải thích thế nào? Trương Động Chi mở nắp bình nếm thử một chút, Nico đáng ghét này thật biết hưởng thụ. Yêu vật và người có quan hệ vợ chồng đã là rối loạn cương thường, đã như vậy thì việc sinh con cũng không tuân theo lẽ thường. Mạc Vấn đứng dậy. Trời cũng không còn sớm, đệ có tính toán gì không? Trương Động Chi hỏi. Trước tiên xem xét xung quanh cái am này, mấy ngày tới e rằng phải ở lại đây rồi. Mạc Vấn bước ra khỏi phòng. Trong những cung nữ kia có hai người còn nhớ rõ thời gian, năm trước và năm kia yêu vật xuất hiện, vào buổi tối ngày 14 và 15 tháng 8, hôm nay là 13 tháng 8, mà năm nay yêu vật kia chưa xuất hiện, hai người đến thật đúng lúc. Thân phận của những cô gái này rất đặc biệt, một mình đệ ở lại đây sợ là sẽ bị hoàng hậu vu hãm. Cô ta sẽ tìm những cung nữ làm trái lương tâm để vu cáo hãm hại đệ, lúc đó thì đệ không thể cãi được. Mấy ngày tới ta sẽ ở đây cùng với đệ, nếu sau này nàng ta muốn hại đệ thì đã có ta làm chứng cho đệ. Trương Động Chi đi theo Mạc Vấn ra khỏi phòng. Huynh không cần lên triều à? Mạc Vấn rất cảm động, lời Trương Động Chi nói chính là điều mà hắn lo lắng. Nếu bị người khác vu hãm tội cấu kết với nữ nhân mà tiên hoàng đã sủng hạnh, thì khó mà thoát được tội chết. Ta cũng muốn lên triều nhưng phẩm cấp còn chưa đủ. Trương Động Chi cười nói. Làm phiền huynh rồi. Mạc Vấn gật đầu nói cảm ơn, sau đó nói với năm cung nữ đang đứng chờ ở sân, mang chúng ta đến phòng của các ngươi. Những cung nữ kia nghe vậy liền quay người dẫn đường. Một ni cô đi theo sau, trong bảy ni cô này có bốn người trông ở bốn phía, còn ba người thì ngày đêm trông nom ở đây. Rượu ở trong phòng ngươi, mang cho bổn tướng một bình. Trương Động Chi nói với ni cô to béo đang quay về phòng. Thượng sai cần gì cứ sai bảo. Ni cô to béo kia nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ sợ nhất là Mạc Vấn và Trương Động Chi thanh liêm quay về báo cáo, lần này uống rượu thì hiển nhiên sẽ không tố cáo bọn họ. Làm một ít đồ ăn, mấy ngày tới hai người chúng ta sẽ ở lại đây. Trương Động Chi nói, Nico to béo nghe xong càng vui mừng hơn, ngay cả những cung nữ trong sân cũng cảm thấy vui. Nhiều năm nay qua các nàng không nhìn thấy đàn ông, hôm nay cũng gặp được rồi, dù là không làm gì nhưng được nhìn cũng tốt lắm rồi. Phòng của những cung nữ này đều ở vào khu vực phía đông,
Chùa này vốn là đạo quan, sau này mới tiến hành xây dựng chuyển thành chùa. Bởi vì ở sườn núi nên không thể mở rộng về phía nam và bắc, nên chỉ có thể xây thêm về phía đông và tây. Sau 3 năm mở rộng thì nơi đây đã trở thành kết cấu nam bắc thì hẹp, mà đông tây lại dài. Mặc dù những cung nữ này đều có một phòng riêng nhưng phòng rất đơn sơ, cửa phòng cũng không có then cài bên trong nên chỉ đẩy nhẹ là dễ dàng mở ra. Mạc Vấn muốn đến phòng các nàng, cũng không phải là vì nhìn phòng hay để tìm những manh mối còn sót lại, mà để xác định phạm vi hoạt động của yêu vật kia, mà phòng của 5 người đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều ở gần đại điện của đạo quan trước kia. Nơi đạo quan này đã được thay đổi, tường ngoài và trái nhà hai phía đông tây đều đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại một tòa đại điện cô độc đứng ở đó. Bởi vì những ni cô này trước nay không làm việc Phật, nên bên trong đại điện vẫn còn tượng thờ của đạo gia. Ngoài ra còn có một đống củi lớn cùng với chậu than để sưởi ấm trong mùa đông, bồn cầu cũ nát cũng ở trong này. Điện chính lớn như vậy cũng đã trở thành một gian phòng đựng đồ lặt vặt, chỉ có thể nhìn thấy phần đầu của tượng thần Ngọc Thanh, Vô Lượng Thiên Tôn. Mặc dù Mạc Vấn là đệ tử của Thượng Thanh nhưng nhìn thấy Ngọc Thanh và Thái Thanh thì vẫn hành lễ. Có gì kỳ lạ không? Trương Động Chi chỉ đại điện Ngọc Thanh. Lúc trước yêu vật kia đã ẩn nấp ở đây, nhưng bây giờ không còn ở đây nữa. Mạc Vấn lắc đầu nói, đến chỗ này hắn có thể phát hiện được có yêu khí còn sót lại. Nghe tiếng chạy rồi ư? Trương Động Chi hỏi. Yêu vật kia rời khỏi đây nhiều ngày rồi, không phải là hôm nay mới đi. Mạc Vấn nhắm mắt lắc đầu, cảm giác nhạy bén của đạo nhân khó mà dùng lời để nói rõ. Các ngươi đặt những món đồ này vào đây từ khi nào? Trương Động Chi hỏi Nico đi theo sau lưng. Bẩm thượng sai, những thứ hỗn tạp này vẫn luôn để ở đây, đã rất lâu không có ai động đến. Nico trả lời. Trong điện chất đầy đồ vật như thế này thì làm sao yêu vật kia ra vào được? Trương Động Chi nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn. Lúc này Mạc Vấn cũng đang tự hỏi vấn đề đó. Trong khe hở giữa đống đồ vật trong điện có nhiều mạng nhện, không giống có yêu vật nào ra vào, mà phía trên thì có rất nhiều tro bụi nên yêu vật cũng không đi từ phía trên. Xoay người rồi cúi đầu nhìn dưới đất, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra manh mối. Phía dưới đống đồ vật có một vết rạch rộng khoảng 3 xích, sát mặt đất, xung quanh vết rạch có nhiều dấu vết hỗn độn. Mạc Vấn quan sát một lát rồi đứng lên ý bảo Trương Động Chi xem xét, sau khi Trương Động Chi xem xong hỏi, là rắn. Chiều cao của khe hở không đủ. Rắn độc không thể ra vào được, hơn nữa rắn độc không có chân, có lẽ là một con rết đã thành tinh. Ngô công có hai cái tờ diêm sao? Trương Động Chi cười hỏi. Đệ làm sao biết được? Mạc Vấn lắc đầu nói. Trước đó hắn cũng không nghĩ đến loại độc trùng này, bởi vì mặc dù rết là loài trùng có độc nhưng tuổi thọ của nó cũng không dài, do tuổi thọ ngắn ngủi nên rất hiếm có con thành tinh được. Trước đây đệ đã từng gặp con rết nào thành tinh chưa? Trương Động Chi tò mò hỏi. Mạc Vấn nghe thấy thì bật cười quay đầu lại, đệ cũng không giấu gì huynh, đệ học đạo 1 năm, tu hành 1 năm, nhập thế 1 năm, tổng cộng mới có 3 năm. Huynh nghĩ đệ đã hàng phục được bao nhiêu yêu vật? 3 năm mà có thành tựu bậc này, thật sự là quá giỏi. Trương Động Chi thật lòng khen ngợi. Ngày trước ở huyện Hoàng Trác huynh từng nghe thấy lời của vị lôi thần kia, đệ chính là một trong những thượng thanh chuẩn đồ, học tập rất nhiều bí pháp kỳ diệu của thượng thanh. Ngay từ đầu đệ đã có nhiều ưu thế nên mới có được chút thành tựu sau 3 năm. Nếu đổi lại là một đạo nhân bình thường thì dù có tu đạo 10 năm, cũng chưa chắc có tu vi như đệ lúc này. Mạc Vấn thuận miệng nói, việc gì cũng đều có hai mặt lợi và hại, lúc này cái hại của việc học cấp tốc lại thể hiện ra ngoài. Bởi vì không có sư phụ đích thân chỉ dạy nên kiến thức của hắn về các loại yêu vật cũng không đầy đủ. Thượng thanh chuẩn đồ có tất cả mấy người. Lòng hiếu kỳ của Trương Động Chi nổi lên, hỏi chuyện không liên quan đến vấn đề trước mắt. Tính cả đệ là 7 người. Mạc Vấn cũng không giấu giếm. Nếu 7 người các đệ tập trung lại, thì chẳng phải là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tung hoành ngang dọc hay sao? Trương Động Chi cảm thán. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười lắc đầu. Người đời có một đặc điểm là những người không có năng lực thì thích tụ tập thành đàn, nếu có năng lực siêu phàm thì lại thích độc hành. 7 người bọn hắn đều thân mang tuyệt kỹ, đồng thời chí hướng cũng không giống nhau, tự nhiên sẽ không ở cùng một chỗ. Trương Động Chi thấy Mạc Vấn lắc đầu thì không hỏi nữa, đưa tay chỉ đại điện quay lại chính đề. Đệ có nắm chắc hàng phục được yêu vật kia không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có gì khó. Mạc Vấn gật đầu nói. Mặc dù hắn chưa thấy qua con rết này, nhưng căn cứ vào việc nó có 2 tờ diêm của giống đực, thì hẳn là đạo hạnh của nó cũng không cao mấy. Thêm nữa căn cứ vào dấu vết mà nó để lại trên mặt đất thì cái đầu của nó cũng không quá lớn. Trước mắt nên làm gì? Có cần dọn sạch đống đồ lộn tùng phèo trong này ra không? Trương Động Chi hỏi. Nói về việc hàng yêu thì Mạc Vấn là chủ sự còn y chỉ là phụ tá, cho nên mọi việc đều để cho Mạc Vấn quyết. Hôm nay trời tối rồi, ngày mai chúng ta tính tiếp. Mạc Vấn lắc đầu nói. Được rồi, ta về thành trước, báo với người nhà một câu cho họ yên tâm.
Trương Động Chi xoay người định rời đi. Nếu huynh rời đi, đệ ở đây một mình sao được? Vương phủ thấy đệ đi lâu không về thì chắc chắn sẽ đến đây tìm đệ. Khi đó để bọn họ báo với cha mẹ huynh là được. Mạc Vấn vội vàng giữ Trương Động Chi ở lại. Lúc này có không ít cung nữ ở xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai người. Chẳng biết tại sao Mạc Vấn luôn cảm thấy ánh mắt của những cô gái này rất giống ánh mắt của đám sói đói khát năm xưa. Vậy thì tốt, ta cũng không muốn chạy thêm một quãng đường. Trương Động Chi dừng lại. Màn đêm dần buông xuống, hai người trở về gian phòng sát cổng phía nam. Lúc này Nico to béo kia đã chuẩn bị xong cơm canh cho hai người. Những Nico này được tự do đi lại nên mua đồ ăn rất đầy đủ. Nhưng Mạc Vấn có chuyện trong lòng nên chỉ ăn một chút, rồi ra khỏi phòng nhảy lên trên mái cổng. Không lâu sau Trương Động Chi cũng đi ra, cầm trong tay bình sứ nhảy lên, ngồi xuống cạnh Mạc Vấn. Không biết yêu vật kia đi đâu? Trương Động Chi nói. Hiện tại đã qua giờ Dậu, trăng cũng đã lên, tuy không sáng lắm nhưng đủ để người tập võ nhìn thấy được mọi vật xung quanh. Chắc ra ngoài kiếm ăn rồi. Mạc Vấn nói. Trước khi Trương Động Chi đến thì hắn đã ngưng thần cảm giác hoàn cảnh xung quanh một lần, thấy yêu vật kia cũng không ở trong phạm vi 10 dặm, chắc hẳn đã đi xa. Vì sao đệ đăm chiêu vậy? Trương Động Chi thấy Mạc Vấn nhíu mày liền đoán hắn đang có vấn đề phải suy nghĩ. Nếu muốn tu thành hình người thì loài thú là dễ dàng nhất, tiếp theo là loài chim, cuối cùng mới là các loài trùng. Giống như loài rắn, rùa trời sinh sống lâu nên biến thành hình người cũng không có gì là đặc biệt, nhưng con rết là loài tuổi thọ ngắn ngủi, bình thường chỉ sống được khoảng 5-6 năm, lâu nhất cũng không quá 100 năm. Đệ không hiểu tại sao con rết chỗ này lại có thể sống lâu như vậy. Mạc Vấn nhíu mày nói, Thiên Ninh Am này trước kia vốn là đạo quan, có phải là con rết kia được đạo cô nơi đây thuần dưỡng hay không? Trương Động Chi phỏng đoán. Có khả năng như vậy, nếu không có người trợ giúp thì con rết rất khó trường thọ, chắc chắn bên dưới chính điện có một đường ngầm hoặc mật thất. Mạc Vấn gật đầu nói. Chuyện đạo nhân thuần dưỡng dị loại cũng không hiếm thấy, chỉ có điều đa số loại được thuần dưỡng thường dùng làm tạo kỵ. Vì sao đạo cô ở nơi này trước đây lại muốn nuôi một con rết? Đợi đến ngày mai dọn sạch mở ra sẽ rõ ràng. À đúng rồi. Từ quân đội có tin tức, Chu tướng quân đã đánh tan quân chủ lực của kẻ địch, hiện giờ đang càn quét tàn binh, không bao lâu nữa sẽ thắng trận về triều. Trương Động Chi đưa bình rượu cho Mạc Vấn. Mạc Vấn xua tay không nhận, kỳ hạn đấu pháp giữa Phật. Đạo không còn xa mà đan dược bổ khí còn chưa thấy tâm tích. Nếu lão ngũ đi đường mất quá nhiều thời gian, thì dù có mang được đan dược về hắn cũng không đủ thời gian để luyện hóa. Ngay khi hai người đang nói chuyện thì dưới núi xuất hiện hơn 10 bó đuốc, Mạc Vấn nhận ra những người kia, đúng là người trong vương phủ. Đến khi lại gần, Mạc Vấn báo cho họ biết hắn sẽ ở lại đây vài ngày, để cho bọn họ trở về báo lại với Chu Quý Nhân, tiện thể truyền tin đến cả Trương Phủ. Có phải hành động lần này của Hoàng hậu là để đưa đệ ra ngoài, từ đó thừa cơ làm hại Quý Nhân và hai vị vương gia hay không? Trương Động Chi không khỏi lo lắng. Không đâu, đệ đã nói rõ ràng với cô ta rồi. Nếu cô ta còn dám lén lút gây chuyện, thì đệ sẽ cho cô ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Hiện nay việc cô ta muốn là nhanh chóng diệt trừ đệ, chỉ cần đệ khỏe mạnh thì cô ta sẽ không ra tay với Quý Nhân và hai đứa trẻ kia. Mạc Vấn xua tay nói. Trương Động Chi muốn nói tiếp thì lại nghe thấy có tiếng đàn từ trong nội viện truyền ra. Hai người đều cảm thấy kỳ lạ, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng đàn truyền đến từ phía đông nam, làn điệu đau buồn, đúng là đang gảy khúc Hồ Già Thập Bát Phách của Thái Văn Cơ. Bi phẫn thi. Hoang thảo phong tục khác. Đạo lý chẳng giống ai. Một nơi nhiều sương tuyết. Gió hồ suốt năm dài. Phiêu phiêu phất tà áo. Lồng lộng thổi vào tai. Những khi nhớ phụ mẫu, kêu than mãi khôn nguôi. Có khách từ ngoài tới. Được hay, xiết mừng vui. Ra đón thăm tin tức. Quê lại chẳng cùng nơi. Bỗng có người thân thích. Phái sứ giả đón về. Khi được toàn nguyện vọng. Lại khó bỏ hài nhi. Máu mù liền khúc ruột. Tái ngộ không hẹn kỳ. Sống chết đều xa cách. Sao nỡ nói chia ly. Hài nhi ôm lấy cổ. Hỏi mẹ thực muốn đi. Người bảo là như vậy. Mai kia có trở về. Thường ngày mẹ yêu mến. Sao nay chẳng nhân từ. Hài nhi còn nhỏ tuổi. Nỡ chẳng đoái hoài ư. Tóm tắt nội dung Hồ Già Thập Bát Phách. 1. Nỗi nhục lúc bị bắt. 2. Nỗi lòng khi bị bức hôn. 3. Cảnh rời Hán vào hồ. 4. Nhớ quê hương và than thở cảnh đời bạc mệnh. 5. Thấy chim nhạn bay mà nhớ nghĩ xa xôi. 6. Chịu đựng cảnh rét lạnh ở đất hồ, đói mà không thể ăn được. 7. Cảnh tượng ở hồ. 8. Trách trời giận người sao tạo chi một mối tình. 9. Mối sầu vô biên, hỏi trời cao mà không thấy trả lời. 10. Chiến tranh không dừng, nỗi oán hận chiến tranh. 11. Không tham sống sợ chết mà chỉ hy vọng ngày nào đó sẽ hồi hương cùng hai con. 12. Nỗi mâu thuẫn trong lòng khi sứ giả nhà Hán chục người, mà phải ly biệt hai con còn thơ dại. 13.
lúc xa biệt con để rời khỏi nước hồ, lòng đau xót thương khóc thê thảm. 14. Về Hán mà hồn trong mộng dẫn dắt nàng về hai con ở đất hồ. 15. Giấc mộng hai con cứ trở về không thôi. 16. Tưởng nhớ hai con mà muốn trở lại nước hồ. 17. Lúc đi nhớ quê hương, lúc về phải biệt ly con dại. 18. Đoạn kết, chịu đựng cảnh mẹ con cách biệt đông tây, nhớ thương ra giết. Đây là một khúc nhạc để biểu đạt lòng nhớ quê hương, vốn là do sáo diễn tấu. Một khi dùng đàn gảy thì không gian tràn ngập sự đau buồn. Khi Mạc Vấn nghe thấy tiếng đàn cũng không tỏ ra buồn bã, ngược lại có ý xem thường. Những cung nữ rơi vào hoàn cảnh hiện giờ thì tất nhiên là cũng có người vô tội, nhưng hầu như đều do gieo gió gặt bão mà thành. Nếu như rời xa hoàng đế thì đã không có kết cục như vậy. Năm đó trong lòng còn muốn tranh quyền đoạt lợi nên rơi vào hoàn cảnh như hiện nay, cũng không thể oán trời trách đất được. Nghe đến đoạn giữa thì hắn không còn ý xem thường, nhưng vẫn không có ý thương cảm, vì hoàn cảnh của hắn càng đau khổ hơn so với cung nữ này. Người quen biết đều chết hết, cha mẹ thì chết thảm, người duy nhất mà hắn gửi gắm hy vọng vào thì lại biến thành một cơn ác mộng nghẹn ở cổ họng. Ngoài trừ một người tôi tớ đi theo thì hắn đã không còn người thân trên đời, vậy ai đáng thương hơn? Đến khúc cuối thì Mạc Vấn dâng lên lòng từ bi, vì hắn nghe được sự giận dữ trong tiếng đàn. Nếu người đánh đàn chỉ buồn bã hối tiếc thì hắn không xem ra gì, nhưng trong tiếng đàn của đối phương lại có sự tức giận. Đây là một loại kiên định bất khuất cho thấy người đánh đàn có lòng muốn phản kháng, nhưng lại không có năng lực này. Bởi vậy có thể thấy được người này không chỉ hy vọng được người khác cứu, mà còn muốn tự cứu lấy mình. Khi gặp phải khó khăn, đầu tiên phải nghĩ đến tự cứu mình trước mới là người đáng được tôn trọng. Đệ muốn cứu cô gái này, Mạc Vấn nói với Trương Động Chi. Nếu có quan hệ với các nàng thì sẽ bị tội nặng phải mất đầu đấy, chúng ta không thể giúp được các nàng. Trương Động Chi lắc đầu liên tục. Những người khác đệ mặc kệ, nhưng cô gái này thì đệ nhất định phải cứu được. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Vì cái gì? Trương Động Chi thấy Mạc Vấn tỏ ra xúc động. Trước đây y chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Mạc Vấn. Nhìn vẻ mặt hắn cho thấy bất kể như thế nào thì hắn cũng phải cứu bằng được cô gái này. Y rất khó hiểu là tại sao một khúc nhạc buồn lại có thể làm cho Mạc Vấn xúc động đến như vậy. Nàng chưa từng cúi đầu, nàng không chịu khuất phục. Mạc Vấn nói xong tung người lao về phía đông. Trương Động Chi không hiểu mô tê gì sất, vội vàng đứng lên nhìn qua, chỉ thấy Mạc Vấn cũng không vào trong sân mà từ trên tường nhìn xuống gian phòng có tiếng đàn phát ra, sau đó lại tung người trở về. Phần lớn những cung nữ này đều am hiểu âm luật, đệ có thể cứu hết hay không? Trương Động Chi nói nhỏ với Mạc Vấn. Lúc này tiếng đàn kia đã ngừng lại, nhưng lại có tiếng đàn từ nơi khác truyền ra. Nếu mỗi người đều có cốt khí thì ngại gì không cứu hết, cung nữ kia bị nhốt đã 20 năm mà không chịu khuất phục, như người khác thì chưa đến một năm đã chịu khuất phục rồi. Mạc Vấn cắn răng nhắm mắt nói sang chuyện khác. Để nói nhỏ một chút, Trương Động Chi khẩn trương nhìn xung quanh. Đừng có đánh đàn nữa, hư thực bố mày đều phân biệt được ngay, còn ai đánh đàn nữa thì sẽ xem như yêu vật mà luận tội. Sau khi hô lên, cả ngôi chùa lớn liền yên tĩnh lại, ánh đèn tắt dần, một lát sau tất cả trở nên yên tĩnh. Trương Động Chi bất đắc dĩ nhìn Mạc Vấn một cái, đưa bình rượu trong tay tới. Ngày trước, lúc Mạc Vấn giết người ở nha huyện Huyện Hoàng thì y cũng từng nhìn thấy, vì vậy y cũng biết Mạc Vấn không phải là người lương thiện đến mức ngu muội. Thông qua câu nói của Mạc Vấn lúc trước, y mơ hồ đoán được khả năng trước đây, Mạc Vấn đã nhận đả kích rất lớn từ phụ nữ, vì vậy khiến cho tâm tình của hắn vô cùng bất ổn. Làm cho tướng quân chê cười rồi. Mạc Vấn vẫn không nhận bình rượu, mà hít sâu một hơi để ổn định tinh thần, muốn cứu người phải bàn bạc kỹ hơn, những cô gái này đều có tên trong danh sách của phủ tư đồ, không thể tùy tiện dẫn đi được. Trương Động Chi hơn Mạc Vấn 10 tuổi, tất nhiên sẽ không ngu xuẩn mà đi hỏi chuyện cũ của Mạc Vấn. Không có vấn đề, giả chết cũng không khó. Mạc Vấn lại thở dài. Đệ có cân nhắc là tốt rồi. Lúc trước đệ hét to như vậy e rằng dù yêu vật có xuất hiện, cũng bị dọa chạy mất rồi, chúng ta xuống đi ngủ thôi. Trương Động Chi cười nói. Nico kia đang ở trong phòng, làm sao đi ngủ? Mạc Vấn lắc đầu nói. Nếu yêu vật kia trở về thì hắn có thể cảm giác được, hoàn toàn không cần phải ngồi ở trên mái cổng. Cô ta ở trong nhà, không hề gì, trong núi có nhiều muỗi, ban đêm ở bên ngoài sẽ bị đốt. Trương Động Chi nói. Đệ là đạo nhân, làm sao có thể chung phòng với Nico được? Mạc Vấn rất chán ghét Nico béo kia. Thôi được, ta xuống dưới ở chung với Nico. Đệ khẩn trương gối đầu tâm sự với những cung nữ kia đi. Trương Động Chi cười xong thì thả người lướt xuống. Mạc Vấn bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo y. Trong nhà có một giường, một đệm, mỗi người chiếm một cái nên Nico kia chỉ có thể ngủ dưới đất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hai người lại đi vào chính điện lúc trước. Mạc Vấn đưa tay vẫy với Nico đi phía sau. Gọi người đến đây, nhanh chóng chuyển mớ bòng bong này ra ngoài. Nico tuân lệnh lập tức triệu tập cung nữ chuyển đồ đạc trong điện ra ngoài. Đồ vật trong điện phần lớn là củi, chậu đồng, bồn cầu,
những vật này không có thứ gì lớn nên các cung nữ vận chuyển không có gì tốn sức. Hôm qua hai người Mạc Vấn đến đây thì những cô gái này đều để mặt mộc, còn hôm nay thì ai cũng phấn son loè loẹt. Những cung nữ này vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, một khi trang điểm vào thì càng thêm lung linh. Bồn cầu dính nhiều dơ bẩn, chậu đồng có nhiều vệt đen xám, củi có nhiều gờ giáp, để cho một đám phụ nữ xinh đẹp, yếu đuối đi làm việc nặng còn bản thân, thì khoanh tay đứng nhìn vốn không phù hợp với tính cách của Mạc Vấn. Nhưng lúc này hắn không thể ra tay, bởi đây không phải việc của hắn, nếu mà hỗ trợ thì chính là đánh mất tư thế tác phong. Trong khi mọi người đi chuyển đống đồ lộn xộn trong điện, thì cổng phía nam chuyển tới tiếng trúc tiêu. Mạc Vấn nghe tiếng thì quay đầu lại, Nico quản sự vội vàng tiến lên giải thích, bẩm thượng sai, có người tới cổng tìm ngài. Mạc Vấn đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra là những Nico này sử dụng tiếng còi để truyền tin. Để ở lại đây, để ta đi xem. Trương Động Chi quay người rời đi. Không lâu sau, Trương Động Chi trở về, cầm theo một cái giỏ thức ăn, Vương Phủ đưa cơm canh tới cho đệ, về sau một ngày ba bữa họ đều sẽ đưa đến, còn để lại một con ngựa tốt ở bên ngoài am. Mạc Vấn nghe thấy thì gật đầu, trong lòng rất ấm áp. Trương Động Chi xách giỏ thức ăn đi đến phòng phía nam, lấy thức ăn trong giỏ ra rồi gọi Mạc Vấn tới. Bởi vì lúc này, yêu vật kia không có trong điện nên Mạc Vấn rời bước qua ăn cùng Trương Động Chi. Thứ ăn gồm có 4 món rau xanh rất đẹp mắt, một vò rượu, một bình canh. Gia đình phú quý đều có thói quen uống canh nhuận họng trước khi ăn cơm. Trương Động Chi hút một bát canh lớn, vừa vào miệng đã lập tức phun ra, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Mạc Vấn thấy vậy vội vàng nhận lấy bát canh rồi nhấp môi một chút, không có độc, nhưng rất mặn. Tên đầu bếp nấu món này phải lôi ra quất 20 roi mới hả giận. Trương Động Chi co mày quát lớn. Mạc Vấn không nói gì. Hắn đã quen với khẩu vị của nhà bếp trong Vương Phủ, món canh này không phải do đầu bếp làm. Trương Động Chi nói xong thì đảo mắt như nghĩ ra điều gì đó, xong nở nụ cười xấu xa nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn chột dạ, thần sắc cũng mất tự nhiên. Hắn cũng đoán được món canh này là do ai làm, nhìn vẻ mặt Trương Động Chi thì chắc chắn y đã đoán ra. Người này không thể trừng phạt được. Trương Động Chi cười he he. Huynh đừng có hiểu lầm bậy bạ. Mạc Vấn đưa bát cho Trương Động Chi. Trương Động Chi gật đầu, không nhăn nhở nữa mà nghiêm mặt nhắc nhở, đệ phải cẩn trọng. Vài ngày trước quý nhân đã dâng thư xin từ bỏ danh xưng hoàng tử của hai vị vương gia, nhưng lại có người suy đoán là nàng đang trải đường để tái giá. Theo ta được biết thì Chu lão tướng quân không phải người không có trí, ông ta sẽ không để người khác chặt đứt con đường lên trời của hai đứa cháu ngoại. Từ bỏ danh xưng hoàng tử chính là kế sách tự bảo vệ mình, có liên can gì tới đệ? Mạc Vấn nhíu mày nói. Tranh đấu trong hoàng gia còn phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước kia của hắn, dù làm người đoan chính cũng không chịu nổi bị thế nhân xuyên tạc. Ta chỉ bí mật nói cho đệ biết, nếu như đệ không quan tâm là tốt nhất. Đệ bảo hộ mẹ con bọn họ đã là công lớn, sau khi Chu lão tướng quân thắng trận trở về nhất định sẽ trọng thưởng cho đệ, đây là phong cách làm việc của ông ta. Nhưng nếu như đệ quan hệ vụng trộm với nàng, Chu lão tướng quân kia sẽ không tha cho đệ, đó cũng là phong cách làm việc của ông ta. Trương Động Chi nghiêm túc nhắc nhở. Mạc Vấn nghe thấy thì chậm rãi gật đầu, tiếp đó đổ hết canh trong bình đi, thứ này có độc, còn là kịch độc chết người. Kể từ đó không còn muốn ăn nữa, Mạc Vấn rời bước quay về đại điện đứng thẳng giám sát. Lúc này đồ vật trong đại điện đã được chuyển đi hơn một nửa, cung nữ hối hả ngược xuôi, bụi đất mù mịt. Phụ nữ làm việc luôn luôn chu đáo, chuyển đống đồ lộn xộn ra đặt ngoài sườn đông của điện, chồng xếp ngay ngắn. Đến giờ thì buổi trưa thì đồ vật lộn xộn trong điện đã hầu như không còn. Các cung nữ vẩy nước muốn quét sạch nhưng bị Mạc Vấn mở miệng ngăn cản. Đến khi toàn bộ mọi việc hoàn thành, hắn và Trương Động Chi cùng tiến vào đại điện. Những đồ vật vốn thuộc về Ngọc Thanh trong đại điện thì không bị chuyển đi. Sườn phía đông của điện có một cái bàn gỗ, hương nến trên bàn đã đứt gãy. Bên cạnh bàn gỗ có để một cái hòm gỗ màu đen. Trên hòm có nắp nhưng đã bị mở ra, bên trong trống không. Ở phía đông của đại điện có một cái bệ, phía trên có đặt một chiếc khánh lớn, là một loại pháp khí cùng loại với bình bát, chỉ có điều là lớn hơn bình bát. Là vật đạo sĩ thường sử dụng. Phía chính bắc của điện đặt một pháp đài, trên pháp đài có tượng thần Ngọc Thanh đang ngồi. Trước pháp đài đặt một bàn thờ, trên có 7 lư hương, trước bàn thờ có 3 tấm vải vàng, đều đã bị tổn hại. Gần cửa sổ phía tây đại điện có một chiếc giường, là chỗ nghỉ ngơi của đạo cô lúc rỗi rãi. Trong đạo quan được sắp xếp rất giống chùa chiền. Trương Động Chi nhìn xung quanh rồi nói. Mạc Vấn quay đầu nhìn Trương Động Chi một cái. Lời Trương Động Chi nói đúng là tình hình thực tế. Chỉ có điều nói sai thứ tự trước sau, không phải là đạo quan sắp xếp giống chùa chiền, mà là chùa chiền sắp xếp giống với đạo quan. Đại bộ phận cách bài trí trong chùa đều sao chép lại từ đạo gia. Nhưng thân là đạo nhân, hắn không thể nào nói rõ tình hình thực tế, bằng không người ngoài lại nghĩ là đang nói xấu Phật gia. Phòng ốc chỗ này không lớn, chắc hẳn không khó truy tìm dấu vết. Trương Động Chi lại nói. Mạc Vấn nghe vậy nhưng không đáp lời,
cũng không nóng lòng đi lên, mà nhíu mày đánh giá cách sắp xếp trong điện. Có gì không ổn à? Trương Động Chi hỏi. Nơi đạo quan này có lập hòm công đức, ngày trước được nhân dân hương khói. Hòm công đức lớn như thế, chứng tỏ năm xưa hương khói rất thịnh. Mạc Vấn nói tới đây liền giơ tay chỉ lư hương trên bàn thờ nói tiếp. Lư hương có đến 7 cái, có thể thấy được có rất nhiều khách hành hương đến đây. Đạo quán chỗ này không lớn, tại sao có nhiều khách hành hương như vậy? Trương Động Chi nghi ngờ hỏi. Người đời đều là không có lợi thì không làm, nếu không có cầu mong thì sẽ không dâng hương, chỗ đạo quan này ắt phải có chỗ thần dị. Mạc Vấn nói xong liền quay người hỏi Nico, sổ ghi chép công đức trong điện này hiện giờ đang ở đâu? Lúc tới đã không có. Nico sững sờ một chút rồi mở miệng trả lời. Sát, đạo, âm, vọng, tửu chính là năm giới của Phật môn các ngươi, người xuất gia không được lừa dối người khác. Mạc Vấn nhíu mày răn dạy, chỗ này mọi vật đều còn, chứng minh lúc trước đạo cô kia đi quá vội vàng, không thể nào chỉ lấy đi một quyển công đức mỏng. Khả năng bị những cung nữ này dùng làm giấy chùi đít rồi. Nico đưa chỉ vào những cung nữ mặt mày dính bụi kia. Lời vừa nói ra, những cung nữ đều có lộ vẻ oan uổng, chỉ là giận mà không dám nói. Chắc chắn kẻ lấy sổ công đức đi làm giấy vệ sinh không phải các nàng, mà chính là đám Nico này. Dù ai lấy đi sổ công đức, thì quyển sổ mỏng đó cũng chẳng có tác dụng gì. Mạc Vấn lắc đầu sau đó cất bước đi về phía pháp đài. Chỗ chính điện này không có nhiều chỗ cho con rết kia ẩn mình. Pháp đài ở dưới tượng thần chính là chỗ đáng nghi nhất. Đi quanh pháp đài một vòng, cũng không phát hiện manh mối gì, Mạc Vấn lại chuyển sang chiếc giường ở góc tây nam. Cái giường nhỏ này do 4 khối đá to tạo thành, giường bình thường đều dùng bùn đắp thành, mà cái giường này lại dùng đá phiến, mỗi phiến đá đều có dấu tay người. Mạc Vấn lấy tay rời một phiến đá, chỉ thấy phía dưới phiến đá là một cái ao nhỏ, bên trong có chút bùn đất. Trong lớp bùn đất có một số con côn trùng, vì không được người nuôi nấng nên đã chết từ lâu. Đi rời một phiến đá khác, phía dưới vẫn là ao nhỏ, trong có hơn chục con rắn độc đã chết khô. Mở lên 2 phiến đá cuối cùng, ở dưới là bò cạp đen và cóc, cũng không ngoại lệ, đều đã chết nhiều năm. Vậy mà dám ngầm nuôi ngũ độc. Đạo cô ở đây trước kia không thể nghi ngờ chính là một yêu nhân. Trương Động Chi nói, ngũ độc là rắn, rết, nhện, bò cạp, cóc, trong này không có mấy loại trùng kia. Mạc Vấn chỉ tay vào chỗ cái ao nhỏ có ít côn trùng hình tròn. Dế nhủi không thể hại người. Trương Động Chi hỏi, không thể, đây là một vị thuốc làm tan máu, nối xương. Mạc Vấn lắc đầu nói, lúc này trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc. Ngày trước, đạo cô kia ở đây vì sao lại âm thầm nuôi những độc trùng này? Chẳng lẽ là để trị bệnh cứu người? Trương Động Chi suy đoán nói, đạo nhân làm nghề y không theo con đường này, khi cần trùng độc thì không tự nuôi mà đa phần là do người có bệnh tự đi bắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Vấn lắc đầu nói. Mạc Vấn nói xong, lại đi tìm kiếm lỗ hổng trong điện. Con rết kia hình thể không nhỏ, lỗ hổng cũng dễ che giấu, nhưng tìm tới tìm lui nhiều lần vẫn không thấy tung tích. Chỗ ra ở đây. Giọng Trương Động Chi từ phía sau tượng thần truyền đến. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, thấy Trương Động Chi đang cưỡi ở trên tượng Ngọc Thanh vẫy tay với hắn. Mau mau xuống đây. Mạc Vấn xua tay gọi, làm nhục tượng thần Tam Thanh cũng giống như khi sư diệt tổ. Chỗ này trống rỗng. Trương Động Chi ở sau tượng thần nhìn xuống dưới. Không được làm nhục Tam Thanh. Mạc Vấn lại quát lên. Vừa nói ra khỏi miệng, Trương Động Chi đã đạp rơi cái đầu tượng thần xuống đất. Mạc Vấn thấy thế vội vàng lao tới ôm lấy. Vô lượng thiên tôn, vô lượng thiên tôn. Tượng thần này dùng để ngụy trang, còn bên trong thì trống không, con rết kia luôn ẩn mình bên trong tượng thần. Trương Động Chi lại vẫy tay gọi Mạc Vấn, mau lên đây. Mạc Vấn ôm đầu tượng Ngọc Thanh lắc đầu liên tục với Trương Động Chi. Người trong đạo môn không thể làm nhục tượng Tam Thanh, chứ đừng nói gì đến việc cưỡi lên. Trương Động Chi bất đắc dĩ, thò tay lấy 2 thanh đao sắc bén sau lưng, vung đao chém xuống 2 bên, chốc lát sau đã chia cắt tượng thần. Vỏ ngoài tượng gỗ chóc ra. Trong đó là một cái ao xây bằng gạch, hình chữ bát, trên hẹp dưới rộng. Mạc Vấn thấy tượng thần bị Trương Động Chi dỡ xuống, chỉ đành đặt đầu tượng trên bàn thờ, cất bước lên trên nhìn ao gạch. Ao gạch này có 3 lỗ hổng, một ở trên đỉnh, chỗ rộng nhất chắc là do con rết tự đào ra. Lỗ thứ 2 ở vị trí tay Ngọc Thanh, hẳn là chỗ cho ăn trước đây. Lỗ cuối cùng là ở phần dưới lưng của tượng, có một viên gạch chặn lại, hẳn là khi xây xong thì cố tình để lại. Tới lúc này đã có thể xác định. Năm đó, những kẻ ở nơi này không phải đạo nhân, bởi vì, cho dù đệ tử đạo môn có bất tài cỡ nào cũng sẽ không làm nhục Tam Thanh. Nếu như không phải là người trong đạo môn, ý đồ đối phương ở đây đã rất rõ ràng rồi, bọn chúng mượn danh hiệu của đạo gia để nuôi dưỡng thứ có độc, làm nghề y vơ vét của cải. Có muốn dỡ xuống hay không? Trương Động Chi hỏi. Cẩn thận một chút, bên trong có kim thuế. Mạc Vấn gật đầu nói. Kim thuế là cái gì? Trương Động Chi chính là tướng quân dẫn binh, tất nhiên không hiểu dược lý. Là xác rết lột da, là dược liệu vạn kim khó cầu.
Mạc Vấn mở miệng giải thích, lỗ hổng phía dưới tượng thần kia chính là chỗ lấy thuốc của những kẻ kia. Trương Động Chi nghe thế thì không do dự nữa, lại vung đao chẻ dọc, liên tiếp hai đao đã phá vỡ vách tường bằng gạch, bên dưới là một khu vực rộng rãi. Nền có dải đất cát, khu vực chính giữa có một hố cắt hình tròn, có lẽ là chỗ con rết cuộn mình. Toàn bộ nền phòng gạch là da rết vung vãi khắp nơi, có màu vàng kim óng ánh. Vậy ấy chị được bệnh máu xấu, ác nhọt, cố gắng lấy được toàn bộ. Mạc Vấn nói với Trương Động Chi. Mặc dù Trương Động Chi không hiểu dược lý, nhưng lại biết ác nhọt là gì, đây là một chứng bệnh làm chết nhiều người nhất. Một khi dính phải ác nhọt thì gần như không có thuốc nào có thể trị. Vì vậy nên y vội vàng tìm kiếm túi để nhặt vào. Thứ này phải cần thuốc dẫn thế nào? Chốc lát sau, Trương Động Chi cầm túi đi ra. Con rết kia không ngờ đã thành hình, sắc lột da của nó không cần thuốc dẫn. Mạc Vấn lắc đầu nói. Sở dĩ con rết này sống được lâu như vậy hoàn toàn là nhờ hương khói hơi người. Quả là đồ tốt, dành cho đệ một ít. Trương Động Chi nói. Đệ hiểu ngũ hành, không cần những thứ này cũng có thể trị được ác nhọt. Huynh giữ lại cả đi, vật này rất khó tìm, nếu mà dùng hết cũng chỉ có thể dùng rết thường làm thuốc, nhưng như vậy có rất nhiều hạn chế. Mạc Vấn xoay người đi ra ngoài điện. Rết thường cũng có thể trị ác nhọt. Trương Động Chi đi theo, quả nhiên có lòng tốt sẽ được báo đáp. Lần này đi theo Mạc Vấn đến đây tìm được thần vật này, có thể bảo vệ thân nhân không bị bệnh ác nhọt kia cướp đi tính mạng. Giai đoạn đầu của bệnh ác nhọt có thể dùng dược thảo để trị liệu, dùng để giải độc, củng cố, lưu thông máu, tiêu đờm, nhưng đến khi phát bệnh thì cũng chỉ còn một đường là lấy độc trị độc. Rết có thuộc tính thổ trong hỏa, là loại thuốc chính, chỉ có điều, dùng rết thông thường còn cần các loại độc vật khác phối hợp sử dụng, người bình thường không dễ gì mà nắm vững. Mạc Vấn chỉ cái giường ở góc phía tây của điện nói. Bệnh ác nhọt kia làm chết người nhiều nhất, đệ có thể để lại đơn thuốc cứu người cứu đời chẳng phải là công đức vô biên sao? Trương Động Chi nói. Người đời sống chết đều có số, không phải tất cả mọi người đều có thể cứu được, đơn thuốc đệ không để lại được. Nhưng huynh có thể truyền cho hậu thế rằng đơn thuốc trị ác nhọt mà không có rết thì đều là giả. Mạc Vấn cười nói. Sao ta phải truyền ra, ngộ nhỡ tên lang băm nào biết được điều thêm rết vào thì chẳng phải là nhầm người. Trương Động Chi lắc đầu. Rết chính là vật có độc, dùng không hợp lý sẽ hại mạng người, lang băm không dám dùng bậy đâu. Mạc Vấn cười nói. Mặc dù hắn không thể cho đi đơn thuốc, nhưng có thể làm cho những người có bệnh sẽ tránh khỏi bị lừa gạt. Đơn thuốc điều trị ác nhọt không có rết làm thuốc thì đều là thuốc giỏm. Giữa lúc hai người vừa nói chuyện vừa ra khỏi đại điện, Nico kia bước nhanh ra chào đón, nịnh nọt, hai vị thượng sai, tiếp theo chúng tôi cần làm gì? Chuyển đồ vật trở về đi. Mạc Vấn thuận miệng nói. Nico lập tức làm theo, trong am này có hơn 300 cung nữ, hiện giờ đã đổi một nhóm khác. Tới lúc này, chuyện ma quái ở Thiên Ninh am đã hiện rõ chân tướng. Trước kia nơi này có một đám đạo nhân giả mạo đã bán thuốc vơ vét của cải. Những đạo cô kia cũng không phải là người chủ sự. Sau lưng phải có nam nhân thao túng, những kẻ này có chút hiểu biết về y thuật, biết rết có khả năng trị chứng ác nhọt nên bắt con rết kia ở chỗ này, đóng giả đạo nhân để thừa cơ vơ vét của cải. Đợi sau khi nước Tấn Định Đô ở Kiến Khang đã nhìn chúng nơi này, thu nhận việc quản lý đạo quan của bọn họ. Những người kia còn có vài phần năng lực làm nghề y, nhưng không có lực chống lại quan phủ nên chỉ có thể rời đi. Ngày đó rời đi có lẽ cực kỳ vội vàng, không kịp mang theo con rết dùng để trị ác nhọt. Con rết kia không được người cho ăn. Quá đói bụng nên từ chỗ yếu của tượng thần đào lỗ chui ra. Trương Động Chi đồng ý với suy đoán của Mạc Vấn, chỉ là không hiểu vì sao yêu vật này ở lại nơi này chưa từng rời đi. Chỗ nữ tử tập trung có âm khí rất nặng, mà rết chính là vật âm, thích ở chỗ có âm khí. Mạc Vấn thuận miệng giải thích. Tại sao nó lại làm chuyện vô sỉ với những cô gái này? Trương Động Chi chỉ tay vào đám phụ nữ. Nó không tìm được giống cái tương xứng, thiên tính thúc đẩy nó khó tránh thối nhi cầu kỳ thứ. Lúc nói chuyện Mạc Vấn quan sát thấy một cô gái có nốt ruồi ở mi tâm, trong đám cung nữ, cô gái này chính là người đã đánh đàn đêm qua. Hang ổ bị người ta hủy mất, nó có thể phát hiện ra không? Trương Động Chi hơi lo lắng. Không đâu, từ 20 năm trước vật này còn không thể biến ảo thành hình dáng con người nên, cũng tu vi cũng không cao. Chỉ cần chờ nó về rồi bắt trói mang đi phục mệnh là xong. Mạc Vấn cười nói. Nhiều chân như thế, xem ra phải phí không ít dây thừng. Trương Động Chi cũng cười. Mạc Vấn gật đầu, sau đó nhíu mày quan sát cô gái kia, đồng thời cũng tính toán làm sao có thể mà đưa nàng ra khỏi đây một cách hợp lẽ, đồng thời cũng giả chết một cách mượt mà, chót lọt. Người nào? Trương Động Chi hỏi. Bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện của y có thể nói là cực kỳ cao siêu. Người có nốt ruồi ở mi tâm, làm sao mới có thể cứu đi thuận lợi đây? Mạc Vấn thấp giọng nói. Trương Động Chi suy tính rồi khẽ nói, hay như thế này đi, đợi yêu vật kia về, ta và đệ đưa cung nữ kia vào trong phòng. Lấy cớ là cung nữ kia trúng độc mà chết. Vậy cần phải thông khí trước đó mới được,
việc này rất làm trôi chảy ở chỗ làm sao tránh bị kẻ khác nghi ngờ. Mạc Vấn gật đầu nói, sớm biết có hôm nay, sao lúc trước đệ còn thế? Thôi được rồi, chuyện này để ta xử lý. Trương Động Chi nói đến chỗ này thì vẫy tay với một cung nữ cách đó không xa, người qua đây cho ta. Không phải người này. Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu. Trương Động Chi không tiếp lời, mà lớn tiếng tra hỏi cung nữ đang thấp thỏm lo lắng kia. Câu hỏi là hàng năm cung nữ được cung cấp bao nhiêu vải vóc, lương thực, ở đây đã từng có đánh nhau chưa? Những ni cô kia có cắt xén chi phí của các nàng hay không? Ngày thường trong am có nam tử đến không? Hỏi xong một người, y đưa tay đuổi đi, tiếp đó đổi một người khác, hỏi cùng vấn đề. Sau ba người liên tiếp thì đến lượt cung nữ có nốt ruồi ở mi tâm. Đợi cung nữ này tới, y lập tức vò thẳng vấn đề chính, ngươi là người đã đánh đàn đêm qua. Cung nữ nghe xong thì chậm rãi gật đầu, tuy trong lòng có cốt khí, nhưng ánh mắt giống mấy người trước, có thần thái cầu cứu. Trương Động Chi quay đầu nhìn Mạc Vấn, Mạc Vấn đã sớm hiểu hành động trước đó của Trương Động Chi chính là để che giấu tai mắt. Như vậy nói chuyện với người này sẽ không làm kẻ khác sinh nghi. Bần đạo kính trọng tính cách của ngươi, hai đêm này sẽ nghĩ cách cứu ngươi rời đi. Lần này chỉ cứu một mình ngươi, ngươi phải xem thời cơ mà phối hợp, tuyệt đối không tiết lộ cho người khác biết, cũng không được có cử chỉ khác thường. Mạc Vấn thấp giọng nói. Cung nữ kia nghe xong toàn thân run rẩy, nước mắt chỉ trực tuôn ra, nhưng mạnh mẽ kìm lại, gật đầu liên tục. Những ni cô kia có từng bớt xén chi phí của các ngươi không? Trương Động Chi lại lớn tiếng nói. Cung nữ hiểu được cử chỉ của Trương Động Chi là để che giấu tai mắt người khác, nên trả lời bình thường. Đợi nói xong, Trương Động Chi đuổi nàng đi, rồi lại đuổi người khác. Lần này tổng cộng hỏi 6 cung nữ. Sau khi những cung nữ này trở về đám người thì đều có nhiều người vây xung quanh hỏi thăm, mọi người đều trả lời giống nhau. Tướng quân thật sự là quỷ kế đa đoan. Mạc Vấn cười vui vẻ nhìn Trương Động Chi. Cái này không tính là gì, kẻ làm quan làm tướng, mà không biết chút mưu kế và thủ đoạn thì sao có thể an bang trị quốc. Trương Động Chi xua tay cười nói. Tới lúc này, chỉ còn lại một việc là đợi con rết kia ăn uống no nê xong quay về đây, thì sẽ tóm gọn. Giữa trưa, lại có người từ vương phủ đưa cơm tới. Mạc Vấn nói với người kia hai chuyện, một là chuẩn bị thật nhiều dây thừng, hai là tìm một số thảo dược trừ độc, tận lực dặn dò phải mang tới cây nam mộc hương, thuốc này có hiệu quả an thần. Định khí, nhưng Mạc Vấn lại không cần hiệu quả thuốc mà cần độc tính của nó. Nếu như sử dụng thuốc này, không đúng sẽ khiến người dùng sùi bọt mép cùng với diện mạo đen lại. Đợi đến buổi tối, Mạc Vấn bắt đầu đề cao cảnh giác, không ngờ cả đêm trôi qua mà con rết kia cũng không về. Ở chỗ này hai đêm, trong lòng Mạc Vấn có chút lo lắng. Đợi đến buổi tối ngày thứ ba, cuối cùng hắn đã phát hiện có âm vật, từ phía đông bắc đang nhanh chóng di chuyển về phía này. Nó đang tới. Mạc Vấn nói với Trương Động Chi đang nghiêng người dựa vào giường uống rượu. Cuối cùng cũng tới. Trương Động Chi đặt bình sứ xuống, đứng dậy vận động tay chân. Con yêu này có thể phun ra khí độc, để đệ ra tay hàng nó. Huynh hỗ trợ cho đệ là được. Mạc Vấn cầm một bình sứ đi ra, trong bình này có chứa nam mộc hương chuẩn bị cho cung nữ kia, dùng rượu trắng để bộc phát ra dược lực, rất nhanh sẽ có kết quả. Trương Động Chi bước nhanh cùng ra, Mạc Vấn nháy mắt ra hiệu. Trương Động Chi biết hắn muốn đưa thuốc cho cung nữ kia, gật đầu cảnh giới bốn phía. Mạc Vấn lách mình đi tới trước cửa phòng cung nữ, đẩy cửa phòng tiến vào. Cung nữ kia cũng chưa ngủ, nghe tiếng cửa lập tức ngồi dậy. Cung nữ kia nhờ ánh trăng thấy người tới Mạc Vấn, thì vội vàng đứng dậy xuống đất quỳ lại. Không cần đa lễ, uống hết nó. Mạc Vấn đưa bình sứ cho cung nữ. Cung nữ vội vàng tiếp lấy, uống một hơi cạn bình. Cởi quần áo ra. Mạc Vấn thúc giục. Dựa theo lẽ thường thì lúc chiều tối đi ngủ đều muốn cởi quần áo. Cung nữ này lại ăn mặc chỉnh tề, tất nhiên là không hợp lý. Cung nữ nghe xong thì lúc đầu sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng cởi quần áo ra. Người này đã hơn 40 tuổi, lòng xấu hổ đã giảm nhiều. Sau khi bỏ quần áo cũng không thẹn thùng mà đứng bên giường nhìn thẳng Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy thế thì biết là nàng hiểu lầm, nhưng cũng không còn thời gian để giải thích. Vội vàng dùng tay điểm huyệt phía sau cổ nàng khiến nàng hôn mê, rồi ôm lấy đặt lên giường. Da thịt nàng này vốn trắng nõn, dưới ánh trăng chiếu rọi lại càng trắng hơn, cảm xúc trơn láng. Mạc Vấn nhíu mày rời ánh mắt. Nhẫn tâm kéo ra hai vết máu trên cánh tay phải của cung nữ rồi ra khỏi phòng, khép cửa trở về. Hiện giờ yêu vật kia ở đâu? Trương Động Chi đã rút đao cầm trên tay. Cách 5 dặm về phía đông bắc, hành động cực kỳ nhanh chóng. Mạc Vấn ném bình sứ về phía bức tường phía tây, ở đó nhiều bụi gai, không ai tới đó. Mà dù có người phát hiện cái bình thì cũng không tìm ra manh mối gì. Đệ có nắm chắc không? Trương Động Chi hỏi. Giống như lấy đồ trong túi thôi. Bắt một con còn sống đưa đến ngoài cung dọa cho bọn chúng thót tim. Mạc Vấn bĩu môi cười nói, không phải tất cả yêu vật đều cần phải tốn công tốn sức khổ chiến, đạo hạnh của con rết này quá nhỏ bé, căn bản là không đủ gây sợ. Trương Động Chi thấy Mạc Vấn tự tin như vậy thì quay về căn phòng sát cổng,
lưng vác đống dây thừng đủ để trói chặt mấy người. Đám dây thừng này đều có dầu vừng, cực kỳ cứng cỏi. Hiện giờ nó ở đâu? Trương Động Chi hỏi lại. Khi y dẫn binh trên chiến trường thì tất nhiên không sợ, nhưng đối mặt với yêu vật thì vẫn thấp thỏm trong lòng. Một lát nữa sẽ ra, đừng lên tiếng. Mạc Vấn thấp giọng nhắc. Từ lúc hắn cảm giác được yêu vật đã lập tức giấu đi khí tức của bản thân, sợ làm yêu vật hoảng sợ. Mạc Vấn nói xong thì nhắm mắt lại, ngưng thần cảm nhận vị trí và khoảng cách của con rết kia. Không lâu sau, con rết kia đã tới ngoài tường, nhưng lúc này, con ngựa buộc ngoài cửa phía nam chợt hí vang. Động vật có bản năng su cắt tị hung, con ngựa này đã nhận ra nguy hiểm, bắt đầu nóng nảy không yên. Sau khi con ngựa phát ra tiếng hí đã làm cho con rết ngừng di chuyển. Trương Động Chi thấy Mạc Vấn nhíu mày, biết rằng ngựa đã kinh động đến con rết, cho nên quay đầu nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn lắc đầu, ý bảo đợi một lát, không vội ra tay. Nếu hàng phục nó ở ngoài am, cung nữ kia sẽ không có lý do thoát thân. Con rết cũng không có sự cảnh giác cao, cái này có liên quan tới sự nông sâu của tu vi. Dị loại có đạo hạnh càng sâu thì càng thông minh, tính cảnh càng giác cao, con rết chưa tu hành bao lâu, không thông minh lắm, sau khi dừng lại một lúc rồi lại trèo tường vào, ý đồ muốn về tổ. Đang lúc nó bỏ trên đường, Mạc Vấn đột nhiên đứng dậy lao về phía đông bắc. Lúc này con rết có quay đầu bỏ chạy cũng không thể nào thoát được khống chế. Chuyển qua mấy ngã rẽ, Mạc Vấn đã nhìn thấy chính chủ. Vì trước kia đã căn cứ tung tích mà đoán ra kích thước, lúc này nhìn thấy không kinh ngạc lắm. Đây là một con rết màu vàng cực lớn, rộng 3 thước, dài khoảng 2 trượng, không khác rết thường quá nhiều. Phần tương đối khác biệt rõ ràng là ở đầu đã sơ khai có hình người. Hai cái hàm của nó dò xét bên ngoài giống đôi liềm. Đến được gần, Mạc Vấn phát hiện mình đã quá coi trọng nó. Vật này không hề nghe được tiếng gió mà chạy trước. Lúc này có một cung nữ đang bồi hồi ngồi trước phòng, giống như quả phụ đêm khuya chờ gõ cửa. Trương Động Chi chạy đến sau. Tiếng bước chân của y nặng hơn, con rết kia chấn kinh lập tức quay đầu. Trương Động Chi hét lên, yêu quái xấu quá. Cung nữ trong am đều biết hai người muốn bắt yêu, vì vậy đều không ngủ. Cung nữ, trong phòng kia nghe tiếng Trương Động Chi lập tức biết yêu vật đang ở ngoài cửa phòng mình, trong cơn hoảng sợ đã la hét ầm lên. Con rết quay đầu theo bản năng. Mạc Vấn thừa dịp xông lên, dán thẳng tấm lôi phù đã viết trước đó vào linh khiếu. Làm hắn không ngờ là phản ứng của con rết này cực kỳ chậm chạp, không kịp đánh trả, dưới một kích đã hôn mê bất tỉnh, ngay cả khí độc chưa kịp phun đã buông mình nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Vậy là xong rồi à? Trương Động Chi cũng không ngờ lại đơn giản đến vậy. Xuống tay hơi nặng rồi. Mạc Vấn nhìn ngón tay mình mà cười gượng, ra hỏa này ngất quá sớm. Yêu quái chạy đi đâu? Trương Động Chi hô lớn một tiếng, nhảy tới ném dây thừng cho Mạc Vấn. Hai người hợp tác buộc dây vào cổ con rết rồi tới cửa phòng cung nữ kia, lại hô lớn một hồi gây ra tiếng động ầm ĩ. Trương tướng quân nhanh trói con yêu này lại. Mạc Vấn gân cổ hét lên, tiếp đó lại gọi về phía cổng, người đâu, mang đèn đến đây. Nói xong thì quay đầu lại, chỉ thấy Trương Động Chi đang cầm dây thừng trong tay nhíu mày quan sát con rết, nên trói vật này ở chỗ nào a? Nghe Trương Động Chi nói như vậy, Mạc Vấn mới nghĩ đến rết không thể so với cầm thú. Vật này chân mọc khắp nơi rất khó trói lại. Nhưng khó trói cũng phải trói, không thì đến khi nó tỉnh dậy sẽ dễ dụa, khó tránh khỏi lại phải hao phí sức lực. Nếu không thì cắt hết chân nó đi. Trương Động Chi hiến kế. Không được, giết thì giết chứ không nên hành hạ. Mạc Vấn lắc đầu, hắn ghét nhất là việc hành hạ kẻ yếu, kể cả đó là một cầm thú gây tội cũng như vậy. Nói có lý, đợi nó tỉnh lại không tránh khỏi sẽ phun độc. Trương Động Chi nói xong lập tức rút đao ra chém đầu con rết. Mạc Vấn không hề có ý giết con rết này, nói như vậy chỉ có ý so sánh. Không ngờ Trương Động Chi lại hiểu lầm rút đao chém luôn. Chỗ hắn đứng khá xa, không cách nào ngăn kịp, mắt thấy lưỡi đao của Trương Động Chi đã chém tới cổ con rết. Cương đao của Trương Động Chi sử dụng vừa hẹp vừa mỏng, bình thường chém vật rất dễ dàng, nhưng con rết này da dày thịt béo, một đao này chỉ chém đứt được lớp giáp bên ngoài của nó. Con rết bị đao tỉnh lại, ngóc đầu phun một luồng khói độc màu hồng nhạt về phía Trương Động Chi. Mạc Vấn nhanh mắt nhanh chân, lách mình chắn trước người Trương Động Chi. Tiện tay cầm lấy lưỡi đao sắc bén trong tay Trương Động Chi ngưng khí chém xuống, trực tiếp chém bay đầu con rết. Vốn hắn định mang con rết còn sống về thành, lần này phải giết chết nó không khỏi cảm thấy tiếc nuối, bắt sống so với mang xác về thì uy phong hơn nhiều. Nếu để nó còn sống, mang về đến nơi cũng không thể ngăn độc từ miệng nó được. Trương Động Chi thấy Mạc Vấn tỏ ra tiếc nuối, thì đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Mạc Vấn gật đầu, quả thực lời của Trương Động Chi có đạo lý. Trong lúc hai người nói chuyện, đã có vài ni cô cầm đèn chạy tới, trông thấy thi thể to lớn của con rết thì rất sợ hãi, không dám tiến lên. Yêu vật này độc tính rất mạnh, thi huyết cũng có kịch độc, mau tìm người đến cọ rửa. Trương Động Chi nói với mấy ni cô. Những ni cô kia đương nhiên sẽ không tự tay làm, lập tức đi tìm người gần đấy.
Không lâu sau, một ni cô từ trong phòng cung nữ chạy ra, bẩm thượng sai, không hay rồi, yêu quái này đã cắn chết một người. Hai người vội vàng bước vào phòng, ni cô kia cầm đèn lồng dọi xuống, chỉ thấy cung nữ kia mặt hiện màu đen, khóe miệng có nhiều bọt mép, không nhúc nhích. Cắn trúng cánh tay, đã trúng độc tắt thở. Mạc Vấn nâng cánh tay dính độc của cung nữ kia lên cho ni cô xem. Đợi trời sáng sẽ xử lý sau. Trương Động Chi lấy lui làm tiến cùng phối hợp. Đợi đến trời sáng thì khí độc sẽ tràn ra ngoài. Đến lúc đó người trong cái am này chắc chắn sẽ trúng độc, phải nhanh chóng đốt đi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm phiền thượng sai rồi. Nico thỉnh cầu Mạc Vấn giúp đỡ. Sự việc đã hợp lẽ nên giải quyết rất thuận lợi. Mạc Vấn đưa cung trang của cung nữ kia mang ra ngoài am hỏa táng. Còn cung nữ chỉ mặc một bộ đồ trắng, chạy trốn về hướng Bắc. Nàng chỉ có một thân một mình, chúng ta nên đưa tiễn một đoạn. Mạc Vấn nhìn bóng lưng ngày càng xa của nàng, lắc đầu nói ra. Có 20 lượng bạc kia, nàng sẽ có cơ hội sống sót, cho dù có gặp cường đạo vẫn còn hơn nhiều so, với bị giam đến chết trong cái am này. Trương Động Chi ngáp một cái. Mạc Vấn gật nhẹ đầu. Cung nữ kia một khi chạy khỏi nơi này thì sẽ không ai đi bắt nàng về nữa. 20 năm qua đã sớm không còn ai nhớ đến nàng. Đợi đống quần áo bị đốt hết, hai người trở về Thiên Ninh Am. Lúc này những ni cô kia đang đứng bên xác con rết chỉ đạo cung nữ rửa sạch thi huyết. Tất cả về phòng, hửng sáng ngày mai phân một người cùng chúng ta về chiều báo cáo kết quả. Trương Động Chi xua tay về phía mọi người. Mọi người nghe vậy đều tản đi. Mạc Vấn đi vào trong sân, ngồi xổm quan sát con rết đã đứt lìa đầu. Xem nó làm gì vậy? Lúc này đã là canh bốn nên Trương Động Chi cảm thấy rất buồn ngủ. Phàm là yêu vật sống lâu năm đa phần sẽ sinh nội đan. Vật này không rõ có hay không, Mạc Vấn cũng không dám khẳng định. Nếu có nội đan thì có tác dụng gì? Trương Động Chi nổi tính tò mò, rời bước tới quan sát cùng Mạc Vấn. Có tác dụng giải độc. Mạc Vấn nói, con rết này là thuộc tính hỏa sinh thổ, mặc dù nội đan có công dụng giải độc nhưng không thể giải bách độc. Trương Động Chi nghe xong thì lập tức rút đao, Mạc Vấn ở bên cạnh chỉ điểm. Trương Động Chi đào khoét vài lần, đến khi toàn thân nồng nặc mùi tanh thì cuối cùng cũng móc ra từ trong não con rết được một quả cầu cỡ quả trứng bồ câu, màu trắng xám, có hoa mai lưu động. Đúng là vật thần kỳ. Trương Động Chi rất vui sướng. Thời gian thành hình còn ngắn, công dụng không cao, chỉ treo trong phòng để đuổi muỗi. Mạc Vấn lắc đầu nói, nội đan của rết thì màu vàng đỏ là thượng phẩm, còn màu trắng xám chỉ là hạ phẩm. Trương Động Chi nghe xong vẫn không chán nản, mỗi khi đến mùa hè đều phải mắc màn tránh muỗi, rất khó chịu, giờ có vật này thì có thể thoải mái mở cửa sổ ngủ say. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân vương phủ lại đưa cơm đến, mọi người dỡ xuống mấy cảnh cửa rồi trói con rết ở trên, sau đó dùng hai con ngựa kéo về hoàng thành. Lúc đi vào trong rừng, Mạc Vấn để lại một câu nói làm hàng trăm cô gái đều khóc. Đệ đúng là không biết nặng nhẹ, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đặc xá cho các nàng đâu. Trương Động Chi có chút oán trách nhìn Mạc Vấn. Lúc gần đi Mạc Vấn nói với mọi người là, bần đạo sẽ tìm cơ hội xin cho các ngươi được tự do, nhưng việc này không thể gấp, các ngươi hãy yên tâm chờ đợi. Đệ biết mà. Mạc Vấn lắc đầu nói, vậy sao đệ còn xuất khẩu cùng ngôn? Trương Động Chi không hiểu hỏi, đệ tự biết không thể cứu được các nàng, chỉ là để cho các nàng một chút hy vọng mà thôi. Mạc Vấn lắc đầu nói, hắn vốn không thích nói dối nhưng lời nói an ủi đều là lời nói dối, nói thật luôn làm tổn thương người khác. Về đến thành đã là giờ thìn, đường phố rất đông người, cái xác to lớn của con rết lập tức dẫn đến náo động, nam nữ già trẻ chen nhau vây xem. Trương Động Chi không cưỡi ngựa mà đi bộ phía sau Mạc Vấn nửa bước cùng hắn đồng hành. Dùng cái này để cho mọi người biết, yêu vật này chính là do Mạc Vấn hàng phục. Bị người ta nhìn chằm chằm làm Mạc Vấn có chút ngượng ngùng, dù sao thì hắn vẫn còn trẻ. Hắn chỉ có thể cố gắng chấn định, bước đi thong dong về phía trước, không lâu nữa sẽ cùng quốc sư đấu pháp, đây chính là lúc để diễn luyện. Thành Kiến Khang rộng lớn, mọi người đi bộ nên phải gần giữa trưa mới đến được cửa nam của hoàng thành. Mạc Vấn đưa thánh chỉ cho cấm quân, bần đạo phụng chỉ đến Thiên Ninh Am hàng yêu. Ở đó chỉ có phụ nữ nên để tránh thất lễ, bần đạo đã nhờ cả trấn uy tướng quân đi cùng. Lúc ở trong am vẫn luôn giữ lễ, các ni cô trong am đều có thể làm chứng, bây giờ yêu vật đã bị giết, bần đạo về để trả chỉ. Cấm quân nhận lấy thánh chỉ rồi quay vào bẩm báo. Mạc Vấn đứng thẳng kiên nhẫn chờ đợi, lần hàng yêu này không liên quan đến hoàng hậu, không phải sợ nàng ta tìm cách hãm hại. Lúc đến trả thánh chỉ còn chưa đến buổi trưa nhưng mãi đến giờ mùi, mà vẫn chưa thấy phản hồi. Bây giờ đang là mùa hè nóng nực, mặt trời lên cao. Ngoài thành lại không có chỗ che nắng nên mọi người đều cảm thấy hết sức mệt mỏi. Bình thường thông báo cũng phải chờ lâu vậy sao? Mạc Vấn hỏi Trương Động Chi. Thường thì nửa canh giờ là cùng, đây chắc là cố ý làm khó chúng ta. Trương Động Chi đưa tay lau mồ hôi, thời gian chờ đợi thánh chỉ không thể nằm hay ngồi tùy ý, chỉ có thể đứng thẳng mà đợi.
lần này có làm liên lụy đến huynh không? Mạc Vấn có chút áy náy hỏi. Không có vấn đề gì, ta là tướng lĩnh trong quân đội, cô ta có thể làm khó dễ gì với ta? Trương Động Chi xua tay nói. Phen này chờ đợi quả thật vất vả, mãi đến giờ thân mới có thái giám đi ra truyền khẩu dụ của hoàng thượng tới, các ngươi đã vất vả, tất cả hãy trở về đi. Mạc Vấn nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn vốn cho rằng không ít thì nhiều cũng phải ban thưởng cho đúng lễ nghi, không ngờ đối phương lại khinh người như vậy, tức giận xoay người rời đi. Trương Động Chi không như Mạc Vấn, mà nói một tiếng lĩnh chỉ tạ ơn rồi mới đứng dậy đuổi theo. Huynh đệ, đệ không cần phải tức giận, hoàng thượng tuổi cũng tầm đệ, lại lớn lên trong cung, không thông hiểu đời. Hơn nữa lại sùng Phật khinh đạo, đợi đến khi đệ thắng được quốc sư kia thì hoàng thượng sẽ không lạnh nhạt với đệ nữa. Trương Động Chi thấp giọng nói. Mạc Vấn gật đầu, việc đã đến nước này, điều duy nhất có thể làm là tiếp tục chờ đợi và nhẫn nại. Về đến vương phủ, chỉ thấy bên ngoài phủ có rất nhiều kiệu xe kéo, hỏi người gác cổng mới biết đây là nữ quyến của các tướng lĩnh nhưng gã, cũng không biết vì sao lại đến đây. Đi vào nội viện cũng không nữ quyến nào, Chu Quý Nhân cũng không có trong phòng, theo như lời thị nữ mới biết những nữ khách đã đến hậu hoa viên ngắm hoa rồi. Mấy ngày qua đã có nhiều mệt mỏi nên Mạc Vấn về phòng định nghỉ ngơi, nhưng ngay lúc đó đã có thị nữ đến thông báo Chu Quý Nhân cho mời hắn đến hoa viên nói chuyện. Mạc Vấn không còn cách nào khác đành phải đến hoa viên. Lúc này Chu Quý Nhân và mấy vị phu nhân đang ở đình trong hậu hoa viên nói chuyện, thấy hắn đến thì Chu Quý Nhân giới thiệu hắn với từng người. Những vị phu nhân này đều là nữ quyến của các tướng lĩnh trong quân đội. Lần này đến đây chính là do nghe được chuyện hàng yêu của Mạc Vấn, biết hắn có năng lực thần kỳ nên đến đây nhờ giúp đỡ. Có người trong nhà không thanh khiết, mời đến làm sạch chỗ ở, có người mời đến chữa bệnh, có người mời đến tính phong thủy để làm nhà, thậm chí có người còn xin bài thuốc để dưỡng nhan sắc. Tâm trạng lúc này của Mạc Vấn vốn không tốt, nghe những lời này càng thêm phiền não, nhưng để giữ thể diện cho Chu Quý Nhân nên vẫn phải cố gắng kiềm chế, mỉm cười cho xong. Cũng may trời đã sắp tối. Các vị phu nhân chưa quấy rầy hắn được bao lâu thì tất cả đã tự rời đi, cuối cùng cái tai của hắn cũng được thanh tịnh. Mặc dù tiên sinh trí lớn hơn người, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, muốn thành đại sự ắt không thể thiếu người tương trợ, những người này đều là chính thất của các tướng lĩnh trong quân đội. Việc họ muốn nhờ cậy tuy lặt vặt nhưng cũng không nên từ chối, nếu tiên sinh rảnh rỗi thì lưu ý đi tới giúp bọn họ một chút. Chu Quý Nhân mang hoa quả trong đình kia cho Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy cử chỉ này của Chu Quý Nhân thì phiền muộn trong lòng đã tiêu tan được ba phần. Thở dài lắc đầu, trong số 7 người đồng môn, không làm được chuyện gì nghiêm chỉnh chính là ta. Con rồng ở trong đầm chỉ có thể xoay người được 3 xích, ở trong mây giơ vuốt có thể đến ngàn dặm. Chu Quý Nhân thấp giọng nói. Mạc Vấn nghe xong thì bất đắc dĩ gật đầu, lời của Chu Quý Nhân rất đúng, trước hết phải leo lên địa vị cao, bằng không thì chẳng thể làm gì. Thời gian sau đó, ban ngày Mạc Vấn rất ít khi ở vương phủ, mỗi ngày đều có người tới mời, phần lớn là đi làm việc vặt. Đổi là người khác, nếu được quen biết các tướng soái thì sẽ rất vui mừng, nhưng trong lòng Mạc Vấn lại không như vậy, mỗi ngày đều làm việc trái với lòng mình, mặc dù phiền phức nhưng vẫn phải cố gắng, vì nếu muốn đấu pháp với quốc sư thì trước hết cần đi dương danh, nếu không rất có khả năng đối phương sẽ từ chối. Sau hơn 20 ngày, cuối cùng Mạc Vấn cũng cảm nhận được Lão Ngũ đốt phù truyền tin, điều này chứng tỏ Lão Ngũ đã tìm được Vô Danh Sơn, gặp được A Cửu. Mặc dù chậm trễ vài ngày nhưng hắn biết rõ Lão Ngũ trên đường không hề trì hoãn. Kiến Khang ở về phía đông trách nam, mà Vô Danh Sơn ở về phía tây bắc, hai nơi cách nhau rất xa, lại còn phải vượt sông. Nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng Lão Ngũ trải qua dãi gió dầm mưa đã trở về. Khi Lão Ngũ về vương phủ thì thời gian đã là canh hai, Mạc Vấn đang ngồi xếp bằng luyện khí, nghe tiếng bước chân Lão Ngũ trong nội viện thì lập tức ra đón. Lão gia, ta về rồi đây. Lão Ngũ tay cầm hiếu bổng vội vàng đi tới, lúc đi gã không mang theo túi đồ, bây giờ cũng tay không trở về. Tốt, trở về là tốt rồi, đi, vào trong phòng nói chuyện. Mạc Vấn đợi đến khi Lão Ngũ lại gần thì lấy tay kéo gã vào. Khoảng thời gian Lão Ngũ đi vắng hắn luôn lo lắng, bây giờ gã trở về rồi nên cuối cùng đã được yên lòng. Công việc đã xong, đồ cũng mang về rồi, ta không thể đi vào. Lão Ngũ dừng bước ở bên ngoài. Đừng ngại, đi. Mạc Vấn kéo Lão Ngũ vào sân. Kéo Lão Ngũ vào đến trong phòng, hai cung nữ kia đã nghe tiếng đứng dậy, không đợi Mạc Vấn sai bảo lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho Lão Ngũ. Lão Ngũ đợi đến khi hai cung nữ kia rời đi, mới cởi xuống từ bên mình một cái túi vải đưa cho Mạc Vấn. Lão gia, đây là đồ vật cửu cô gửi cho cậu. Mạc Vấn nhận túi vải, tiện tay đặt lên bàn, sau đó quan sát Lão Ngũ. Lúc này Lão Ngũ toàn thân đầy mồ hôi, mặt bẩn tóc rối, không cần hỏi cũng biết chạy một mạch trở về. Lúc này là thời loạn, ngoài việc đi lại đã vất vả thì trên đường còn có rất nhiều nguy hiểm. Lần này Lão Ngũ có thể trở về an toàn là vận khí rất tốt. Lão gia, cậu nhìn gì ta? Lão Ngũ cầm chén trà uống một ngụm lớn. Nếu còn việc như thế này thì ta tuyệt đối sẽ không phái ngươi đi nữa. Mạc Vấn cảm động mà nói,
Lão Ngũ có thể trở về an toàn làm hắn rất vui mừng, thậm chí còn hơn cả những đan dược mà Lão Ngũ đã mang về kia. Gã ục ịch béo lùn đối với hắn đã không còn đơn giản chỉ là người hầu nữa, khi có Lão Ngũ ở bên người hắn mới cảm thấy mình còn là Mạc Vấn, còn là thiếu gia của tiệm thuốc Mạc gia huyện Tây Dương. Cậu không phái ta thì phái ai? Lão Ngũ không biết suy nghĩ trong lòng Mạc Vấn, đặt chén trà xuống, sau đó mở túi vải ra, lấy ra hai cái bình sứ được buộc chặt đặt ở trước mặt Mạc Vấn. Ta chưa từng mở ra, không biết bên trong là cái gì. Trên đường có gặp nguy hiểm không? Mạc Vấn không nóng lòng mở hai cái bình sứ kia. Chưa từng, nhưng tìm đường không dễ, lúc đi bị nhầm đường mấy lần. Lão Ngũ lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy thì gật đầu. Lão Ngũ ra Bắc mất hơn 20 ngày, mà quay về chỉ hết có nửa tháng. Điều này chứng tỏ lúc đi gã đã dễ nhầm đường. Hiện nay A Cửu thế nào? Mạc Vấn hỏi. Vẫn rất xinh đẹp. Lão Ngũ cười đáp. Điều ta muốn hỏi là tình hình của nàng. Mạc Vấn cầm lấy một cái bình sứ nhổ nắp ra, bên trong là một viên đan dược trị thương, viên này to cỡ quả trứng chim tước, có màu xanh vàng, ngửi mùi thuốc có thể thấy là lấy dược liệu thuộc tính thủy làm chủ dược mà luyện thành. Dược liệu thuộc tính thủy này sinh hiệu quả ở thận, bảo vệ tim, dược lực của viên đan dược này, mặc dù không thể sánh với viên thuốc luyện từ ngũ sắc linh chi, nhưng cũng thượng phẩm để bảo vệ tim, giữ tính mạng. Cửu cô luôn ở Vô Danh Sơn luyện đan, nàng rất quan tâm đến cậu, sau khi ta đến thì hỏi han đến tận nửa đêm. Lão Ngũ thuận miệng trả lời. Nàng hỏi điều gì? Mạc Vấn cầm lên một bình sứ khác, chưa mở ra đã khẽ nhíu mày, bên trong không chỉ có một viên đan dược bổ khí. Cái gì cũng hỏi luôn, còn hỏi bên cạnh cậu có phụ nữ hay không? Lão Ngũ nói đến đây thì mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão gia, ta thật không hiểu, cửu cô xinh đẹp như vậy, đối với cậu cũng rất tốt, tại sao cậu lại không muốn nàng? Mạc Vấn nghe thấy thế thì cũng không trả lời. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lão Ngũ hỏi vấn đề này. Chuyện A Cửu có ý với hắn thì cả Vô Lượng Sơn ai cũng biết, A Cửu cũng chưa bao giờ giấu giếm điểm này, mặc dù nàng chưa bao giờ che giấu tâm ý nhưng cũng không có biểu hiện quá phận. Biểu hiện này của A Cửu cũng rất rõ ràng rằng nàng và hắn không thể có kết quả, giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua, A Cửu cũng không phải con người. Lão gia, Cửu cô rất tốt, người cũng xinh đẹp, đối với cậu cũng tốt, cậu đừng ra vẻ nữa. Lão Ngũ nửa đùa nửa thật cười nói. Mạc Vấn nghe vậy nhưng không trả lời mà nhíu mày nhìn Lão Ngũ một cái. Gia hỏa này ở Vô Danh Sơn có lẽ đã được khoản đãi đi kèm với hối lộ. Lúc này hai cung nữ đã bưng đồ ăn mang tới, Lão Ngũ bắt đầu ăn như hổ đói. Mạc Vấn xua tay sai hai cung nữ kia đi, mở bình sứ thứ hai, đổ ra ba viên đan dược màu vàng. Ba viên đan dược cũng không phải luyện từ cùng một lần, hoa văn trên đan được có màu hơi khác nhau, nhưng đều là đan dược thượng phẩm. Nếu như đan dược bổ khí chia thành 10 cấp, thì đan dược do hắn luyện ra rơi vào trên dưới cấp 8, còn ba viên đan dược này thì có hai viên từ cấp 8 trở lên. Một quả kém hơn một chút, nhưng cũng đạt cấp 7. Mạc Vấn đã đoán A Cửu sẽ làm như vậy, nhưng khi thấy A Cửu thực sự làm vậy thì vẫn cảm thấy kinh ngạc, vì A Cửu chỉ có một thân một mình, cần phải tìm kiếm dược liệu cân đối ngũ hành, hơn nữa lại cần phải tốn nhiều thời gian để dung luyện. Ba viên đan dược bổ kia có lẽ đã là toàn bộ dược mà nàng có được, bản thân A Cửu cũng không nỡ dùng, nhưng khi Lão Ngũ vừa đến thì nàng đã dốc túi đem cho. Ân tình này của nàng thực sự quá lớn, đã vượt qua phạm vi ân tình. Chính xác mà nói là do ý nghĩ yêu thương làm ra. Từ xưa đến nay điều khó khăn nhất là hưởng dùng ân huệ của mỹ nhân, nhưng càng thêm khó là mỹ nhân này không phải là con người, phần ân tình làm sao có thể báo đáp. Lão Ngũ, A Cửu hỏi bên cạnh ta có phụ nữ hay không thì ngươi trả lời ra sao? Mạc Vấn hỏi Lão Ngũ lúc này đang tay cầm đùi gà. Ta nói thật, Lão Ngũ đưa tay chỉ về hướng nam của căn phòng, ta nói với cửu cô rằng quý nhân ban cho cậu hai nha hoàn. Nàng có phản ứng gì không? Mạc Vấn hỏi. Nàng cười nhưng không nói gì. Lão Ngũ lắc đầu trả lời. Những đan dược này nàng đưa cho ngươi lúc nào? Mạc Vấn suy tính một lúc rồi mở miệng hỏi. Vào buổi trưa ngày thứ hai ở đó, trước khi đi thì đưa cho. Lão Ngũ trả lời. Nàng có ý định rời núi đi giúp ta không? Mạc Vấn hỏi tiếp. Từ lời của Lão Ngũ thì hắn là gã đến Vô Danh Sơn vào lúc gần tối, sau đó ở lại đó một đêm, đến buổi trưa ngày tiếp theo thì lên đường trở về. Không. Sơn động của nàng khắp nơi đều là thuốc, không thể trong thời gian ngắn luyện được hết, nàng không thể đi được. Lão Ngũ gặm xong một cái đùi gà, lại bưng trà uống. Có viết thư cho ta không? Mạc Vấn hỏi. Không, nhưng nàng nhờ ta chuyển lời cho cậu. Lão Ngũ nói được một nửa lại cầm lấy thịt gà. Mạc Vấn cũng không hỏi tiếp, Lão Ngũ xé xuống một miếng thịt gà cầm ở tay rồi mới mở miệng nói tiếp. Cửu cô nói nếu cần đan dược thì cứ đi tìm nàng, nếu bị thương tổn khó giải quyết cũng có thể đi tìm nàng. Mạc Vấn nghe vậy thì thở dài. Lời nói lần này của nàng mặc dù là bình thường tự nhiên nhưng lại có thâm ý, ngụ ý là chỉ cần chàng cần ta sẽ tận lực giúp chàng, còn có một tầng sâu hơn che giấu trong lời nói là,
ta ở chỗ này, bất cứ lúc nào chàng cũng có thể tới tìm ta. Sau khi thở dài, Mạc Vấn lại nhìn vào ba viên đan dược trong lòng bàn tay. Tuổi tác của A Cửu hơn hắn rất nhiều, suy nghĩ kín đáo cũng không thua gì hắn, dự liệu việc xa cũng không kém hắn chút nào. Ngoài ra nàng cũng biết rõ giới luật của Thượng Thanh, nên nàng cũng biết giữa hai người không có khả năng có thành quả, nhưng nàng cũng không rút lui, nàng vì cái gì, nàng muốn được điều gì. Vấn đề này thực ra cũng không quá khó để lý giải. Do thân phận đặc thù, nàng biết giữa mình và Mạc Vấn không thể có kết quả, bản thân nàng cũng không muốn gì cả, chỉ lặng yên chờ đợi, dốc sức vì hắn. Chuyện này đã vượt quá khả năng khống chế của lý trí từ lâu rồi, càng không thể dùng được mắt để cân nhắc đong đếm. Nàng chỉ muốn như vậy, không hề có lý do gì khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn say mê nhìn đan dược trong tay, thì đoán được hắn đang nghĩ đến A Cửu, lại càng dè dặt mở miệng dò hỏi, lão gia, nếu như Cửu cô không phải là hồ ly tinh thì cậu có muốn nàng hay không? Trước đây lão Ngũ đã từng hỏi vấn đề này, nhưng hắn chưa bao giờ trả lời rõ ràng. Lần này cũng không mở miệng, chỉ là gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu. Hắn không phải là người vô tình, cũng phân biệt tình cảm thật hay giả. A Cửu chờ đợi hắn thế nào hắn đương nhiên biết rõ, nhưng A Cửu là dị loại nên để lại trong lòng hắn ba điều khúc mắc. Một là, giới luật Thượng Thanh thì tổ sư đã mệnh lệnh rõ ràng cấm người và dị loại kết hôn, nếu vi phạm chắc chắn sẽ bị trời phạt. Hai là lễ pháp, nhiều năm theo nho học đã ăn sâu bén rễ vào trong hắn, không cho phép bản thân có quan hệ xác thịt với dị loại. Ba là hiếu đạo, hắn là con trai duy nhất của họ Mạc, phải truyền thừa huyết mạch để báo tế với liệt tổ song thân. Lão Ngũ thấy vẻ mặt Mạc Vấn như thế, cũng đoán được hắn có tình cảm với A Cửu nhưng trong lòng vẫn còn quá nhiều cố kỵ, gã hiểu rõ Mạc Vấn hơn bất kỳ người nào, biết Mạc Vấn tuyệt đối sẽ không vi phạm nhân luân lễ pháp, cho nên cũng không khuyên hắn nữa, chỉ ngáp một cái rồi đứng dậy, lão gia, ta mệt rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ngủ cho đã rồi hãy dậy. Mạc Vấn đứng dậy tiễn gã. Lão Ngũ gật đầu, thò tay lấy con gà còn chưa ăn xong ở trong mâm, quay người siêu vẹo đi ra. Mạc Vấn đưa mắt nhìn Lão Ngũ rời đi, thì biết ra hỏa này quả nhiên mệt mỏi sắp không chịu nổi, đi đứng cũng không còn vững. Nhưng chốc lát sau sự đau lòng lại biến thành nửa cười nửa mếu, Lão Ngũ không quên cầm theo thịt gà nhưng hiếu bổng thì lại bỏ quên. Lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn lại lấy ra một viên đan dược tốt nhất nuốt vào trong bụng, thực ra nếu là viên đan dược kém nhất, cũng đã đủ linh khí để cho hắn tiến vào tử khí. Chỉ là hiện nay thời gian cấp bách nên đan dược có dược hiệu càng mạnh, thì linh khí tăng lên càng nhanh chóng, phải tranh thủ thời gian. Sau khi cẩn thận cất hai viên đan dược còn lại, Mạc Vấn uống rất nhiều rượu, sau đó về giường ngồi xếp bằng hành khí. Viên đan dược nuốt trước đây đã được dung luyện hết từ nửa tháng trước, lúc này linh khí sinh ra đều từ đan dược của A Cửu tặng. Đan đỉnh A Cửu sử dụng là thư đỉnh, đan dược luyện từ thư đỉnh chứa linh khí không chênh lệch đáng kể với hùng đỉnh, nhưng nuốt vào trong bụng tiến hành luyện hóa thì có sự khác biệt rõ ràng. Đan dược từ thư đỉnh tản khí vừa chậm vừa nhu hòa, sau khi linh khí tràn ra thì toàn thân thư thái, còn từ hùng đỉnh thì rầm rĩ bướng bỉnh. Sau một chu thiên, Mạc Vấn mở mắt nhíu mày, mọi thứ đều có hai mặt, đan dược này cũng vậy, đan dược A Cửu tặng cho tản khí quá chậm, mặc dù đã lấy rượu để thúc đẩy nhưng tản khí vẫn không đủ nhanh, dùng để trúc cơ thì an tâm củng cố, nhưng dùng lúc này lại quá nhu hòa và chậm, thời gian vốn đã rất eo hẹp, như vậy lại càng không kịp. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều vẫn có điều sơ suất. Trước đó hắn đã nghĩ đến đủ loại phiến nhiễu và rủi ro, nhưng lại không để mắt tới việc đan dược sinh ra từ thư đỉnh và hùng đỉnh có sự khác nhau, nhưng lúc này thì không còn cách nào khác, chỉ có thể gia tăng tử lượng, tăng tốc độ tối đa có thể. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn cho mời Chu Quý Nhân, nói luôn là mình cần luyện công chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên là Chu Quý Nhân đáp ứng, ra mặt ngăn đi tất cả đám người rảnh rỗi, đồng thời chuẩn bị rất nhiều rượu cho hắn. Mạc Vấn ngày đêm hành khí luyện công, đồng thời cũng hy vọng Chu tướng quân thắng trận trở về chậm một chút. Nhưng không như mong muốn, Chu tướng quân vì nhớ mong Chu Quý Nhân và hai đứa cháu ngoại của mình, nên sau khi giành chiến thắng đã xuất lĩnh đại quân hành quân ngày đêm trở về, chưa đến một tháng đã về đến kinh đô. Chu tướng quân giữ chức phiêu kỵ, là một trong ba tướng lĩnh có thực quyền lớn nhất nước Tấn, lần này chiến thắng trở về thanh thế rất to lớn. Khi đến bên ngoài thành thì 80,000 đại quân trở về doanh trại, Chu tướng quân tự mình xuất lĩnh 3,000 tinh binh đóng quân. Ngoài thành chờ đợi sáng hôm sau hoàng thượng sẽ đích thân nghênh đón. Quân đội nước Tấn là do ba phái khống chế, thượng tướng quân là dòng chính hoàng gia, thống lĩnh cấm vệ quân và phòng thủ hoàng thành. Thứ hai là phiêu kỵ tướng quân, do Chu tướng quân đảm nhiệm, còn lại xa kỵ tướng quân là gã béo mà Mạc Vấn gặp ở Man Hoang trước đây, y chính là người nhà họ Vương. Chu tướng quân đóng quân ở ngoài thành, tướng lĩnh dưới trướng lập tức ra bái kiến ngay trong đêm, Trương Động Chi cũng ở trong số đó, đến khi trở về thì đã là canh hai. Trương Động Chi cũng không về phủ mà đến vương phủ cầu kiến Chu Quý Nhân. Tướng quân về triều thì việc đầu tiên là phải vào hoàng cung nhận khen thưởng,
không thể quay về nhà ngay. Trương Động Chi là thân tín của Chu tướng quân, lần này y đến Vương phủ là để truyền lời cho Chu quý nhân. Chu quý nhân tiếp kiến Trương Động Chi ở chính sảnh, trước khi vào chính sảnh cũng mời Mạc Vấn cùng tới. Tướng quân lệnh cho ty chức đến đây báo với quý nhân, giờ Mão ngày mai mang theo hai vị vương ra đợi ở ngoài cửa đông. Trương Động Chi nói với Chu quý nhân. Chu quý nhân nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trầm ngâm không nói gì, một lát sau mới gật đầu. Mạc Vấn ở bên cạnh nghe thấy, cũng hiểu được cử chỉ của Chu tướng quân có hàm ý, dựa theo lẽ thường thì khi tướng quân về triều thân nhân không thể ra đón, hành động này của Chu tướng quân là thừa lúc đang có uy phong của người chiến thắng mà vấn trách hoàng thượng. Mạc tiên sinh cũng được mời cùng đi. Trương Động Chi quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, lúc này Chu quý nhân ngồi ở vị trí chủ nhà, còn hai người đều ngồi ở vị trí khách. Mạc Vấn khẽ gật đầu, ngày mai là một dịp hiếm có, Chu tướng quân có thể sẽ trực tiếp định ra việc đấu pháp. Trương tướng quân, sức khỏe của phụ thân ta vẫn tốt chứ? Chu quý nhân mở miệng hỏi. Trong lòng tướng quân nóng nảy nên bị ho một chút, nhưng cũng không có gì đáng lo. Trương Động Chi trả lời. Làm phiền Trương tướng quân phải chạy ngược chạy xuôi. Chu quý nhân bưng chén trà lên. Đây chính là bổn phận của ty chức, nếu không còn gì sai khiến thì ty chức xin được cáo lui trước. Trương Động Chi đứng dậy cáo từ. Tiễn tướng quân. Chu quý nhân quay đầu nhìn về phía thị nữ đáp ứng một tiếng rồi tiễn Trương Động Chi ra ngoài. Cuối cùng cũng chờ được phụ thân trở về rồi. Chu quý nhân đặt chén trà xuống, thở dài. Quý nhân nên đi ngủ sớm, đường xá từ Vương phủ đến Cổ Đông khá xa, ngày mai cần phải dậy sớm. Mạc Vấn nói. Trước đó hoàng hậu đã nghĩ trăm phương ngàn kế để mưu hại, ba mẹ con nàng đã mấy lần lờn vờn trước quỷ môn quan, bây giờ cuối cùng Chu tướng quân đã quay về, ba mẹ con nàng đã có chỗ để dựa vào. Chu quý nhân nghe vậy thì gật đầu, rời ghế đứng lên đi ra ngoài, thị nữ kia đã quay về cầm đèn soi đường. Chu tướng quân đã về triều, ty chức của bần đạo đã xong, sáng mai sẽ chuyển ra nội viện, xin quý nhân cấp cho bần đạo một gian phòng, trước khi đấu pháp hai người chủ tới chúng ta cũng không có nơi để đi. Trên đường đi Mạc Vấn nói với Chu quý nhân. Chu quý nhân nghe vậy quay đầu nhìn Mạc Vấn một cái, sau đó thu hồi lại ánh mắt chậm chậm đi về phía trước, không gật đầu cũng không trả lời. Trên đường trở về nội viện Chu quý nhân cũng không mở miệng, đến khi tiến vào nội viện mới dừng lại, thị nữ hiểu ý, cầm đèn đi trước, Chu quý nhân quay đầu nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn cũng nhìn về phía nàng, chỉ thấy trên mặt Chu quý nhân tỏ ra oán trách, lạnh lùng nhìn hắn một lát rồi phất tay áo rời đi, để lại một câu, ngươi muốn ở đâu thì ở chỗ đó. Chu quý nhân cùng thị nữ quay về phòng đóng cửa lại. Mạc Vấn vẫn đứng thẳng ngoài sân chưa rời đi, hắn đã sớm nhận ra Chu quý nhân có lòng với hắn. Lần này hắn làm như vậy cũng có ý muốn tránh hiểm nghi, nam nữ ở chung sớm muộn sẽ sinh ra tình cảm. Loại tình cảm này giống như một thói quen, một ngày kia bỗng nhiên thay đổi thì khó tránh được hụt hẫng. Hắn cũng không có tư tình với Chu quý nhân, nên cần phải giữ bổn phận của mình là thứ nhất. Thêm nữa là Trương Động Chi cũng đã khuyên hắn, Chu quý nhân chính là mẹ của hai vị vương gia, có nhà họ Chu thực lực cường đại hậu thuẫn. Sau này có khả năng hai vị vương gia sẽ diện nam bối bắc, hắn không thể hủy đi trong sạch và tương lai của nàng được. Đứng thẳng trong nội viện một lúc lâu, Mạc Vấn mới thở dài quay về phòng. Như thường lệ uống rượu xong thì ngồi xếp bằng luyện khí, trải qua tu luyện ngày đêm, nên hiện giờ hắn đã nhận thấy được linh khí trong cơ thể sắp tràn đầy, lâu nhất là 9 ngày sau là có thể đột phá thiên kiếp, tiến vào tử khí. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn dậy rất sớm, rửa mặt chải đầu, đổi một bộ đạo bào sạch sẽ, tay cầm phất trần bằng lông đuôi ngựa mà Vô Lượng Sơn đã tặng, đứng thẳng ở ngoài cửa chờ Chu quý nhân và hai vị vương gia thức dậy. Một lúc sau Chu quý nhân mang con đi ra ngoài, sau khi nhìn thấy Mạc Vấn thì khẽ gật đầu. Mạc Vấn đi trước rồi cùng xuất phủ. Trong ba cỗ kiệu thì hai cỗ trống không, hai vị vương gia còn nhỏ không thể ngồi kiệu một mình, đều cùng ngồi chung với Chu quý nhân, nhưng nghi trượng không thể giản lược được nên vẫn phải có ba kiệu. Mạc Vấn đi bộ ở bên phải kiệu chính, trên đường đi thỉnh thoảng lại nhìn thấy có quan viên ngồi kiệu, hoặc tướng lĩnh cưỡi ngựa đi đến cửa thành phía đông, không thể nghi ngờ cũng là muốn đến đó để nghênh đón Chu tướng quân. Người có tôn ti, nước có lễ nghi, phàm là gặp phải đội ngũ của vương phủ thì những quan viên và tướng lĩnh kia đều tạm dừng lại tránh đường. Đến cửa đông thì hai bên đường sớm đã có quan viên văn võ đã đứng đầy, vị trí đứng cũng tuân theo nho ra, văn trái võ phải, trái cắt phải hung, quan văn đứng bên trái, võ tướng đứng bên phải, quan chức cao đứng phía trước, thấp ở phía sau, đứng giữa là nghi trượng của hoàng đế. Chu quý nhân cũng không tuân theo quy tắc mà đi ra ngoài cửa đông mới hạ kiệu, tay ôm một đứa con, tay kia dắt đứa còn lại đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Lúc này Chu tướng quân đã dẫn theo binh lính xếp thành đội ngũ cách ba dặm ngoài thành, cờ xí tung bay theo gió, giáp lóe sáng dưới ánh mặt trời, đứng hàng đầu của đội hình đang cưỡi một con ngựa cao lớn, là một trung niên mặc soái giáp, người này lưng hùm vai gấu, mặt đỏ râu dài, rất có phong thái của quan đế,
chỉ khác là trong tay cầm một cây trường mâu chứ không phải là Yển Nguyệt trường đao. Sau một lúc, hoàng đế và quốc sư cưỡi ngựa đến, sau khi ra khỏi cửa thành mới đưa tay về phía hai hàng quan văn võ quỳ ở hai bên đường nói: "Bình thân, thiếp thân nóng lòng nhớ phụ thân nên mới mang theo con đến đây chờ đón, làm trái với lễ pháp, xin hoàng thượng tha tội." Chu Quý Nhân quỳ xuống hành lễ. Đến giờ phút này Mạc Vấn mới nhìn thấy hình dáng của hoàng thượng, người này khoảng 20 tuổi, tướng mạo cũng xem như đoan chính, chỉ là cằm hơi hẹp, tướng mạo thì thanh tú có thừa nhưng nhân hậu thì không đủ, ánh mắt sắc bén lay động, hợp với khuôn mặt của người làm việc nhanh nhẹn. "Tẩu tẩu mau đứng lên, ta và khanh vốn là người nhà, không cần hành đại lễ như thế này." Hoàng thượng chờ mình xuống ngựa, tiến lên đỡ Chu Quý Nhân đứng dậy. "Vô Lượng Thiên Tôn, Bần Đạo Thiên Khu Tử, bái kiến hoàng thượng." Mạc Vấn chắp tay chào hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy cũng không trả lời mà nhíu mày nhìn hắn từ trên xuống dưới. "A Di Đà Phật, bái kiến hai vị vương gia, bái kiến quý nhân." Lúc này quốc sư Mặc Vô Thượng cả xa kia cũng xuống ngựa, giao con ngựa giao cho người khác dắt đi, còn mình thì tiến lên phía trước chắp tay trước ngực chào hai vị vương gia và Chu Quý Nhân. "Quốc sư không cần đa lễ." Chu Quý Nhân đưa tay mở miệng. Sau khi hoàng thượng nâng Chu Quý Nhân dậy thì tiến lên hai trượng, đứng ở giữa đường, tướng sĩ bên ngoài thành tất nhiên là nhìn thấy y. Chu tướng quân ra lệnh một tiếng, đội ngũ xuất phát đến cửa phía đông. Quốc sư quay đầu nhìn Mạc một cái, giả bộ không biết hắn, mỉm cười gật đầu, sau đó tiến lên vài bước đứng ở sau lưng hoàng thượng. Trước đó Mạc Vấn đã từng gặp quốc sư ở Man Hoang, lúc đó vẻ mặt và lời nói của quốc sư khác hẳn bây giờ, ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì. Mà lúc này bề ngoài lại lộ ra một gương mặt khoan dung và hiền lành, thuật thay đổi vẻ mặt đúng là đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Ba dặm cũng không xa, không lâu sau đội ngũ đã đến ngoài thành. Chu tướng quân chở mình xuống ngựa, giao binh khí cho thiên tướng, một mình tiến lên, nửa quỳ gặp vua. Chu Ninh phụng chỉ đông chính, được sự phù hộ của thương thiên, phúc trạch của hoàng thượng, hiện tại đã quét sạch di khấu, bình định được phía đông. Phiêu kỵ tướng quân mau đứng lên, lần này tướng quân bình định Man Di có nhiều vất vả, san sẻ nỗi lo với quả nhân, vì phúc của trăm họ, có công lớn với xã tắc, không trọng thưởng thì đúng là không thể bày tỏ được tấm lòng của quả nhân. Hoàng thượng tiến lên đỡ Chu tướng quân. Chu tướng quân cũng không đứng lên mà lấy ra kim hổ từ trong ngực ra, hai tay dâng lên, hiện tại chiến sự đã kết thúc, xin hoàng thượng thu lại hổ phù. Tướng quân chính là trụ cột của quốc gia, là trọng thần của triều đình, hổ phù này cũng giống như trước kia, vẫn do tướng quân tự mình quản lý. Hoàng thượng cũng không nhận hổ phù kia. Tạ ơn hoàng thượng. Chu tướng quân đứng lên, lại đặt hổ phù vào trong ngực. Một màn này bề ngoài nhìn giống như quân nhân thần hiền, thực ra cũng không phải như thế. Mọi người đều biết hổ phù chia làm hai phần, hoàng thượng giữ phần bên phải, tướng quân dẫn binh tự giữ phần bên trái. Khi cần phải xuất chính, thì hoàng thượng mới đưa phần bên phải hổ phù cho tướng quân dẫn binh. Tướng quân cầm hổ phù nguyên vẹn mới có thể điều binh xuất chính, đến khi thắng trận về chiều phải trả lại phần bên phải cho hoàng thượng, còn mình chỉ được giữ phần bên trái. Lúc trước Chu tướng quân lấy ra chính là hổ phù hoàn chỉnh, điều này cho thấy ông ta cũng không có ý trả lại hổ phù, nếu muốn trả thì ông ta chỉ cần trả phần bên phải là được. Dựa vào lời nói của hoàng thượng, thì có thể thấy Chu tướng quân đã giữ hổ phù hoàn chỉnh lâu rồi. Một người tướng soái cầm đầu một nhánh quân đội, sau một thời gian dài sẽ chính thức thành đội quân của riêng tướng soái đó. Tới lúc này thì Chu tướng quân chính là người thật sự điều khiển đội quân này, dù không có hổ phù cũng vẫn có thể điều động được. Tất nhiên hoàng thượng cũng biết điều này nên y cũng không dám thu lại hổ phù, bằng không cũng giống như ép Chu tướng quân mưu phản. Trong khi Mạc Vấn đang đánh giá trong đầu, thì quốc sư Mạc Vô Thượng cả xa kia đã tiến lên phía trước. Đứng ở trước mặt Chu tướng quân niệm kinh. Mạc Vấn thấy thế rất khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Chu Quý Nhân. Chu Quý Nhân thấp giọng giải thích, tướng soái xuất chính chém giết quá nặng, sau khi chiến thắng về triều cần dùng kinh văn để thanh tẩy. Mạc Vấn nghe vậy yên lặng gật đầu, đây chỉ là một loại nghi thức, không có tác dụng, bởi thứ nhất là những tướng soái này khí cao mạng cứng, bình thường hồn ma không dám xâm phạm, thứ hai là dù có nhập vào thân thì vài câu kinh văn này cũng không thể đuổi đi được. Quốc sư kia hình như cũng chú ý đến việc Chu tướng quân cũng không có kiên nhẫn với nghi thức này nên chỉ nói vài câu liền nghiêng người nhường đường. Chu tướng quân đợi quốc sư tránh ra thì đi nhanh về phía Chu Quý Nhân. Chu Quý Nhân thấy phụ thân đến thì một bế một dắt hai đứa bé tiến lên đón, chưa nói được lời nào đã khóc lên. Phụ thân, nếu như người trở về chậm chút nữa thôi thì con gái và hai đứa bé này đã không còn sống rồi. Lời này vừa nói ra, xung quanh trở nên yên tĩnh, người tới đây nghênh đón cũng ít, ai lại bế tắc thông tin, ai cũng biết trong khoảng thời gian Chu tướng quân xuất chính đã xảy ra chuyện gì. Cũng biết đây là Chu Quý Nhân đang tố cáo với phụ thân nàng. Cớ gì nói ra lời ấy? Chu tướng quân ôm lấy cháu ngoại, đứa bé kia hình như cũng nhận ra ông ngoại của nó nên không hề dãy giụa, chỉ là bị mẹ nó ảnh hưởng nên cũng bắt đầu khóc nỉ non. Sau khi phụ thân xuất chính chưa lâu thì có thích khách đến vương phủ,
là Trương tướng quân đã liều mình hộ vệ đánh lùi kẻ địch, sau đó thích khách kia lại tới một lần nữa, làm bị thương cánh tay của con gái. Con gái thấy ở lại vương phủ cực kỳ nguy hiểm nên đã rời khỏi thành trốn tránh, thích khách kia lại hành thích hai mẹ con ở trên đường, may mắn có Mạc đạo trưởng ở bên cạnh bảo vệ nên mới giết lui được thích khách. Đến khi quay về kinh đô thì lại nhiều lần bị người khác hạ độc vào cơm canh, vẫn là nhờ có Mạc đạo trưởng phát hiện ra nên hai mẹ con mới không bị hạ độc. Sau khi con gái vào cung đón con trai trưởng về, thì lại tìm ra một giọt thủy ngân dưới háng của nó, con gái vốn là người có điểm xấu, chết không có gì tiếc, chỉ khổ cho hai giọt huyết mạch của tiên hoàng này. Người thật to gan. Chu Quý Nhân chưa nói xong thì Chu tướng quân đã tát nàng một cái. Lại còn loạn ngôn, hậu cung là do hoàng hậu quản lý, làm sao có thích khách ẩn nấp. Phát tát này của Chu tướng quân là dùng sức đánh nên âm thanh rất giòn vang, hoàng thượng nghe thấy không khỏi run lên, cái tát này của Chu tướng quân nhìn như đánh Chu Quý Nhân, kỳ thực chính là đánh vào mặt mũi y. Chu Quý Nhân bị đánh, nhưng vẫn khóc lóc kể lể, xin phụ thân làm chủ cho cô nhi quả mẫu chúng con. Chu tướng quân nghe vậy lại tát cho Chu Quý Nhân một phát nữa, quả nhiên là không biết lựa lời, đương kim thánh thượng ở đây, nào đến lượt vi phụ ngươi làm chủ. Lão tướng quân bất giận, việc này là do quả nhân lo việc không chu toàn, lúc trước không nghe được, bây giờ biết được rồi, quả nhân sẽ cho điều tra rồi nghiêm trị, để cho người thiên hạ một cái công đạo. Hoàng thượng mắt thấy sự việc không thể kết thúc, chỉ có thể tiến lên nói chuyện, thật ra y cũng không biết chuyện của Chu Quý Nhân và hai vị tiểu vương gia, nhưng chắc chắn Chu Quý Nhân sẽ không ăn nói bậy bạ. Tuy ngươi là mẹ của vương gia nhưng cũng là con gái nhà họ Chu, không lựa lời mà nói còn ra thể thống gì. Chu tướng quân cũng không đáp lời với hoàng thượng mà gào thét với con gái, tuy ông ta đã sớm biết tình hình thực tế, lần này cũng là đang diễn trò. Nhưng việc tức giận cũng không phải giả dối, xuất chính bên ngoài cần bày mưu nghĩ kế, trong lúc đó lại còn phải quan tâm lo lắng đến người ở nhà nữa. Hơn nửa năm qua quả thực đúng là một ngày dài như một năm. Hoàng thượng nghe vậy tỏ ra xấu hổ, ý của Chu tướng quân hết sức rõ ràng, con gái đã gả đi thì vẫn là con gái, nhà họ Chu vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc nàng, sẽ luôn làm chủ cho nàng. Lão tướng quân bất giận, quả nhân sẽ điều tra ổn thỏa, trong vòng 3 ngày sẽ tìm ra nguyên nhân, được chứ? Hoàng thượng lại tiến lên mở miệng. Tạ ơn hoàng thượng. Chu tướng quân không diễn kịch nữa, mà ôm cháu ngoại quay người quỳ xuống. Chu gia của thần luôn trung thành và tận tâm với hoàng thượng và triều đình, chưa từng có lòng khác, hoàng thượng hậu đãi Chu gia như thế, Chu Ninh sao dám không tận lực quên mình phục vụ cơ chứ? Lão tướng quân quá lời rồi, mau đứng lên đi. Hoàng thượng vội vàng đỡ Chu tướng quân dậy. Sau khi Chu tướng quân đứng lên cũng không đi vào trong thành mà nhìn về phía Mạc Vấn, lúc này Mạc Vấn mới có cơ hội chào ông ta, vô lượng thiên tôn, bái kiến Chu tướng quân. Theo như lời của con gái ta, thì lúc trước ngươi đã mấy lần bảo vệ cho mẹ con bọn chúng được an toàn. Con gái của ta không quan trọng nhưng hai đứa bé lại là huyết mạch Tư Mã. Chu tướng quân nói đến chỗ này thì quay đầu nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng thấy Chu tướng quân đề cập đến họ Tư Mã, làm sao lại không biết là ông ta đang muốn xin phần thưởng cho Mạc Vấn. Vì vậy y vội vàng nói, đã có công lao thì tất nhiên phải ban thưởng. Hoàng thượng nói đến đây thì dừng lại, không cần hỏi cũng biết là trong đang cân nhắc xem nên thưởng cho Mạc Vấn như thế nào. Vô lượng thiên tôn, bần đạo là người nước Tấn. Họ Tư Mã là chủ của nước Tấn, việc mà bần đạo làm là thuận theo ý trời, không cầu được ban thưởng kim lụa. Mạc Vấn tiếp lời nói ra. Hoàng thượng thấy Mạc Vấn nói chuyện khéo léo nên ác cảm đối với hắn cũng giảm xuống, liếc mắt hỏi, không cầu vàng bạc, vậy thì cầu cái gì? Vô lượng thiên tôn, bần đạo là đạo nhân Thượng Thanh, luyện tập được diệu pháp Thượng Thanh bên người, chỉ cầu có cơ hội cùng với quốc sư hiển lộ tất cả khả năng trước mặt vạn dân, ngoài điều đó ra thì không cầu gì khác. Mạc Vấn cao giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người đến đây nghênh đón phát ra âm thanh kinh ngạc. Lời này của Mạc Vấn mặc dù là lời khách khí, nhưng quả thực là muốn khiêu chiến với quốc sư. Mạc Vấn nói ra lời này trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm, e sợ sẽ chọc giận vị hoàng thượng trẻ tuổi này. Không ngờ hoàng thượng chẳng những không tức giận, ngược lại còn tỏ ra vui mừng và tò mò. Quả nhân rất thích xem những thần thông kia. Quốc sư, khanh có thể tìm một ngày giờ để so tài với đạo nhân này chứ? Quốc sư kia cũng không coi trọng Mạc Vấn. Chẳng qua ông ta cũng không để lộ ra mà hiền lành chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, ngày 17 tháng 11 chính là ngày Phật đản. Lúc đó sẽ có một pháp hội lớn được tổ chức ở hộ quốc tự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quá muộn, quả nhân không đợi được, sớm hơn đi. Hoàng thượng cắt ngang lời của quốc sư. Ngày 30 tháng này là dược sư Phật đản, ở hộ quốc tự cũng có pháp hội vạn người. Quốc sư nói, tốt, sau 7 ngày nữa quả nhân sẽ đến hộ quốc tự để xem hai người các khanh hiển lộ tất cả thần thông. Hoàng thượng nói xong đưa tay về phía Chu tướng quân, sau đó Chu tướng quân khiêm nhượng buông cháu ngoại xuống rồi cùng hoàng thượng vào thành. Đã như người mong muốn, vì sao mặt mũi còn u sầu? Chu quý nhân đợi mọi người đi xa rồi mới đi đến cạnh Mạc Vấn thấp giọng hỏi.
Ta còn cần 9 ngày mới tiến vào tử khí, 7 ngày thì không đủ. Vua không nói đùa, đã định ra ngày thì không thể thay đổi. Đừng nói là 2 ngày, cho dù là 2 canh giờ cũng không thể kéo dài được. Bây giờ phải làm sao? Chu Quý Nhân mặt lộ vẻ lo lắng. Mặc dù nàng không biết tiến vào tử khí ra sao, nhưng lại biết Mạc Vấn chưa chuẩn bị xong. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, không phải mỗi ngày đều có pháp hội, dù thế nào thì cũng phải đấu pháp với quốc sư vào ngày 30 tháng 9. Bây giờ việc có thể làm là tranh thủ thời gian hành khí luyện công, tranh thủ độ kiếp sớm hơn 2 ngày. Quý Nhân định đi đâu? Mạc Vấn hỏi Chu Quý Nhân. Ta muốn trở lại Chu Phủ để chờ cha ta, ngươi có thể về Vương Phủ trước. Chu Quý Nhân đoán được Mạc Vấn nóng lòng trở về. Bần đạo đi trước một bước. Mạc Vấn quay người đi về phía tây. Ở vườn hoa phía sau có 3 gian phòng sạch sẽ, vô cùng yên tĩnh. Ngươi có thể đến trú ngụ, hàng ngày ta sẽ sai người đưa đến những thứ cần thiết. Chu Quý Nhân nói. Mạc Vấn nghe vậy liền quay lại, chắp tay với Chu Quý Nhân. Đúng là Chu Quý Nhân xuất thân từ gia đình lớn, biết rõ nặng nhẹ. Lần này cũng không hề nói câu muốn ở đâu thì ở đó khi tức giận trước đây. Từ ngoài thành quay về Vương Phủ, Mạc Vấn lập tức gọi quản sự trong phủ tới, cho gọi hạ nhân đến chuyển chỗ ở. Thật ra hắn cũng không có hành lý gì, chủ yếu là chuyển rượu vào. Lão gia, xảy ra chuyện gì thế? Lão Ngũ nghe tin chạy đến. Hoàng thượng đã đồng ý để ta đấu pháp với quốc sư, hơn nữa đã định ra ngày rồi, là 7 ngày nữa, ta cần an tâm chuẩn bị chiến đấu. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ. Sao lại gấp gáp như thế? Lão Ngũ đi theo Mạc Vấn đến vườn hoa phía sau. Ban đầu quốc sư kia quyết định sau 1 tháng, nhưng Hoàng thượng có lòng hiếu kỳ, muốn đấu pháp sớm hơn. Mạc Vấn lắc đầu nói, có một số việc có thể sớm dự đoán để ứng đối, nhưng cũng có một số việc không thể đoán trước được. Trước đó hắn cũng không nghĩ đến việc Hoàng thượng sẽ nóng lòng muốn xem náo nhiệt, cái tính hiếu kỳ này của Hoàng thượng đã đưa hắn vào một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Lão gia, tôi có thể giúp được gì không? Lão Ngũ nhìn ra Mạc Vấn cũng không nắm chắc, nếu không thì vẻ mặt đã không ngưng trọng như vậy. Sáng sớm mỗi ngày đưa cơm cho ta, còn bình thường không được đến đây. Mạc Vấn đi về phía gian phòng nằm ở trong bụi hoa. Đây là gian phòng vốn để cho nữ quyến trong vương phủ nghỉ ngơi khi đi ngắm hoa, bố trí đơn giản, rất tĩnh mịch. Đấu pháp với quốc sư thì cần chuẩn bị trang phục và đạo cụ gì? Lão Ngũ hỏi. Mạc Vấn lắc đầu, đấu pháp là so bản lĩnh chân chính, không có liên quan gì với trang phục. Trong lúc hai người nói chuyện thì Mạc Vấn đã đến trước cửa phòng, hắn dừng lại trầm ngâm một lúc, cảm thấy không quên điều gì mới xua tay với Lão Ngũ, ý bảo gã trở về tiền viện. Ta ở đây trông coi. Lão Ngũ giơ ngón tay chỉ vào gian phòng ở phía đông. Mạc Vấn gật đầu đồng ý, quay người vào trong phòng uống rượu luyện khí. Sau khi trải qua nhiều vất vả mới đổi lấy được cơ hội đấu pháp với quốc sư, khó tránh được tinh thần kích động, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hành khí luyện công của hắn. Lần này đấu pháp sẽ có hoàng đế quan chiến, vạn người quan sát, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu như thành công thì sau này nhất định đảm nhận chức vụ quốc sư, nói chính xác hơn là hộ quốc chân nhân. Hoàng đế này tuổi còn trẻ, tâm tính còn dao động, pháp thuật huyền môn có thể làm cho y tín nhiệm, dùng nhân thiện chính đạo để hun đúc. Nếu có thể làm cho y thay đổi tính cách, tập hợp liên quân khởi binh Bắc phạt, trục xuất người Hồ, ổn định quốc bang, như vậy cũng không uổng đã nhận ân điển thượng thanh. Bất cứ việc gì đều có hai mặt, Mạc Vấn đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng hắn không muốn suy nghĩ đến tình cảnh khi bị thua. Bởi vì một khi thua thì chẳng những kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, mà còn bị người đời khinh thường, ngay cả đồng môn cũng sẽ không muốn thấy hắn. Đám người Bách Lý Cuồng Phong đều chọn trực tiếp đối địch với người Hồ, chính diện xung phong liều chết trên chiến trường. Duy chỉ có hắn là muốn lấy địa vị cao trước sau đó mới làm việc thiện, nếu như chiến thắng rồi thuyết phục được Hoàng thượng xuất binh Bắc phạt, thì những đồng môn kia tự nhiên sẽ hiểu thâm ý của hắn. Nhưng nếu là đấu pháp thất bại, thì không ai hiểu được thâm ý và những cố gắng của hắn. Nhất định đám người Bách Lý Cuồng Phong sẽ cho rằng hắn ham muốn nhàn hạ, là kẻ sợ chết muốn rời xa chiến tranh. Đấu pháp không được thất bại, tuyệt đối không được. Đệ tử chính tông của Thượng Thanh Hành khí ít có người xảy ra sai lệch. Lúc trước đám người Mạc Vấn được Lăng Thiên Cung Hiên Viên trưởng giáo truyền thụ phương pháp, ghi nhớ huyệt đạo nên khi hành khí lại càng thêm ổn định, ngay cả khi trong lòng còn có chút tạp niệm cũng không ảnh hưởng đến vận hành linh khí, mượn nhờ sức rượu để thúc giục linh khí, bắt đầu từ giờ tị đến khi màn đêm buông xuống mới quy khí nhập hải, mở cửa ra để thở. Lão gia, cậu có đói không? Lão Ngũ vẫn canh giữ ở bên ngoài, thấy Mạc Vấn đi ra thì bước nhanh nghênh đón. Mạc Vấn lắc đầu, trước đó hắn bắt đầu toàn tâm luyện khí, chưa từng lười biếng, giống như cung đã kéo căng, lần này dù có cố gắng thêm thì tiến bộ cũng không rõ ràng. Chu Quý Nhân quay về phủ chưa? Sau khi lắc đầu, Mạc Vấn hỏi Lão Ngũ. Ta vừa mới đi vệ sinh, chính đường nội viện không thấy đèn sáng, hẳn là chưa quay về. Lão Ngũ lắc đầu nói. Ngươi về nghỉ ngơi sớm đi, ở đây buổi tối có nhiều muỗi. Mạc Vấn xua tay với Lão Ngũ. Lão gia, ngài tìm Chu Quý Nhân có việc gì không?
Lão Ngũ hỏi. Không. Mạc Vấn lắc đầu sau đó xoay người đi vào trong nhà. Vừa rồi hắn nghĩ đến Chu Quý Nhân thực ra là muốn nghe một ít tin tức từ nàng. Nhìn xem có khả năng hoãn lại thời gian đấu pháp hay không, nhưng việc này cũng không có khả năng lớn. Việc mà Hoàng thượng đã định ra thì gần như sẽ không thay đổi. Trở lại trong phòng, Mạc Vấn lại bắt đầu rất nhiều uống rượu, lần này hắn uống nhiều hơn hẳn lúc trước. Nếu muốn rút ngắn thời gian vào tử khí thì chỉ có hai cách, một là không ngừng chuyên tu, điểm này thì hắn đã làm được đến mức tận cùng rồi. Cách còn lại là uống nhiều rượu, mượn sức rượu để đẩy nhanh tốc độ vận chuyển linh khí. Khổng Tử nói, dục tốc bất đạt, lúc này Mạc Vấn cũng đang ở hoàn cảnh như vậy, uống nhiều rượu đã làm hắn sắp say, chẳng những vận chuyển linh khí không nhanh hơn, mà ngược lại còn làm cho tinh thần không ổn định. Việc luyện khí hoàn toàn dựa vào ý niệm để khống chế linh khí trong cơ thể, tinh thần không ổn định thì không thể lấy ý hành khí được, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể nôn rượu ra, rồi ra ngoài cho tỉnh rượu. Thực ra trước đó hắn đã cảm giác được trong miệng có vị đắng, đó là do uống quá nhiều rượu làm hại đến gan. Mặc dù gan thuộc mộc khó bị tổn thương, nhưng lúc này đã vào mùa thu, không phải là mùa mà gan mật tràn đầy nhất, tuy rượu dạng thủy nhưng lại thuộc hỏa, uống quá nhiều sẽ đốt đến mộc trong gan, cuối cùng làm cho người ta nóng nảy dễ tức giận. Sáng sớm hôm sau, khi Mạc Vấn đang ăn sáng thì Chu Quý Nhân mang theo thị nữ đi đến. Chu Quý Nhân cũng không nói lời thừa mà vào thẳng chủ đề. Hộ quốc tự ở phía tây nam của Hoàng Thành là chùa Triền Hoàng Gia, tăng nhân có hơn 800 người. Trụ trì chùa là quốc sư, pháp danh là Quảng Phổ, vốn là tăng nhân của Bồ Đề tự. Khi Hoàng thượng còn là Ngô Vương đã có quan hệ thân thiết, sau khi lên ngôi thì Quảng Phổ được thăng lên làm quốc sư, vào hộ quốc tự để nhậm chức trụ trì, cùng trợ giúp việc triều chính. Trợ giúp việc triều chính. Mạc Vấn nhíu mày, bình thường mà nói thì dù là hộ quốc pháp sư hay là hộ quốc chân nhân thì trách nhiệm cũng chỉ giới hạn trong việc tế trời, lo việc quốc lễ, như thế nào mà quốc sư nước Tấn lại có thể tham dự việc triều chính. Đúng vậy, nhưng trước khi Hoàng thượng lên ngôi thì có thân phận là vương gia kiêm nhiệm tư đồ, quản lý quân đội, lúc đó Quảng Phổ đã tham gia nhiều rồi. Chu Quý Nhân nói đến đây thì dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, pháp thuật thần thông của người này thế nào thì người ngoài không thể biết, nhưng lòng dạ lão ta rất sâu, nhiều mưu kế, khi đấu pháp thì phải đề phòng lão dùng mưu. Cảm ơn Quý Nhân đã nhắc nhở, tuy nhiên từ xưa đến nay văn không có thứ nhất, võ không có thứ hai, đấu pháp phải dựa vào bản lĩnh chân chính mới được. Mạc Vấn lắc đầu nói, người có nắm chắc thủ thắng không? Chu Quý Nhân ân cần hỏi han. Dù có tan thịt nát xương thì cũng phải thắng được hắn. Mạc Vấn nghiêm mặt mở miệng. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Ngươi còn trẻ, lần này không thành công còn có lần sau. Vị trí quốc sư kia sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay ngươi. Tại sao lần này ngươi lại có suy nghĩ muốn phá phủ Trầm Châu? Chu Quý Nhân ngạc nhiên không giải thích được. Nếu chỉ cầu cho chính mình thì ba mẫu đất cằn là có thể no bụng. Một gian nhà cỏ là có chỗ an thân. Cần gì phải hao phí sức lực tinh thần cầu công danh nơi quan trường làm gì? Lần đấu pháp này không dễ mà có được, nếu như bỏ lỡ thì khó mà có lại. Hơn nữa lần này ta chính là thượng thanh xuất chiến, là đạo nhân thiên hạ chính danh, nếu thua thì làm sao có thể ăn nói đồng môn? Làm sao có thể ăn nói với tam thanh? Mạc Vấn nói năng đầy hùng hồn. Chu Quý Nhân nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, ngụ ý của Mạc Vấn rất rõ ràng, muốn một lần hành động phải thành công, không để lại một chút đường lui. Nếu đã như thế thì ta cũng không quấy rầy ngươi tu hành nữa, ta sẽ sai người tìm hiểu tin tức. Ta cũng sẽ chuẩn bị pháp bào để ngươi mặc vào ngày đấu pháp, ngươi không cần phải phân tâm. Chu Quý Nhân dứt lời thì lập tức đứng dậy. Làm phiền Quý Nhân. Mạc Vấn đứng lên đi vào trong lấy đạo bào cũ ra đưa cho thị nữ. Pháp bào có kích cỡ như bộ này, khoảng cách giữa các túi cũng phải giữ nguyên, số túi áo cũng giống như cũ, to nhỏ nông sâu cũng không được lệch dù chỉ là một chút. Vì sao lại yêu cầu như thế? Mặc dù Chu Quý Nhân biết cử động này của Mạc Vấn nhất định có thâm ý, nhưng chưa cũng tò mò xem đó là cái gì. Mạc Vấn cũng không nói gì mà lấy hộp gỗ đen trong ngực áo ra vẽ một đạo phù. Đưa tay vào ngực áo, lấy hộp gỗ đen ra, lấy giấy đặt lên hộp, nhúng bút vào chu sa, cầm bút vẽ phù, chẳng những động tác nhanh hơn tia chớp mà các bước đều ăn khớp. Chu Quý Nhân vừa mới nhìn thấy màu sắc của hộp gỗ, thì đạo phù kia đã vẽ xong sẵn sàng sử dụng. Quả thật không thể tưởng tượng được. Chu Quý Nhân cảm thán từ tận đáy lòng, thì ra Mạc Vấn yêu cầu bộ đồ mới phải giống y hệt bộ đồ cũ lý do. Là để tại thời khắc mấu chốt có thể rất nhanh làm ra phản ứng. Sau khi Mạc Vấn lắc đầu thì lập tức xé lá phù chưa đóng dấu pháp ấn này đi. Hòa thượng Quảng Phổ kia đã vượt qua thiên kiếp, tất nhiên tốc độ rất nhanh. Nếu trước khi đấu pháp mà không thể tiến vào tử khí, thì khi đấu pháp khó mà kịp vẽ phù được. Chu Quý Nhân biết Mạc Vấn cần yên tĩnh nên mang theo thị nữ rời đi. Mạc Vấn gọi Lão Ngũ đến mang đồ ăn còn chưa ăn xong kia đi. Sau đó thì uống rượu rồi ngồi xếp bằng luyện khí. Giờ ngọ 5 ngày sau. Chu Quý Nhân lại đến, lần này nàng mang theo một chương văn điệp màu vàng, đây là dẫn thiếp mà hộ quốc tự mang đến. Mạc Vấn đưa tay nhận lấy, mở ra xem,
dẫn thiếp này cũng giống với những tờ thiếp khác, chỉ là do hộ quốc tự phát ra. Trong thiếp ghi mời hắn ngày 30 tháng này đến hộ quốc tự tham gia pháp hội, trình tự chia làm hai phần là lộ năng và biện pháp, thời gian là từ buổi sáng giờ thìn đến buổi chiều giờ thân, tổng cộng là 5 canh giờ. Có phải hộ quốc tự làm không hợp quy tắc hay không? Chu Quý Nhân thấy Mạc Vấn xem thiếp xong thì nhíu mày thì nghi hoặc hỏi. Không phải, chỉ là hòa thượng Quảng Phổ kia dụng tâm hiểm ác, xem ta không ra gì. Mạc Vấn lắc đầu nói. Căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Chu Quý Nhân hỏi. Lão ta nghĩ nhất định sẽ thắng ta, vì vậy mới bố trí đấu pháp trước. Nếu như ta bại dưới tay lão thì không thể lập tức rời đi, mà còn phải ở lại đó chịu nhục. Mạc Vấn đưa thiếp cho Chu Quý Nhân. Chu Quý Nhân nhận lấy xem, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Quốc sư kia thành danh đã lâu, hiện nay đã hơn 50 tuổi, trong khi Mạc Vấn vừa tròn 20, xét tâm kế, tu vi đều không bằng lão. Tiễn Chu Quý Nhân, Mạc Vấn ở một mình nửa canh giờ, sau đó gọi lão ngũ đến, đưa cho gã hai đơn thuốc. Cứ theo đơn mà bốc thuốc, đi sớm về sớm. Lão ngũ nhận lấy đơn thuốc rồi đi ra ngoài, sau nửa canh giờ đã trở về, mang theo hai bao dược thảo. Lão gia, có phải cậu kê sai đơn rồi hay không? Tại sao là độc dược a? Lão ngũ chỉ vào bọc màu vàng hỏi, mặc dù gã không biết chữ nhưng nhận biết được thảo dược. Mạc Vấn mở thang thuốc ra nhìn dược liệu bên trong sau đó đưa cho lão ngũ, không sai, cầm lấy dùng lửa to để nấu, sau đó lấy thuốc cho ta. Lão gia, cậu định làm gì? Lão ngũ không đi. Ta có việc cần dùng, khẩn trương, đừng để chậm trễ. Mạc Vấn xua tay đuổi lão ngũ rời đi. Tính hỏa trong rượu dung luyện đan quá chậm, không thể sớm độ kiếp, hiện giờ chỉ còn một cách là dùng độc công tâm thôi phát tâm hỏa. Nửa canh giờ sau, lão ngũ bê tới một chén thuốc màu xanh đen, ngửi có mùi cay nồng. Lão gia, rốt cuộc là cậu định làm gì vậy? Lão ngũ đặt chén độc dược kia ở trên bàn. Hôm tới phải đấu pháp với quốc sư, ta không nắm chắc phần thắng. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão ngũ không ngắt lời, gã biết Mạc Vấn chưa nói xong. Ta cần 3 ngày nữa mới có thể độ kiếp, nhưng ngày đấu pháp đã gần tới nên không thể nào tiến vào tử khí trước khi đấu pháp. Nếu không đạt tử khí thì không nắm chắc phần thắng. Ta cần dùng độc dược lúc đẩy luyện hóa đan dược bổ khí trong người, để độ kiếp sớm lên một ngày. Mạc Vấn nhíu mày giải thích. Cố gắng cũng chỉ rút ngắn được một ngày, vẫn thiếu một ngày. Cái bao này có gì? Lão ngũ nghe vậy cũng không quá kinh ngạc, đưa tay chỉ cái bao chứa dược thảo. Thuốc giải. Mạc Vấn trả lời. Chẳng phải cậu đã bách độc bất xâm sao, thế nào lại còn cần thuốc giải? Lão ngũ không hiểu hỏi. Để phòng ngộ nhỡ. Mạc Vấn thuận miệng trả lời qua loa. Lão gia, cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận, thuốc độc không thể uống lung tung. Lão ngũ vẫn cảm thấy lo lắng. Mạc Vấn gật đầu, cầm bao dược liệu khác đưa cho lão ngũ, dùng lửa nhỏ nấu trong 2 canh giờ, sau đó bưng tới cho ta. Lão ngũ tiếp nhận bao thuốc, do dự không đi. Ta tự có tính toán, ngươi sợ cái gì, đi mau. Mạc Vấn dục. Lão ngũ bị dục lúc này mới chịu rời đi. Lão ngũ đi rồi, Mạc Vấn cầm chén thuốc độc tới, nhíu mày trầm tư. Ngũ tạng của cơ thể là tim, gan, lá lách, phổi, thận đều có thuộc tính. Tim thuộc hỏa, gan thuộc, lá lách thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, trong đó gan là cơ quan có chức năng giải độc. Thường ngày con người ăn hoa màu, ngũ cốc, súc vật đều có chứa một ít độc, lượng độc này đều do gan xử lý. Phàm là độc dược thì sẽ có tính hỏa, một khi trúng độc thì gan sẽ trừ độc đầu tiên. Nếu như độc nằm trong phạm trù giải quyết được của gan thì không có tác hại, còn nếu độc cực mạnh, thì tính hỏa của độc sẽ tổn hại nghiêm trọng thuộc tính mộc của gan, sau đó đánh chiếm tim mạch. Nói cách khác, nếu độc hỏa công tâm thì phải qua cửa ải là gan trước. Trước đây Ngọc Linh Lung đã tạo nên một con đập lớn để chặn độc hỏa trong gan mọi người, ngày nay điều cần làm là phải vượt qua được con đập lớn này, chỉ có như vậy thì mới làm cho độc hỏa công tâm. Người ngoài không thể biết làm sao để vượt qua con đập lớn trong gan này, nhưng hắn lại biết. Không có ai hiểu rõ nhược điểm của bản thân hơn chính mình. Hắn chọn những loại thuốc độc này đều nhắm vào nhược điểm không thể giải độc của bản thân. Nếu như uống vào, nhất định trúng độc. Cái gọi là bách độc bất xâm chỉ là ngăn cản độc ở bộ phận bên ngoài khiến nó không thể xâm nhập vào trong. Một khi độc vượt qua được sự bảo vệ của gan, sẽ không còn cái gọi là bách độc bất xâm nữa, mà cũng không thể tự giải độc được, phải dựa vào thuốc giải. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn do dự. Phương pháp đã nghĩ xong, còn muốn sử dụng hay không thì Mạc Vấn đang do dự. Thứ nhất là lo lắng cho an nguy của bản thân. Thứ hai là hành vi lần này sẽ làm trái với giáo lý đại đạo tự nhiên của đạo gia. Ăn đan dược để thăng tu vi vốn đã có vài phần mưu lợi, dùng rượu trắng đẩy mạnh tác dụng của đan dược cũng là liều lĩnh cầu nhanh. Lần này thậm chí hắn còn dùng cả thuốc độc, điều này đã hoàn toàn rời bỏ phương pháp tu hành của đạo gia, có khuynh hướng bằng môn tà đạo. Cân nhắc thật lâu, Mạc Vấn đặt chén độc xuống, trở lại giường tiến hành hành vãn khóa. Trong lúc tụng kinh hắn vẫn cân nhắc xem có nên uống thuốc độc hay không.
suy nghĩ và tính toán cần làm trong lúc lòng triệt để yên tĩnh, chỉ có lúc lòng yên tĩnh thì mới có thể nghĩ xa và chu toàn. Dưới tác dụng của kinh văn, Mạc Vấn rất bình tĩnh. Hắn hiểu rất rõ là hiện giờ tu vi của mình đã vượt qua cả 6 vị đồng môn. Xuống núi chưa đầy 2 năm mà hắn đã tiến vào tu vi Lam khí, tốc độ này đã là kinh thế hãi tục. Làm người không nên được một tấc lại muốn lấn một thước, người tu đạo làm việc càng không nên thiên vị vội vàng, nếu còn thấy chưa đủ lại muốn cầu nhanh chóng, thực sự như vậy đã đánh mất tác phong. Nếu đứng ở góc độ giáo lý của đạo môn và bản tâm của đạo sĩ, thì không nên uống chén thuốc độc này. Đạo gia làm việc bình thản lâu dài, tuổi tác của hắn chẳng qua mới 20, có đủ thời gian cầu ổn cầu bình, chính là ngày mai có thua cũng chẳng ngại, bản thân hắn còn trẻ tuổi, đối thủ lại là quốc sư đương triều, có thất bại cũng không có gì lạ, ngày sau siêng năng tu hành tìm về thể diện là được. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác thì lại là chuyện khác. Vì lần đấu pháp này mà hắn đã phí hết nửa năm, cơ hội này có thể nói là nghìn năm mới gặp. Nếu thắng, sẽ lấy về được danh dự của đạo gia, uốn nắn sự hiểu lầm của người đời trước nay, đó là công đức lớn lao. Trước kia phiên tăng Khổng Tước kia cũng có nói qua, tăng nhân ở trung thổ hiện nay tu hành giáo pháp tiểu thừa rất có tai hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này đấu pháp hắn đã đứng về phía chính nghĩa, không chỉ là đạo gia tranh đoạt tín đồ. Còn nữa là, nếu lần này thất bại, thì hòa thượng Quảng Phổ kia sẽ không cho loại người như hắn có cơ hội đấu pháp nữa. Một kẻ bại tướng dưới tay làm gì có tư cách khiêu chiến người chiến thắng nhiều lần. Vãn khóa xong, Mạc Vấn vẫn chưa ra được quyết định. Sư tôn đối với hắn mà nói thì chỉ là một hình bóng. Thượng Thanh chỉ cho hắn một mục tiêu mà không đi theo hướng dẫn hắn. Hắn lại nghĩ về phụ thân, vẫn muốn được tự tay phụ thân dạy bảo, nhưng phụ thân đã mất rồi, không ai còn chỉ đường, giải thích nghi hoặc cho hắn nữa. Sau khi xuống giường, Mạc Vấn bưng chén thuốc độc lên uống một hơi cạn sạch. Lợi và hại đều đã nghĩ tới, nguyên nhân cuối cùng thúc đẩy hắn đưa ra quyết định không thể đơn giản hơn, hắn muốn thắng. Độc tính của chén thuốc độc này rất mạnh, sau khi vào bụng thì khí nóng vô cùng khó chịu. Mạc Vấn trở về giường ngồi xếp bằng cố chịu đựng. Người khác bị trúng độc điều hành khí bức độc, còn hắn làm hoàn toàn ngược lại, rút ra linh khí dẫn độc công tâm. Tim thuộc hỏa, được độc hỏa trợ thế, quả nhiên linh khí chuyển động nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy kế sách có hiệu quả, Mạc Vấn không dám chỉ hoãn chút nào, lập tức ngưng thần tiến vào trạng thái hành khí. Lão Ngũ đã sắc thuốc giải đưa đến, Mạc Vấn chỉ khẽ gật đầu, không dừng việc hành khí. Sáng sớm hôm sau Lão Ngũ đưa cơm, hắn cũng chỉ gật đầu. Lão Ngũ tất nhiên biết hắn đã ở trạng thái quan trọng, không dám quấy rầy. Điều mà gã có thể làm là để đồ ăn lại, rồi dựa theo phương thuốc của Mạc Vấn đi chuẩn bị một phần thuốc giải nữa. Bất luận kẻ nào uống thuốc độc đều thấy khó chịu, Mạc Vấn cũng không ngoại lệ. Mặc dù có linh khí áp chế độc tính, nhưng lúc này bên trong cơ thể như bị lửa đốt, cảm giác nóng bỏng này so với sự đau đớn thông thường thì khó chịu hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không đặt sự đau đớn đó ở trong lòng, ngược lại cảm thấy lo lắng. Được độc hỏa trợ giúp, việc dung luyện nội đan tăng lên rất nhanh, linh khí nhanh chóng tràn đầy, nhưng phương pháp luyện công này không đúng. Hắn rất am hiểu về đạo lý âm dương, tu vi tăng nhanh như thế ắt sẽ phải trả giá cực lớn, mà cái giá phải trả tuyệt đối không chỉ là đau đớn về thể xác, còn cụ thể là gì thì trước mắt vẫn chưa biết được. Nhưng đại giới và ác quả nhất thì nhất định sẽ có, nếu không như vậy thì không đúng với thiên đạo. Mặc dù trong lòng có nhiều lo lắng, nhưng cảm nhận được linh khí tràn đầy trong khí hải vẫn làm Mạc Vấn cảm thấy vui mừng. Khí hải sắp đầy tràn, cảm giác bành trướng do lượng lớn linh khí tụ tập vào làm cho hắn an tâm, không lâu sau sẽ tiến vào tử khí. Lúc này hắn mơ hồ cảm nhận được khí phách cuồn cuộn của tử khí chính là cánh cửa lớn nhất mà người tu hành phải đối mặt, vượt qua thiên kiếp có thể xem là chân chính đăng đường nhập thất. Lão gia, cần chuẩn bị đi hộ quốc tự thôi. Ngay lúc Mạc Vấn tâm không tạp niệm mà hành khí, Lão Ngũ đẩy cửa vào. Mạc Vấn nghe vậy liền hít sâu một hơi, hoàn khí quy hải, mở mắt quay đầu, thấy trời dần sáng, vậy mà đã là sáng sớm ngày 30. Lão gia, sắc mặt cậu rất xấu. Lão Ngũ đi vào phòng, để túi vải màu vàng xuống. Mạc Vấn không trả lời, xuống giường ra ngoài, nhìn mặt trời để tính thời gian. Hiện tại mới đến giờ Mão, mặt trời vừa nhô lên được một nửa, còn cách giờ thì một canh giờ nữa. Lão gia, khi nào thì uống thuốc giải? Lão Ngũ đi theo, chỉ hai chén thuốc giải trên bàn. Đợi một khoảng thời gian, Mạc Vấn đi về phòng, cởi búi tóc xuống để trải. Những thứ này là trang phục và đạo cụ do Chu Quý Nhân chuẩn bị cho người. Nàng đã đi hộ quốc tự trước để chuẩn bị cho cậu rồi. Lão Ngũ mở cái túi màu vàng trên bàn ra, lấy quần áo bên trong, trừ quần áo lót hoàn toàn mới còn có một bộ đạo bào màu xanh. Trước kia đạo bào mà Mạc Vấn mặc đều là vải thô, màu xanh đậm, bộ đạo bào này cũng làm từ vải làm chính nhưng bên trong trộn lẫn tơ tằm, vì vậy so với đạo bào thông thường thì mềm mượt thoải mái hơn. Màu nhuộm cũng khác, là màu xanh lam, trước thêu bát quái đồ, sau lưng âm dương đen trắng,
ống tay áo, vạt áo, tà áo phân ra giống như bát quái, hiển lộ khí thế tiêu sái phiêu giật của tiên gia. Múc nước để ta rửa mặt, Mạc Vấn nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ lập tức đi múc nước. Đợi gã quay về, Mạc Vấn đã búi tóc xong, đổi lại nội y, đang kiểm tra lại đạo bào mới làm này. Lão gia, sắc mặt cậu xấu lắm, lúc nào mới uống thuốc giải này? Lão Ngũ lại hỏi. Tìm bình sứ mang theo thuốc giải. Mạc Vấn đặt hộp đen họa phù vào trong túi đạo bào, trải qua vài lần móc ra thử nghiệm, cảm thấy rất thuận tay. Bộ đạo bào này hoàn toàn giống với bộ đạo bào cũ, còn cho thêm tơ tằm, đưa tay càng nhanh hơn, không có chút trở ngại. Lão Ngũ nghe thấy thì nhanh chóng cầm hai cái bình sứ trong phòng rót thuốc giải vào. Đây đều là bình rượu mà Mạc Vấn uống trước đây, trong đó còn sót lại chút rượu có tác dụng thúc đẩy thuốc giải. Lão gia, đã vài ngày cậu không ăn gì rồi, để ta đi lấy cơm cho cậu. Lão Ngũ nói với Mạc Vấn đang rửa mặt. Trong bụng ta đều thuốc độc, làm sao có thể ăn uống? Ngươi đi báo cho tiền viện chuẩn bị kiệu cho ta, giờ mão canh ba khởi hành. Mạc Vấn vừa rửa mặt vừa dặn dò Lão Ngũ. Bây giờ hắn lại phát giác bản thân sắp vào tử khí, chỉ kém một chút xíu. Tình trạng nước đến chân như thế chỉ có thể ngồi kiệu thôi. Chu Quý Nhân sớm đã chuẩn bị cho cậu rồi. Lão Ngũ đưa khăn cho mặt, lão gia, cậu còn bao lâu mới có thể độ kiếp? Trong vòng 2 canh giờ. Mạc Vấn trả lời. Cần bao nhiêu thời gian mới tiến vào tử khí thì không thể đánh giá chính xác được, chỉ có thể ước chừng. Thật muốn mạng mà. Lão Ngũ có vẻ mặt sốt ruột. Ta thấy cũng đủ. Mạc Vấn bình tĩnh nói. Tuy còn kém chút, nhưng đến khi lên đài đấu pháp còn có thể kéo dài. So với Lăng Thiên Cung Hiên Viên Tử chỉ kém 3 ngày mà không thể phi thăng, thì hắn đã may mắn hơn nhiều rồi. Lão Ngũ nghe vậy còn muốn lên tiếng, nhưng Mạc Vấn đã trở về giường nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Giờ mão canh ba gọi ta khởi hành. Đến lúc này Mạc Vấn đã khó mà yên ổn tinh thần. Hắn có thói quen tính trước mọi việc, nghĩ trước cách ứng phó tốt nhất. Duy chỉ có đấu pháp hôm nay là vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặc dù không có chuẩn bị, nhưng trong lòng cũng đã định ra sách lược cơ bản. Trước tiên nên tránh nguy hiểm lúc đầu, đợi vượt qua thiên kiếp lại dùng thiên cương đại phù, một kích chiến thắng. Giờ mão canh ba đã tới, Mạc Vấn ra cửa lên kiệu, lên đường đi hộ quốc tự. Bởi vì khởi hành muộn nên kiệu phu đi đường rất nhanh, Mạc Vấn ở trong kiệu định thần vận chuyển chu thiên hòa đan luyện khí. Tình thế vô cùng gấp gáp, hiện giờ hắn phải tranh thủ từng giây từng phút. Làm việc đều có nặng nhẹ, nếu lúc này còn tuân thủ môn quy nghiêm ngặt, mà đi bộ tới thì sợ rằng tổ sư Thượng Thanh cũng mắng hắn là đồ ngu muội không biết biến báo. Kiệu phu đi rất nhanh, nửa canh giờ sau đã chạy tới phía nam của hộ quốc tự. Mạc Vấn vén mảnh xuống kiệu, chỉ thấy đây là con đường theo chiều đông tây, hai bên đường có quan binh đứng gác, trên đường cũng không có người đi đường. Huynh đệ, đêm qua ngủ ngon không? Sao sắc mặt u ám như vậy? Trương Động Chi bước tới đón chào. Đi ngủ hơi muộn, đây là làm gì? Mạc Vấn đưa tay chỉ vào con đường trống không. Đây là con đường mà Chu tướng quân chuẩn bị riêng cho đệ, dẫn thẳng tới pháp đài. Trương Động Chi kéo Mạc Vấn đi về phía đông. Hôm nay có hoàng thượng đích thân tới, văn võ bá quan, mấy vạn dân chúng quan sát, đệ nhất định phải thắng hòa thượng kia. Nhất định nỗ lực hết sức. Mạc Vấn cất bước đi về phía trước. Rất nhanh Mạc Vấn đã đi hết con đường dài 3 dặm, từ đó có thể thấy được pháp đài to lớn. Pháp đài cách mặt đất 5 thước này là do phá hủy phòng xá xung quanh, mà xây dựng lên. Mỗi cạnh võ đài dài 2 dặm, 3 mặt đông, tây, bắc có chỗ ngồi cao thấp để xem cuộc chiến. Phía bắc là chỗ ngồi của hoàng thượng, phía đông là chỗ ngồi của tăng nhân bản tự. Phía tây là chỗ ngồi của văn võ quan viên, phía nam là chỗ của dân chúng và tín đồ. Lúc này hoàng thượng chưa đến, hai phía đông, tây đã không còn chỗ ngồi, mà phía nam lại càng chen chúc kinh khủng. Dưới sân có không ít người đứng, còn có nhiều người trèo lên cây và nhà. Trương Động Chi dẫn Mạc Vấn tiến về chỗ ngồi phía tây, khi tới gần thì nháy mắt ra hiệu với Mạc Vấn một cái rồi quay người đi. Vô lượng thiên tôn, ân đức của tướng quân, thiên khu tử mãi mãi khắc sâu trong lòng. Mạc Vấn tới trước mặt Chu tướng quân đang ngồi ung dung, chắp tay nói lời cảm tạ. Chu tướng quân nghe thấy thì nhíu mày nhìn Mạc Vấn một cái, khẽ gật đầu, cũng không trả lời. Ngược lại bên cạnh ông ta có một gã béo đứng dậy chắp tay hành lễ với Mạc Vấn. Đạo trưởng, ngài còn nhớ ta chứ? Bần đạo bái kiến vương tướng quân. Mạc Vấn chắp tay đáp lễ, hắn nhận ra người này, chính là người mà ngày trước ở Man Hoang hắn đã xin bỏ qua cho Miêu tộc. Đạo trưởng chính là cao nhân thế ngoại, người khác không biết nhưng ta lại biết. Mời ngồi, mời ngồi. Gã béo nhiệt tình ấn Mạc Vấn vào chỗ bên cạnh, ngày đó từ biệt, ta tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đạo trưởng, thực không ngờ Tây Tịch Vương gia có công hộ giá, mà mọi người hay nói đến lại chính là ngài, tốt quá, lần này đấu pháp ngài nhất định phải đại hiển thần uy, đánh cho tên tặc ngốc kia chết khiếp mới được. Gã này người béo giọng cao, tướng lĩnh gần đó đều nghe thấy, nhưng mọi người lại không kinh ngạc mà còn cười vang một trận. Mạc Vấn nghe thế cũng không giật mình,
Trước đây ở Man Hoang, hắn đã biết gã béo này không hợp với quốc sư. Ngay lúc Mạc Vấn không biết đáp lại lời nói vô lễ của Vương tướng quân như thế nào thì Chu tướng quân ngồi bên cạnh quay đầu mở miệng, "Vương lão đệ biết tiểu đạo sĩ này sao?" "Đương nhiên rồi, chúng ta chính là người quen cũ. Vị đạo trưởng này không phải là nhân vật bình thường, pháp thuật cao cường tạm chưa nói tới, chỉ nói đến tài luyện ra thần đan có thể làm cho người chết sống lại, xương trắng mọc ra thịt. Lúc trước đạo trưởng đã từng tặng ta một viên thần đan, hôm trước ta bị ám sát ở Thanh Hoa lầu nhờ viên đan này mới giữ được tính mạng." Vương tướng quân đưa cổ tay ra, chỉ vào vết sẹo mờ trên đó. Chu tướng quân nghe thế thì ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, trong ánh mắt đã mất đi sự khinh thường. Mặc dù ông ta luôn dẫn binh ở ngoài, nhưng tin tức trong đô thành vẫn lan truyền trong quân. Chuyện Sa Kỵ tướng quân bị ám sát đương nhiên ông ta cũng biết. Ân nhân cứu mạng ở bên cạnh mà ta không biết, quả nhiên là có lỗi. Đợi tỉ thí kết thúc, đạo trưởng nhất định phải ở lại phủ của ta vài ngày. Vương tướng quân lớn tiếng nói. Vô lượng thiên tôn, chỉ là việc nhỏ, vương tướng quân quá lời rồi. Mạc Vấn lại chắp tay. Gã béo này ân cần chẳng qua là vì muốn có đan dược, nhưng người này cũng là đại tướng trong quân đội, cao giọng tuyên dương như thế chẳng khác nào dương danh cho hắn. Tới lúc này, quan viên và tướng lĩnh ngồi ở phía tây đã không còn ai nhìn hắn, với ánh mắt khinh miệt. Mặc dù gã mập dương danh cho hắn nhưng cũng làm mất thời gian của hắn, vừa mở miệng lập tức lải nhải. Mạc Vấn ngại lễ nghĩa nên chỉ có thể đáp lời, mà mở miệng thì không thể nào hành khí, trong lòng rất lo lắng. Chu Quý Nhân ngồi bên tay trái Chu tướng quân biết rõ tình cảnh của Mạc Vấn, nhưng ở đây có quá nhiều người, nàng không thể tùy tiện nói chuyện để giải vây cho Mạc Vấn. Vô lượng thiên tôn, chư vị tướng quân chính là người trung dũng, trăm trận chiến khó tránh khỏi bị thương. Bần đạo có mang theo người 3 viên kim đan bổ nguyên, có thể làm cho nguyên khí tràn đầy, và 3 viên kim đan trị thương có thể cầm máu sinh ra, xin hai vị tướng quân nhận lấy. Mạc Vấn lấy từ trong ngực ra 2 bình sứ tinh tế, đặt trên bàn gỗ giữa Chu tướng quân và Vương tướng quân. Hai vị đại tướng quân đội nghe xong cũng không trả lời, chỉ có Lão Ngũ ở bên đau lòng khẽ nói, "Lão gia, trong đó có 7, 8 viên đấy." Lắm miệng nói nhiều cũng không nhất định là xấu. Lão Ngũ vừa nói xong, Chu tướng quân và Vương tướng quân đều mỉm cười gật đầu. "Vô lượng thiên tôn, bần đạo xin đi trước chuẩn bị." Mạc Vấn đứng lên, chắp tay với hai người. "Đạo trưởng cứ tự nhiên." Chu tướng quân đứng dậy, "Chốc nữa lên sân không cần khách khí, cứ đánh bầm mặt hắn đi, xem hắn còn có thể dám quân khắp nơi không." Vương Béo đứng dậy nói. Sau khi thoát thân, Mạc Vấn cất bước tới phía tây nam, nơi này đặc biệt chuẩn bị một chỗ ngồi cho hắn, phía trước chỗ ngồi là bậc thang lên đài. "Lão gia, sao cậu lại cho bọn họ hết?" Lão Ngũ đau lòng hỏi. Mạc Vấn không trả lời, mà nhắm mắt lại chuyên tâm hành khí. Lúc trước hắn tặng thuốc có 2 dụng ý, một là thừa cơ thoát thân, hai là muốn giao hảo với tướng lĩnh của quân đội. Nếu như đánh bại được quốc sư, ngày sau dẫn binh lên phía bắc còn phải dựa vào những tướng lĩnh này. "Lão gia, có muốn uống thuốc giải không?" Lão Ngũ hỏi lại, chờ một lát không thấy Mạc Vấn đáp thì không dám lắm chuyện nữa. Giờ thìn đã đến, thái giám hô lên một câu hoàng thượng giá lâm, ngoại trừ người xuất gia đứng thẳng hành lễ thì những người khác đều quỳ xuống, miệng hô vạn tuế. Hoàng thượng ngồi xuống, mọi người bình thân, thái giám tuyên đọc thánh chỉ, câu đầu tiên thiên hạ thái bình làm Mạc Vấn rất chán ghét. Hiện giờ phương Bắc còn đang dưới ách nô dịch của người Hồ, làm sao có thiên hạ thái bình? Thánh chỉ phân cái thiên hạ thái bình đó ra làm 3 công lao, vừa là vì dân chúng trung thiện, kính trọng với trời, vừa là các quan lại đều đi thuận với thiên đạo, 3 là Phật quang phổ chiếu, Phật tổ phù hộ. Sau đó là màn giới thiệu về song phương trong màn đấu pháp lần này, ngôn từ giới thiệu quốc sư rất hoa mỹ, đa dạng, còn giới thiệu Mạc Vấn thì cường điệu hắn có công bảo vệ huyết mạch tiên hoàng, nhưng không có một chữ đề cập đến lai lịch sư môn. Nghe xong thánh dụ, Mạc Vấn cảm thấy lạnh lòng, đương kim hoàng thượng tôn sùng Phật giáo như thế, sợ là có thắng được quốc sư cũng không cách nào chuyển biến. Nhưng cho dù thế nào thì hôm nay đều phải thắng. Pháp hội hôm nay chia làm 2 phần là đấu pháp và biện pháp. Về biện pháp thì đương nhiên là hắn không chiếm ưu thế, cho nên đấu pháp phải toàn thắng quốc sư mới được. Đương kim quốc sư, trụ trì hộ quốc tự, Quảng Phổ Thiền Sư, mời vào vị trí chủ. Giọng của thái giám rất có lực vang lên. Thái giám vừa dứt lời, nhạc Phật vang lên, hòa thượng Quảng Phổ mặc một chiếc áo khoác vô thượng, cầm thiền trượng trong tay, chậm rãi lên đài. Người này dù sao cũng là cao tăng đã vượt qua thiên kiếp của Phật môn, rời bước đi lại, không nhanh không chậm, thong dong có độ. Hòa thượng Quảng Phổ đứng lại ở phía đông của pháp đài, sử dụng linh khí phát ra một tiếng A Di Đà Phật, nghiêm túc, trang nghiêm, lất át âm thanh nói chuyện riêng ở dưới đài, trong đám đông lập tức truyền đến âm thanh hoan hô và vỗ tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đông Hải Vương Tây Tịch, Thượng Thanh đạo nhân Thiên Khu Tử, mời vào vị trí khách. Thái giám gào khản cả giọng. Mạc Vấn nghe tiếng đứng dậy, Lão Ngũ vội vàng đưa túi vải lên,
lão gia, lão cầm vũ khí, cậu cũng cầm lên. Mạc Vấn biết lão Ngũ đưa lên chính là hiếu bổng, nhưng hắn không cầm lấy. Hiếu bổng này để đối phó với tăng nhân bình thường thì còn được, còn dùng để đối phó với cao thủ đã vượt thiên kiếp thì tác dụng không lớn, hơn nữa là hắn cũng không am hiểu sử dụng vũ khí. Mạc Vấn chậm rãi đi lên pháp đài, không có nhạc của đạo gia. Đối mặt với mấy vạn ánh mắt xung quanh, đột nhiên hắn cảm thấy mình rất cô độc, lần này quả thực là một mình xâm nhập, không có viện quân, cũng không có đường lui. Đến lúc lên pháp đài, hắn mới chú ý thấy trên pháp đài có hai đồ án rộng khoảng 3 trượng vuông, phía tây vẽ một hình thái cực màu đen trắng. Hòa thượng Quảng Phổ đứng trên một khu vực vẽ hình tròn rộng 3 trượng vuông, giữa hình tròn vẽ một chữ vạn rất lớn. Mạc Vấn chậm rãi đi đến giữa hình thái cực, chắp tay sướng, vô lượng thiên tôn. Lời này cũng do hắn dùng linh khí xuất ra, nhưng lại chẳng đổi được bất kỳ lời đáp lại nào của đám đông. Mời quốc sư và thiên khu tử hiển lộ tất cả dị năng của Phật, đạo, chỉ cần phân cao thấp, không cần quyết đấu sinh tử. Thái giám lại hô lớn. Lời vừa nói xong, Mạc Vấn quay người chắp tay hành lễ với Hòa thượng Quảng Phổ. Hòa thượng Quảng Phổ kia cũng chắp tay trước ngực hành lễ. Sau khi hành lễ, Mạc Vấn hít sâu một hơi, ngưng thần phòng bị. Hòa thượng Quảng Phổ cũng như thế, lão mặc dù vô lễ nhưng cũng không khinh địch. Mạc Vấn thấy Hòa thượng Quảng Phổ không chủ động ra tay thì không cảm thấy ngoài dự liệu. Người này thân là quốc sư, nơi này lại chùa của lão, nếu như chủ động ra tay thì lại đánh mất phong độ của cao tăng Phật môn. Nghĩ tới đây, Mạc Vấn lập tức dẫn Long Xuất Hải, hành khí chu thiên, chỉ phân chút tâm thần để trông chừng dị động của lão Quảng Phổ kia. Sự thật chứng minh Mạc Vấn tính toán cực kỳ chính xác, Hòa thượng Quảng Phổ không có ý định chủ động ra tay. Lão ta là chủ nhà, chủ động ra tay trước là đánh mất phong độ. Ngoài ra, còn một điểm trọng yếu khác, Mạc Vấn chính là người khiêu chiến. Nếu cứ không ra tay thì người mất thể diện là Mạc Vấn chứ không phải lão. Hai người đứng yên bất động, không ai vội vàng, nhưng làm cho Hoàng thượng và người dưới đài muốn xem náo nhiệt trở lên sốt ruột. Cái gọi là xem pháp hội đều là giả dối, mọi người đến là để xem đấu pháp, đứng yên bất động thế thì xem cái gì? Ít phút trước, mọi người còn tưởng hai người đang tính mưu rồi mới hành động, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai có động tác gì thì bắt đầu có người không nhịn được, mà hô lớn thúc giục. Mạc Vấn mắt điếc tai ngơ, cấp tốc hành khí, tới lúc này, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng đã gần tới tử khí. Một khi có người kêu lên lập tức sẽ có người phụ họa. Chốc lát sau, dưới pháp đài đã vang lên tiếng thúc giục ầm ầm. Hòa thượng Quảng Phổ nghe tiếng cuối cùng cũng có động tác. Thiền trượng trong tay lão hơi chĩa xuống đất, thân hình bay lên lơ lửng đứng yên trên không trung cách mặt đất 3 trượng thì dừng lại. Cử động này lập tức đổi lấy tiếng kinh hô của đám đông. Lăng không là một trong những loại pháp thuật thần kỳ mà người đời tôn sùng nhất. Cử động của Hòa thượng Quảng Phổ còn là một công 3 việc, vừa lộ ra thần dị, lại duy trì phong độ cao tăng, cùng lúc đó còn bức Mạc Vấn phải ra tay. Mạc Vấn thấy thế thì lập tức suy nghĩ đối sách, sau đó đưa tay vào trong ngực lấy ra hộp đen, trong chớp mắt đã vẽ ra 4 tờ hoàng phù chia ra 4 phía chung quanh. 4 tấm phù này tên là huyễn phù, có thể dựa vào đó mà ẩn đi thân hình. Trước kia ở Man Hoang, hắn đã từng có ý định dùng loại bùa này ẩn đi miêu trại, nhưng vì ngọn núi quá cao mà không thể dùng. Loại phù này chính là thuật che mất tiêu chuẩn, trong mắt người có nghề thì không là gì, nhưng lúc này sử dụng, chỉ quay người một cái đã biến mất không còn tăm tích. Mọi người không nhìn thấy hắn thì lập tức hô lên, pháp thuật ẩn thân cũng chính là thứ mà người đời muốn cầu nhưng không thể. Sau khi thi xuất huyễn phù, Mạc Vấn lại thừa cơ luyện khí, sử dụng phù chú cần hao tốn linh khí, nếu cứ luân phiên dùng phù chú thì sẽ kéo dài thời gian tiến vào tử khí, trước khi độ kiếp chỉ có thể dùng cách này. Chốc lát sau, Quảng Phổ thiền sư đáp xuống pháp đài, Mạc Vấn cũng vung tay thu về huyễn phù. Hai người lại đứng đối diện nhau, lâm vào giằng co, sau 2 khắc, Mạc Vấn có động tác trước. Hắn quay người đi về phía tây pháp đài. Mọi người thấy thể đều ngơ ngác, cho là hắn muốn bỏ cuộc rời sân. Nhưng Mạc Vấn không xuống đài, mà đứng ở mép pháp đài giơ tay về phía Lão Ngũ, đưa thuốc giải cho ta. Lão gia, cậu sao rồi? Lão Ngũ đem giải dược mang theo người ném cho Mạc Vấn. Mạc Vấn giơ tay tiếp lấy, bỏ vào miệng, rồi ném bình sứ rỗng cho Lão Ngũ, bưng trà tới để ta xúc miệng. Lão Ngũ nghe vậy mừng rỡ như điên, Mạc Vấn mặc dù chưa trả lời thẳng câu hỏi của gã. Nhưng nếu hắn uống giải dược vì không chịu nổi độc tính, thì ắt sẽ không ung dung như vậy. Xúc miệng xong Mạc Vấn xoay người trở lại sân, lúc này dưới đài mọi người đang xôn xao bàn tán, đang tỉ thí căng thẳng mà lại uống nước giữa chừng là hành vi vô cùng thất lễ, tự cao tự đại. Sau khi trở lại Mạc Vấn không vội vã động thủ mà chỉ tĩnh tâm ngưng thần, sau khi tiến vào tử khí cảm giác khác biệt hoàn toàn, rõ ràng nhất chính là lượng linh khí trong cơ thể đã tăng lên rất nhiều. Loại tăng trưởng này không hề giống như từ hoàng khí vào hồng khí. Từ hồng khí tiến lên lam khí, mà là tăng trưởng theo kiểu nhảy vọt, là biến hóa về chất mà không phải chỉ gia tăng về lượng. Khi trước tu hành giống như nước đọng thành đầm, nhiều hơn nữa biến thành hồ,
Sau khi tiến vào tử khí thì giống như nước trong hồ tràn ra nhập vào sông lớn, cực kỳ thông suốt, cực kỳ rộng mở. Khi chưa tiến vào tử khí, các giác quan mặc dù rất nhạy bén, nhưng linh khiếu vẫn còn bế tắc, lần này mới đúng thật là tai thính mắt tinh. Lam khí có thể sử dụng linh khí trong phạm vi 10 dặm, mà tử khí thì vượt xa trăm dặm mà Triệu Chân Nhân từng nói, hầu như đã thông với thiên địa, nếu lấy Thiên Lang Hào viết thiên cương phù thì có thể mời thần ngự quỷ, một tay che trời. Nếu viết địa sát phù có thể rời non lấp bể, không gì không làm được. Linh khí vận hành nhanh chóng như bánh xe gió quay tít, toàn thân nhẹ nhàng lâng lâng, thư thái vô cùng. Lúc này trong khí hải linh khí đã tràn đầy, đan dược bổ khí không tiếp tục phân giải nữa, mà chuyển sang trạng thái sẵn sàng, chỉ cần linh khí có tiêu hao, thì ngay lập tức sẽ tự động phân giải tiến hành bổ sung. Lúc Mạc Vấn đang cảm thụ những biến đổi của bản thân, trên không trung bỗng xuất hiện một đám mây rông đen kịt. Đám mây hơi khác mây rông thường, chỉ có độc một đám mây đột nhiên xuất hiện, không hề có gió rông, màu sắc so với mây rông thường cũng đen hơn rất nhiều. Đám mây rông xuất hiện cực kỳ đột ngột, làm tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Trong nháy mắt mây rông đã bay đến pháp đài, khi mà dân chúng cho rằng mây này là do một trong hai người làm phép mang tới, thì trong mây bỗng chuyển đến hổ gầm điếc tai, cùng với đó là tiếng người hô vang, thượng thanh môn nhân thiên khu tử tu hành có thành tựu, phát động thiên kiếp, lôi bộ vạn hổ thay mặt truyền pháp dụ của thượng thanh. Thượng thanh chuyển đồ, miễn thiên lôi ra thân. Tiếng hô vang từ trong mây truyền ra, vang dội khắp kinh thành, dân chúng bên dưới không khỏi ngạc nhiên kinh hãi, trong đám đã có nhiều người bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu. Người thời này thờ phụng giáo phái bất luận là có thành kính hay không, đều là vào miếu thắp hương rồi dập đầu vái lạy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn trong lòng có vô vàn cảm xúc, cố nén sợ hãi tụng niệm đạo hiệu. Cảnh giới tử khí này đạt được không dễ dàng chút nào. Ở man hoang luyện đan, đóng cửa khổ tu, uống rượu thúc dục đan dược, bằng hữu dốc túi tương trợ, tới cuối cùng thậm chí dùng còn phải uống thuốc độc, tổn hại đến sức khỏe mới vừa kịp độ kiếp trước lúc đấu pháp, khổ cực trong đó chỉ có chính hắn mới hiểu được. Lần này lôi bộ vạn hổ tới cũng khác với vạn hùng, truyền pháp chỉ xong không chần chừ thêm, cũng không nói nhiều với Mạc Vấn, cưỡi mây rông bay lên tận trời cao. Mây rông tiêu tán đi, bầu trời quang đãng trở lại. Tới lúc này, đã không còn ai dám khinh thường Mạc Vấn nữa. Mạc Vấn cũng cảm thấy yên tâm hơn, lần này lôi bộ thần tướng xuất hiện rất kịp thời, trước mặt toàn dân, đang lúc chuẩn bị đấu pháp, mọi người không ai không thấy rõ, đấu pháp còn chưa bắt đầu hắn đã chiếm được tiên cơ rồi. Mặc dù đã tiền vào tử khí nhưng Mạc Vấn lại không hề nóng lòng xuất thủ. Không phải là hắn sợ Quảng Phổ mặc dù cũng là cao thủ độ qua thiên kiếp, nhưng tăng nhân Phật môn lại không giỏi pháp thuật, nếu động thủ Quảng Phổ chắc chắn bại trận. Hắn sở dĩ không vội xuất thủ là, bởi lúc này hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được. Cần một chút thời gian cảm nhận cùng thích ứng với những thay đổi to lớn vừa xong. Lôi vân xuất hiện, lôi bộ thần tướng hô vang, không thể nghi ngờ là Mạc Vấn đã đoạt được tiên cơ, thế nhưng Quảng Phổ không hề tỏ ra nản chí, sắc mặt lão vẫn như thường, không chút bực bội. Đến khi mây rông tản đi lão vẫn ngồi xếp bằng, tay trái cầm thiền trượng, tay phải dựng thẳng trước ngực, lông mày rủ xuống, nhắm mắt cao giọng tụng kinh. Mạc Vấn cũng không vội động thủ, làm theo Quảng Phổ tụng niệm kinh văn. Quảng Phổ hòa thượng niệm kinh văn là tiếng Phạn. Khúc đầu rất chậm chạp, về sau càng niệm càng nhanh, môi mấp máy liên tục, Phạn ngữ tuôn ra ào ào không thể nghe rõ. Một lát sau, Mạc Vấn cảm giác có điều lạ thường, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy theo tiếng lão hòa thượng tụng niệm kinh văn, cách mặt đất hơn 50 trượng, trên không trung lặng lẽ xuất hiện một bức pháp tượng Phật Đà cực lớn đang ngồi. Pháp tượng ban đầu mờ ảo như xương, sau càng lúc càng rõ ràng, toàn thân vàng chói, đôi tai rất dài, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, khuôn mặt tỏa ra nét từ bi vô lượng. Tiếp đó, pháp tượng Phật Đà tỏa ra vạn đạo kim quang, khuôn miệng hé mở, phát ra tiếng tụng kinh trầm lắng mà chậm rãi, kinh văn tụng niệm lại bằng tiếng Hán, là bộ kinh văn về 12 mối nhân duyên mà tăng nhân tín đồ hay đọc. Tiếng tụng kinh vừa phát ra, mọi người trong hộ quốc tự đều đồng thanh đọc theo, không khí trang nghiêm lại mang nét từ bi đặc trưng của nhà Phật. Mạc Vấn thấy vậy lông mày khẽ nhăn, hắn tuy ngồi xa Quảng Phổ nhưng vẫn nghe thấy rất rõ, kinh văn Phật Đà đang tụng hiển nhiên là xuất phát từ miệng Quảng Phổ. Bức pháp tượng này đột nhiên xuất hiện cũng không phải Phật Đà thật sự, mà chỉ là Quảng Phổ dùng thần thông biến ảo thành, mượn kim thân pháp tướng Phật Đà để lay động tâm thần dân chúng, xóa bỏ tiên cơ lôi thần hiện thân khi nãy của Mạc Vấn. Thế nhưng đương kim hoàng thượng cùng văn võ bá quan, và dân chúng quanh pháp đài lại không biết nội tình, thấy Phật Đà hiện thân, kim quang chói mắt thì ai cũng trầm trồ thán phục, có nhiều người cũng quỳ xuống đất dập đầu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, quốc sư dùng thần thông huyền diệu biến ảo thành pháp tướng Phật Đà. Mượn miệng Phật Đà để giảng kinh, không biết Phật Đà của bản phái có đồng ý hay không? Mạc Vấn vận khí nói ra, lúc này hắn đã là tu vi tử khí, lại dùng linh khí lên tiếng, lời vừa thốt ra lập tức lấn át tiếng tăng nhân tụng kinh. Mạc Vấn nói xong, bách tính dưới đài phản ứng mỗi người mỗi khác,
có người bừng tỉnh đại ngộ, có người nhíu mày nghi ngờ, có người do dự không biết làm sao, cũng có người đứng yên không động. Quảng Phổ Hòa Thượng làm như không nghe thấy Mạc Vấn nói, vẫn ngồi xếp bằng tụng kinh. Dù cho Mạc Vấn nói gì thì pháp tượng Phật Đà trên không trung vẫn đang lấy được lòng tin của rất đông bách tính ngoài sân. Cái pháp tượng này chỉ là hư ảo thôi, nếu quốc sư cứ tiếp tục lấy ảo ảnh lừa gạt con dân nước Tấn, thì bần đạo đành phải ra tay, phá hủy kim thân này của ngươi vậy. Mạc Vấn lại vận khí hô to. Quảng Phổ Hòa Thượng vẫn không thèm để ý tới hắn, lông mày rủ xuống nhắm mắt tụng kinh Phật. Kim thân phát ra thanh âm có giọng nói khác hoàn toàn với lão, cho nên mọi người cũng không biết pháp tượng đọc kinh văn là từ miệng lão mà ra. Mạc Vấn thấy vậy lại càng cau mày hơn, đối phương tuy là sử dụng thần thông nhưng thực chất là phép thuật lừa gạt, tuyệt đối không thể để pháp tượng giả tạo kia tụng xong kinh văn, nếu không thì không cách nào lật tẩy được lão hòa thượng. Nghĩ vậy hắn liền cấp tốc lấy ra hộp đen viết một đạo lôi phù màu tím, đạp đất mượn lực lăng không bay lên, tới giữa không trung xoay người giơ tay, linh khí tím ảo ảo phá thể mà ra. Lôi phù được linh khí thúc dục, nhanh chóng bay tới tấn công pháp tượng Phật Đà cách đó 10 trượng. Lôi phù vốn là bùa chú tính dương, có hiệu quả khắc chế âm vật rất mạnh, đối phó với ảo ảnh cũng có tác dụng. Phù chú bay vào phát ra một tiếng nổ vang trời, pháp tượng Phật Đà nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích gì. Mạc Vấn vừa mới tiến vào tử khí, lần đầu bay trên không trung còn chưa thành thạo, do vậy hắn không dám ở lâu trên không, một kích thành công lập tức vận chuyển linh khí hạ xuống mặt đất. Lúc này xung quanh pháp đài yên lặng như tờ, nhà nhà kinh ngạc, người người chố mắt, dám ra tay với Phật Đà sao, thật là to gan lớn mật. Nếu là Phật Đà đích thân tới, bần đạo chắc chắn không thể ngăn được hắn giảng kinh, nhưng vị Phật Đà này là giả. Phật giáo của ngươi là giáo phái ngoại bang, đạo gia ta ở trung thổ chưa từng chèn ép ngươi, ngươi cũng nên tuân thủ nghiêm đạo làm khách mới đúng, vì sao lại dùng trò ảo thuật này mê hoặc bách tính nước Tấn ta? Mạc Vấn hạ xuống đất lớn tiếng trách móc. Quảng Phổ Hòa Thượng thấy Mạc Vấn phá hủy pháp tượng Phật Đà, lại cao giọng mắng lão, cũng không hề hoảng sợ mà chậm rãi đứng dậy, lắc đầu thở dài, A-di-đà Phật, Phật giáo ta đúng là giáo phái ngoại bang, Phật pháp truyền tới trung thổ đã qua bao nhiêu năm tháng, tăng nhân Phật môn chúng ta một mực tuân thủ thanh quy giới luật, không xâm phạm ai, tất cả mọi việc đều nhường đạo gia các ngươi đi đầu, sao lại nói chúng ta không tuân thủ đạo làm khách? Đã là như vậy, ngươi vì sao phải giở trò bịp bợm, tạo ra ảo ảnh lừa gạt người đời? Mạc Vấn nhìn ra đối phương đang tránh nặng tình nhẹ, cũng nhất quyết bám lấy vấn đề pháp tượng giả để truy hỏi lão. A-di-đà Phật, Phật quang phổ chiếu sao có thể là giả được, đạo trưởng là đạo nhân trung thổ, Phật tỏ lòng đau buồn, rộng lượng không truy cứu. Quảng Phổ Hòa Thượng lại xướng tên Phật. Mạc Vấn chố mắt ngạc nhiên, hắn không ngờ Nghiễm Phổ lại dám nói láo ngay trước mặt mọi người như vậy. Ngoài ra ý Quảng Phổ là pháp tượng, mặc dù bị hắn hủy mất nhưng thực chất là Phật Đà khinh thường, không thèm so đo với hắn. Càng làm Mạc Vấn không có ngờ tới là những dân chúng đứng xem lại có vẻ rất đồng tình với Quảng Phổ, có nhiều người gật gù tán thưởng, thậm chí còn có người lộ vẻ kính nể. Bần đạo tuổi còn trẻ, tranh luận với bậc trưởng bối thì có vẻ không công bằng, nhưng lần này Hoàng thượng có chỉ, lệnh cho ta và ngươi Phật đạo giao đấu. Hộ quốc tự lúc trước cũng đã đồng ý việc đấu pháp, lệnh đã ban không thể bỏ, xin mời quốc sư chỉ bảo thần thông. Mạc Vấn trở về chỗ cũ, cao giọng nói ra, lão hòa thượng Quảng Phổ này đã hơn 50 tuổi. Mấy trò giả bộ cực kỳ kinh nghiệm, cử chỉ đi đứng rất có phong thái. Hắn nghĩ mãi vẫn không có cách nào có thể lấn át được lão, cho nên hắn thay đổi sách lược, trực tiếp yêu cầu tỉ thí, đánh lão ta sấp mặt để coi lão có còn giả bộ nữa hay không. A-di-đà Phật, đạo trưởng, mời. Quảng Phổ Hòa Thượng khom người chắp tay. Mạc Vấn thấy vẻ mặt đối phương như vậy, biết Quảng Phổ không nghĩ là hắn có thể chiến thắng. Đối phương suy nghĩ như vậy chẳng có gì lạ, dù sao lão đã vượt qua thiên kiếp nhiều năm, còn hắn chỉ vừa mới tiến vào tử khí. Ngay cả cách điều khiển linh khí thế nào cũng còn chưa biết. Sự thật đúng như Quảng Phổ Hòa Thượng dự đoán, lúc này Mạc Vấn quả thật vẫn còn chưa thích ứng với tu vi tử khí. Khi nãy lăng, không hắn đại khái tính được trước mắt mình có thể bay cao hơn 30 trượng, linh khí có thể phóng ra ngoài hơn 10 trượng, ngoài ra về mặt thân pháp, tốc độ cùng với rất nhiều biến hóa khác đều chưa thể nắm được, huống chi nói đến chuyện thông thạo. Mạc Vấn thấy Quảng Phổ không có ý định chủ động xuất thủ, liền hơi chút do dự rồi chậm rãi đi về hướng đông. Lúc đi nhân cơ hội làm quen với tu vi tử khí cùng các biến hóa khác, cùng lúc đó trong lòng nhớ lại lúc Quảng Phổ ra tay với hắn hồi ở Man Hoang. Khi đó hắn chưa tiến vào tử khí thì đã có thể tránh được Quảng Phổ công kích rồi, như vậy có thể thấy thân pháp cùng tốc độ của lão khá hạn chế. Vừa trầm ngâm đi lại, chẳng mấy chốc hắn đã tới chính giữa pháp đài. Lúc này Quảng Phổ không dám nhắm mắt khinh thường nữa, mà ngưng thần nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt lộ rõ sự đề phòng. Mạc Vấn thấy vậy liền biết lão vì ngại thân phận quốc sư nên mới không chủ động xuất thủ, trong lòng hắn mừng thầm. Thân pháp Quảng Phổ vốn rất kém, lại bị động phòng thủ nữa chắc chắn sẽ mất tiên cơ. Đi được hơn 10 bước, Mạc Vấn dừng lại.
Lúc này Quảng Phổ đã tập trung tinh thần phòng ngự, nắm chặt thiền trượng trong tay đến mức lộ cả gân xanh. Tới lúc này hắn có thể nhận thấy đối phương đang phát ra linh khí phòng ngự. Quảng Phổ hòa thượng tuổi cao, tu hành đã lâu, linh khí rất vững chắc, mặc dù đều là tử khí cùng tu vi linh khí nhưng mạnh hơn hắn không ít. Linh khí thâm hậu có rất nhiều ích lợi, một trong số đó chính là chịu đòn rất tốt, dùng cầm phong quỷ thủ rất khó đánh bại được lão, còn cần phải dựa vào bùa chú mới được. Dừng lại được một lát, Mạc Vấn lại bước tới trước, bước chân đang chậm rãi thì đột nhiên tăng tốc độ, nhanh như cắt thi triển truy phong quỷ bộ, đồng thời hai tay giơ cao ngưng tụ linh khí, khi vừa tới tầm đánh lập tức xuất thủ. Quảng Phổ thấy vậy hoảng sợ kinh hãi, muốn lách người tránh né thì đã không kịp, hai trưởng của Mạc Vấn đã tát thẳng vào má trái lão, tiếng bạt tai thanh thúy vang dội. Do sai sót trong lúc dịch nên mình chuyển nhiễm phổ thành Quảng Phổ nhá mọi người. Mạc Vấn đánh trúng, tay phải vung ra nên người nghiêng về bên trái, lại thừa cơ xoay người dùng chân trái đá xoáy. Nhưng hắn không ngờ hòa thượng Quảng Phổ không tránh né mà dồn khí vào ngực, chịu một đá này của hắn. Sau khi rơi xuống đất Mạc Vấn nhanh chóng lùi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa rồi nhìn bề ngoài có vẻ như hắn chiếm được thượng phong nhưng thực ra không phải. Một tát kia chỉ là để hạ nhục đối phương nên không dùng linh khí trợ lực. Cú đá sau đó của hắn đã dùng linh khí tung ra, tuy nhiên lại giống như đá trúng phải đồng sắt, không những không làm Quảng Phổ bị thương, mà còn bị phản lực làm cho chân trái của hắn có chút tê dại. Người này có khả năng đã luyện được công phu hộ thể kim cương bất hoại. Mạc Vấn nhanh chóng lùi lại ba trượng để ổn định thân hình. Hai mắt hòa thượng Quảng Phổ hung quang lóe lên nhưng ngay lập tức giấu đi. Lão cầm thiền trượng trong tay đứng thẳng tại chỗ, không tiến lên đánh trả mà để một tay trước ngực. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, đạo gia chính là tông phái trung thổ, Phật giáo từ xa mà đến không thể tranh giành với chủ nhà. Hơn nữa đạo trưởng tuổi trẻ, bần tăng không thể cậy già bắt nạt trẻ, mời đạo trưởng thể hiện hết khả năng võ học của mình. Cái thân già của bần tăng vẫn còn có thể chịu được. Hòa thượng Quảng Phổ vừa nói ra, lập tức đổi được một tràng vỗ tay đinh tai nhức óc. Những người dân đến xem cuộc chiến đều ca ngợi Quảng Phổ có lòng khoan dung lớn, có phong thái của bậc trưởng lão. Trái ngược, đa phần mọi người có mặt đều khinh bỉ Mạc Vấn, bởi vì cho rằng, hành động vừa rồi của hắn là muốn làm tổn hại danh dự của người khác, đánh mất khí phách, rơi xuống thấp kém. Mạc Vấn nghe thấy thì vừa tức vừa giận, rõ ràng vừa rồi hòa thượng Quảng Phổ không tránh kịp nên mới bị đánh trúng. Nhưng lão lại không biết xấu hổ nói thành là do mình nhường nhịn, lời này nói ra không chỉ lấy lại được thể diện cho lão, mà còn hạ thấp được Mạc Vấn. Người đời không biết chân tướng đều trách hắn làm xấu mặt người ta, nào biết năm đó ở Man Hoang, nếu hắn không tránh kịp thì đã bị lão hồ ly này đánh lén chết ngay bên ngoài trướng của vương tướng quân rồi. Mạc Vấn rất tức giận nhưng cố gắng áp chế xuống để tập trung suy tính, lão hòa thượng này tự biết thân pháp của mình, kém hơn nên ỷ vào công phu hộ thể cường hãn, mặc cho hắn thoải mái tấn công. Lão cực kỳ thâm hiểm, chủ động tránh nặng tình nhẹ nhưng nói ra miệng lại thành khiêm nhường khoan hậu. Người ngoài nào biết lão ta thua kém về thân pháp, nên mới tìm cách đấu pháp khác có lợi cho lão. Hòa thượng Quảng Phổ nói xong bèn ngồi xếp bằng trên đất, thiền trượng đặt ngang đùi, chắp tay nhắm mắt, khí độ cao tăng đại đức từ bi lộ hết ra ngoài. Đám người dưới đài lại được dịp thi nhau vỗ tay, bày tỏ sự sùng bái. Mạc Vấn dở khóc dở cười, thầm nghĩ người đời thật ngu muội, bị biểu hiện lừa dối mê hoặc. Hòa thượng Quảng Phổ ngồi xuống là vì tự biết khí hải là chỗ yếu nhất của mình, dù công phu hộ thể có lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi sự công kích của hắn. Lão ta đang tự vệ chứ nào phải nhường hắn ra tay để thể hiện lòng từ bi. Lúc này Mạc Vấn mới biết đối phương lợi hại thế nào. Hòa thượng Quảng Phổ xảo quyệt như quỷ, tinh thông thuật công tâm, hành động bỉ ổi cũng có thể nói thành đường hoàng chính trực. Bây giờ lão ta còn giả bộ mặc cho người ta chém giết mà không hề đánh trả, còn hiểm độc bồi thêm một câu mời đạo trưởng thể hiện hết khả năng võ học của mình. Cái thân già của bần tăng vẫn còn có thể chịu được, có khác nào là nói ngươi không thể nào làm ta bị thương nếu hắn không đánh lão sẽ không chiến mà thắng, hơn nữa còn thắng rất vinh quang. Nếu hắn đánh lão, bây giờ lão đã ngồi xuống che nhược điểm, trong 2-3 chiêu làm sao có thể đánh nổi, trong khi người ta đang chăm chú xét nét hắn thế này thì đừng nói là vài chiêu, hắn đá lão ta một cái cũng là hành vi mất phong độ. Đánh thì mất phong độ, không đánh thì xem như tự thua, người ta nói rõ là không sợ ngươi, bây giờ ngươi mà không đánh thì khác nào tự vả vào mặt. Đánh không được, không đánh cũng không được, quả thực là khó nghĩ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, lúc trước quốc sư đánh lén ta ở Man Hoang nên hôm nay ta mới đánh ông. Hộ thể thần công của quốc sư quá mức bá đạo, bần đạo bội phục, có điều ông không thể cứ ý ra đó được. Thế này đi, bần đạo rất giỏi về thân pháp, nếu ông có thể đánh trúng bần đạo thì bần đạo sẽ tự nhận thua có được không? Do dự một lúc, Mạc Vấn rốt cục đành kìm chế lửa giận, mở miệng nói. Trước khi nói ra lời này, Mạc Vấn cũng đã đoán được phản ứng của mọi người. Quả nhiên đám đông xung quanh đều nhận ra quốc sư ngồi xuống là chơi xấu, cũng không còn khinh thường hành động bạt tai quốc sư của hắn nữa. A-di-đà Phật, bần tăng đúng là đã từng giám quân ở Man Hoang,
có điều không biết đã đánh lén đạo trưởng lúc nào. Hòa thượng Quảng Phổ chậm rãi hỏi. Mạc Vấn nghe xong thì lại đau đầu, mỗi một câu của Hòa thượng Quảng Phổ đều có dấu hậu chiêu, những lời này lại là một cái bẫy. Nếu như trả lời là nửa đêm ở bên ngoài lều của Vương Tướng Quân, thì lão nhất định sẽ truy hỏi vì sao đêm hôm khuya khoắt lại đến lều của Vương Tướng Quân, thật thà trả lời thì khác nào bán đứng Vương Tướng Quân. Mặc dù Vương Tướng Quân tham tiền háo sắc, nhưng sau khi nhận lễ vật cũng đã buông tha cho người Miêu ở Man Hoang, nhận lễ vật rồi giúp người khác thì cũng coi là người tốt, vì vậy không thể bán đứng y. Nhưng không trả lời thì khác gì vu oan cho Hòa thượng Quảng Phổ, như thế cục diện lại đổi chiều một lần nữa. Bần đạo không thích tranh cãi, thân pháp của ông không bằng bần đạo nên ngồi một chỗ ra vẻ, nếu như lời nói đúng với suy nghĩ thì mới đứng lên, nếu như bần đạo một chiêu không làm ông mất mạng thì tùy ông xử lý. Mạc Vấn lớn tiếng nói, con lửa chọc này quá mức gian xảo, đấu khẩu thì chắc chắn không lại được lão, chỉ có thể dùng hành động, nếu như Hòa thượng Quảng Phổ dám đứng dậy, hắn sẽ ngay lập tức vẽ trọng phù lấy tính mạng của lão. Lời hắn nói ra, có cả người khen lẫn người chê, người sáng suốt thì ủng hộ hắn, biết hắn bất đắc dĩ mới phải nói ra lời khích tướng. Còn những kẻ ngu dốt thì chỉ trích hắn, mắng chửi hắn tuổi nhỏ mà kiêu ngạo, không có phong thái của đại gia. Hòa thượng Quảng Phổ nghe thấy thì không trả lời, cũng không đứng dậy. Lão biết, nếu như đứng dậy thì Mạc Vấn sẽ không ngại bỏ ra cái giá lớn để lấy tính mạng của lão, nhưng Mạc Vấn đã lớn tiếng vặn hỏi, nếu không dám đứng dậy thì khác nào tự nhận mình sợ hãi. Nhanh chóng đứng dậy đi, đừng ra vẻ cao thâm nữa, đấu pháp là dựa vào bản lĩnh chân chính không phải là dùng lời lẽ gian xảo để chiến thắng. Mạc Vấn thấy Hòa thượng Quảng Phổ do dự thì lại mở miệng thúc giục, trẻ tuổi cũng có ưu thế của trẻ tuổi, người trẻ khí thịnh, dù có vội vàng chút ít thì cũng hữu tình khả nguyên. Nhưng đúng lúc này thì phía bắc là nơi hoàng thượng ngồi, truyền đến tiếng của thái giám, lần này là đấu pháp giữa Phật và đạo, không phải quân nhân tranh tài, mời Thiên Khu đạo trưởng trở về vị trí của mình, hiển lộ tất cả thần thông pháp thuật. Mạc Vấn nghe thấy thì quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của hoàng thượng, sau đó rời bước trở về vị trí cũ. Khẩu dụ của hoàng thượng rất đúng với ý nguyện của hắn. Trở về vị trí thái cực, Mạc Vấn lập tức lấy ra Thiên Lang Hào vẽ một đạo lôi phù, vẽ xong thì lấy hai ngón tay kẹp bút vểnh lên, còn ba ngón tay mang đạo phù đã vẽ xong ném thẳng về phía Hòa thượng Quảng Phổ. Động tác này không phải hắn sáng tạo ra, mà căn cứ vào vết rạch rất nhỏ trên đầu hộp đen mà suy đoán ra. Chắc chắn khi còn sống Triệu Chân Nhân cũng làm như thế, phương pháp dùng hai ngón tay vểnh bút, ba ngón còn lại vung phù hắn cũng đã phỏng đoán khi chưa đạt đến tử khí. Nhưng vì chưa thể phóng được linh khí ra ngoài nên không thể kiểm nghiệm. Phù chỉ nếu như được vung dọc thì lực cản của không khí sẽ lớn, tốc độ không nhanh, dẫn đến đối thủ cũng dễ dàng đề phòng. Nếu vung ra ngang thì lực cản không khí sẽ nhỏ, đi rất nhanh làm cho đối thủ khó phát hiện. Khoảng cách giữa hai người lúc này là 50 mấy bước, mỗi bước khoảng 3 xích, 10 xích là 1 trượng, linh khí Mạc Vấn hiện giờ có thể phóng ra hơn 10 trượng, vừa đúng khoảng cách cần thiết. Tử phù bay ngang tới, nhưng Hòa thượng Quảng Phổ vẫn phát hiện ra. Đợi đến khi lôi phù bay tới gần thì dùng hai tay giơ thiền trượng lên đập. Mạc Vấn vung phù chú bay ngang, nếu như quét ngang thì có nguy cơ sai tay, vì vậy chỉ có thể dùng gập đập ngang. Thiền trượng được dung luyện từ nhiều loại kim loại như sắt, đồng, thiếc, vàng nên rất cứng, còn tử phù là dịch trúc tía phơi nắng, rất mềm mại, nhưng trên phù đã được đóng pháp ấn, có uy lực của sấm sét. Thiền trượng và tử phù va vào nhau sinh ra tiếng nổ khủng khiếp, cùng với bạo khí mạnh liệt, khiến cho mảnh gỗ bắn tung tóe. Hòa thượng Quảng Phổ mất chỗ đặt chân, lợi dụng bạo khí phát ra lướt lên không trung rồi vung thiền trượng lăng không quét xuống. Mạc Vấn thấy thế thì âm thầm cười lạnh, cuối cùng lão Quảng Phổ này không giả bộ từ bi được đã bắt đầu phản kích. Mặc dù Hòa thượng Quảng Phổ tay cầm thiền trượng lăng không quét xuống, nhưng bên ngoài thiền trượng chứa đựng linh khí, chỗ linh khí phóng đến làm cho chính giữa của pháp đài xuất hiện một đường nứt vỡ, vết nứt nhanh chóng tiến về phía tây, công thẳng tới Mạc Vấn. Mạc Vấn không lăng không hay di chuyển để tránh, mà mở hộp đen lấy một tờ tử phù, lại vẽ một đạo lôi phù, giơ tay vung ngang. Cử động lần này của Hòa thượng Quảng Phổ là muốn hủy đi chỗ đặt chân của hắn. Đương nhiên hắn không thể để lão đạt được mục đích, bất kể giá nào cũng phải giữ được pháp đài dưới chân mình. Còn cách hắn ba trượng, lôi phù đã đụng vào linh khí xuất ra từ thiền trượng, tiếng nổ lại vang lên, sóng khí ồ ạt phát ra kéo theo mảnh gỗ bay tứ tán. Pháp đài có vẽ âm dương thái cực dưới chân hắn tuy cũng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn không sập. Chặn được đòn tấn công của Hòa thượng Quảng Phổ nhưng Mạc Vấn chưa vội phản kích. Đơn giản là vì bây giờ Quảng Phổ đang ở giữa không trung, vượt quá phạm vi phù chú của hắn có thể đánh tới, nếu cũng nhảy lên truy kích thì chỉ sợ sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh. Dù sao hắn cũng vừa tiến vào tử khí, chưa quen với việc lăng không. Trong đấu pháp tất nhiên cũng phải đấu trí, lần này chữ vạn dưới chân Hòa thượng Quảng Phổ đã bị hủy, nếu đáp xuống đất thì buộc phải đứng chỗ khác. Hắn đã chiếm được thế thượng phong, để xem Quảng Phổ sẽ đối phó thế nào. Hòa thượng Quảng Phổ hình như cũng đã nhìn ra ý đồ của hắn.
bèn lắc người một cái, thiền trượng quét ra ba lượt, ba luồng linh khí cấp tốc chém xuống Mạc Vấn. Mạc Vấn nhanh chóng vẽ ba lá lôi phù ném ngược lên để ngăn lại, tiếc là pháp đài của hắn cũng nằm trong tầm ảnh hưởng, ba tiếng nổ phát ra, pháp đài đổ sập xuống. Mạc Vấn đành phải lắc người nhảy sang pháp đài phía đông, vẽ nhanh hai đạo hỏa phù ném xuống, pháp đài phía đông lập tức bốc lửa nghi ngút, hắn lại tiếp tục chuyển thân nhảy sang pháp đài phía tây nam. Hòa thượng Quảng Phổ bay lên đã lâu, tất phải đáp xuống, bây giờ chỉ còn mỗi chỗ hắn đứng là nguyên vẹn, để xem lão ta sẽ ứng phó thế nào khi đáp xuống. Hòa thượng Quảng Phổ thấy pháp đài bị hủy, lập tức nhận ra ý đồ của Mạc Vấn, bèn vội vàng lao nhanh xuống chỗ hắn đang đứng. Mạc Vấn vốn định dùng lôi phù tấn công thì chợt một ý nghĩ lóe lên, nếu bây giờ dùng đến phù chú thì lão ta lại mượn lực nhảy lên không, như vậy thì mình hao tốn linh khí mà lại thành ra giúp lão, được chẳng bằng mất. Hòa thượng Quảng Phổ lao tới nhưng lại không hề ra tay, Mạc Vấn thấy thế hết sức nghi hoặc. Nếu lão ta muốn cướp chỗ đứng thì phải dùng linh khí tấn công hắn, sau đó nhân lúc hắn bận phòng ngự để hạ xuống đài, thế mà lão ta vẫn chưa ra tay, không biết là có ý đồ gì. Trong lòng đã có nghi vấn, Mạc Vấn cũng không vội ra tay, đợi lão ta hạ xuống rồi mới tính tiếp. Nếu đấu pháp tiếp với bổn quốc sự thì ngươi nhất định sẽ thua, hay là thu tay lại, ta sẽ cho phép ngươi xây 100 đạo quan. Hòa thượng Quảng Phổ hạ xuống đất lập tức thấp giọng truyền âm. Nếu cứ để các ngươi mê hoặc, con dân trung thổ ta sớm muộn gì cũng tuyệt tự. Lúc này Mạc Vấn vẫn còn rất nhiều linh khí, có thể vẽ ra cả thiên cương phù hoặc địa sát phù. Pháp thuật lợi hại nhất chưa xuất ra, làm sao dừng tay. Vì vậy hắn tiếp tục tung lôi phù tấn công. Hòa thượng Quảng Phổ thấy lôi phù bay đến nhưng không hề ngăn cản, mà cấp tốc lướt về phía pháp đài đang bốc cháy ngùn ngụt. Dưới sự dẫn dắt bằng linh khí của hắn, ngọn lửa đang bốc lên không hề tản mát ra mà đều tụ lại bên cạnh. Hòa thượng Quảng Phổ ở phía trên ngọn lửa đang cháy rừng rực, cất giọng từ bi, bần tăng tự nguyện nhận thua, tha thiết xin đạo trưởng cho tăng nhân hộ quốc tự dập tắt ngọn lửa, tránh làm tổn thương đến dân chúng vô tội, A Di Đà Phật. Mạc Vấn nghẹn họng trố mắt nhìn Hòa thượng Quảng Phổ đang lơ lửng ở không trung, hắn không thể tưởng tượng được lão ta lại có thể ứng biến nhanh như vậy. Khoảng cách giữa pháp đài đang bốc cháy với đám người bên dưới rất xa, nào có thể ảnh hưởng được ai, cử động này của Hòa thượng Quảng Phổ chính là khổ nhục kế. Câu tha thiết xin lão ta thốt lên lại càng thâm độc, vô hình chung đã biến hắn thành kẻ háo thắng đến mức bất chấp sự sống chết của người dân. Đám người bên dưới lập tức vỗ tay tán thưởng Hòa thượng Quảng Phổ. Lúc này lão ta đang lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt cúi đầu, vẻ mặt thản nhiên, phía dưới là ngọn lửa hừng hực. Hình tượng đại từ đại bi xả thân cứu người của lão khiến người ta càng thêm sùng bái. Chúng tăng hộ quốc tự vội vàng xách nước đến dập lửa, đám người xung quanh cũng hỗ trợ dập lửa, đấu pháp căng thẳng. Trong nháy mắt đã biến thành đại hội xả thân cứu người của Hòa thượng Quảng Phổ. Hoàng thượng có chỉ, sai thiên khu đạo trưởng cầu mưa dập lửa, hiệp lực cùng quốc sư bảo vệ cho dân chúng. Ngay lúc Mạc Vấn đang rất ấm ức, thì tiếng thét của một thái giám vang lên từ phía bắc. Mạc Vấn nghe vậy thì càng thêm tức giận, tình hình này rõ ràng là Hòa thượng Quảng Phổ đấu pháp không lại bèn dùng khổ nhục kế. Thực ra không cần dập thì lửa cũng không thể cháy đến chỗ mọi người được. Hoàng thượng không biết lại còn bắt hắn gọi mưa dập lửa. Để mời được bốn bộ phong vũ lôi điện sẽ hao tổn rất nhiều linh khí, quan trọng nhất là nếu không có duyên, thì việc điều thiên tướng của bốn bộ xuống sẽ bị trời trách phạt, hơn nữa hắn cũng nào biết làm mưa. Lão hồ ly Quảng Phổ quá gian xảo, lão ta đã quyết tâm chơi hắn đến cùng, dồn hắn đến nước phải lựa chọn có hy sinh vì nghĩa hay không. Bẩm hoàng thượng, bần đạo không cầu được mưa. Mạc Vấn lớn tiếng đáp lời. Thánh chỉ rất có vấn đề, chính là mạo hiểm cầu mưa. Cũng là hiệp lực quốc sư, loại việc oát ức như vậy hắn không thể làm được. Ngày trước rõ ràng ngươi đã từng cầu mưa ở hai huyện trường, hoàng, cũng đã nhận bạc thưởng của quan phủ. Sao bây giờ lại không làm được, mau cầu mưa đi, bằng không hoàng thượng sẽ bắt ngươi trị tội. Tên thái giám lại hô lớn. Bẩm hoàng thượng, không phải bần đạo cố ý làm trái thánh chỉ, mà thần tướng đang phải làm mưa ở phương Bắc, hiện không có ở nhà. Mạc Vấn tìm đại một lý do để từ chối. Lúc này tuyệt đối không thể cầu mưa được, làm trái thiên quy sẽ bị trời phạt. Hoàng thượng thừa biết Mạc Vấn cố ý từ chối, nhưng nghe hắn nói vậy cũng không làm gì được, lớn tiếng hạ lệnh cho tùy tùng đưa y xuống dập lửa. Mạc Vấn thấy vậy tiếp tục không có hành động, xem ra gã hoàng thượng này được Quảng Phổ khai sáng không cạn. Lúc đầu chỉ có dân chúng và các tăng cứu hỏa, sau đám quan lại ngồi ở phía tây thấy hoàng thượng tự mình động thủ, thì cũng tham gia cứu hỏa, chỉ có mình Mạc Vấn vẫn đứng nguyên giữa đài. Hắn đang vô cùng tức giận và ghê tởm con lừa chọc kia, chỉ hận không thể thiêu chết lão ta trong biển lửa cho thật sảng khoái. Nhưng không như hắn mong đợi, pháp đài tuy chỉ được dựng tạm nhưng phía dưới lại là những cột gỗ tròn, phía trên dùng gỗ thường bị cháy nhưng không ảnh hưởng đến cột gỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngọn lửa được khống chế nhanh chóng, Hòa thượng Quảng Phổ đáp xuống đất,
vẻ mặt tỏ ra rất mệt mỏi, áo cà sa đã cháy rách nhiều chỗ. Đích thân hoàng thượng và đám quan lại bước lên hỏi thăm, đám dân chúng thì đứng từ xa thể hiện sự kính ngưỡng, lão giả bộ đứng không vững nhưng vẫn cố gắng đáp lễ, tăng thêm vẻ khiêm nhường. Lúc này Mạc Vấn đã bị gạt sang một bên, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngọn lửa cháy không lâu, Quảng Phổ lại là cao thủ đã vượt thiên kiếp, đứng trên không có một lúc thì làm sao có thể mệt mỏi đến mức thế được. Lão ta cố ý giả như đang vô cùng mệt mỏi, vừa để cho thấy mình đã xả thân cứu người đến kiệt sức, vừa để kết thúc trận đấu pháp này. Nếu tiếp tục cuộc đấu, Mạc Vấn sẽ mất hết thể diện, lão già chọc chủ động nhận thua chẳng những không làm lão mất mặt, mà còn lộ hết được vẻ khoan dung độ lượng, quên thân vì người của Phật môn, chẳng những lão không bị coi thường, mà ngược lại người khác lại coi lão là cao tăng đại đức, xem thắng thua như phù vân. Để chuẩn bị cho trận đấu pháp này, Mạc Vấn đã mất rất nhiều tâm sức, sau khi đột phá tử khí, rất nhiều pháp thuật bá đạo còn chưa kịp thi triển nên hắn thật sự không cam lòng. Có điều nếu bây giờ cứ một mực đấu tiếp thì khó tránh bị người ta khinh bỉ, cả đạo gia sẽ bị xem như một đám vô liêm sỉ, dù có thắng được Quảng Phổ cũng sẽ bị cười nhạo cho thối mặt. Sự tình ngay từ đầu đã bị lão chọc Quảng Phổ làm cho rối như tơ vò, hắn chỉ cảm thấy bức bí như bị đá tảng đè lên ngực, cất đi không được, nuốt vào không xong. Hắn đang bế tắc chưa biết làm thế nào, thì hòa thượng Quảng Phổ lại cất lời làm hắn muốn phát điên, A-di-đà Phật, pháp hội hôm nay là do hoàng thượng quyết định, bỏ dở giữa chừng thật bất kính. Mong hoàng thượng cho phép bần tăng và đạo trưởng được hoàn thành cuộc đấu pháp. Lão ta vừa nói vừa làm bộ như thở không ra hơi khiến cho hoàng thượng nghe thấy, thì vô cùng cảm động, đương nhiên sẽ không cho hai người đấu tiếp, hơn nữa cũng lấp liếm được hành động trốn tránh vừa rồi. Những kẻ đầu óc sáng suốt lúc nãy còn hơi nghi ngờ nhưng lúc này, cũng đã bị lão ta mê hoặc, trong lòng âm thầm bội phục lão. Mạc Vấn tức điên người nhưng lại bật cười. Lão hồ ly này quả là cao thủ, hiểu rõ lòng người, nói dối như thần, đừng nói là đám dân thường đang đứng xem. Ngay cả hoàng thượng cũng bị lão ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bỏ giờ pháp hội giữa chừng là hành vi bất kính với hoàng thượng, cũng là bất kính với các bề trên nhà Phật. Bần tăng nhất định phải hoàn thành cuộc đấu này để hoàng thượng, văn võ bá quan và dân chúng được thỏa mãn. Hòa thượng Quảng Phổ nói với giọng nhẹ nhàng. Giọng nói của người bị trọng thương thì làm sao có thể vang xa được như thế, nhưng lúc này không ai để ý đến chi tiết này. Mạc Vấn không hiểu lão ta có âm mưu gì, tại sao lại còn muốn đấu tiếp. Ngã Phật từ bi, quốc sư lương thiện, luôn nhường nhịn mọi người, nhưng cuộc đấu pháp này phải tuyệt đối công bằng, không thể để bên nào chịu thiệt. Việc đấu pháp sẽ chuyển thành biện luận thuyết pháp, quả nhân cho quốc sư và hắn ta nửa canh giờ, sau nửa canh giờ phải lập tức về chùa nghỉ ngơi. Hoàng thượng nói, tạ ơn hoàng thượng. Hòa thượng Quảng Phổ chắp tay cảm tạ rồi xoay người rời đi. Mạc Vấn tức lộn ruột, ngụ ý của hoàng thượng là hòa thượng Quảng Phổ là người khoan dung độ lượng, bản thân hắn là kẻ vô sỉ đáng khinh. Mà dân chúng phía dưới nghe thế đều hết sức tán đồng. Rõ ràng trong lần đấu pháp này hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, như thế nào mà bỗng dưng lại rơi vào kết cục bị vạn người khinh bỉ. Lão gia, uống chút trà. Mạc Vấn sắp sửa phát điên thì thấy lão ngũ bưng trà đến. Sao lại thành thế này? Mạc Vấn quay sang nhìn lão ngũ sẽ không bao giờ phản bội hắn. Ta cũng không biết, để ý hắn làm gì, dù sao hắn cũng không đánh nổi cậu. Lão ngũ nói. Mạc Vấn uống cạn chén trà trong tay rồi bước xuống khỏi đài. Hắn không khát nhưng trong lòng lại có lửa. Lão gia hiện giờ lợi hại thật. Lão ngũ khen. 10 phần pháp thuật không thi triển được lấy 1 phần. Lợi hại chỗ nào? Mạc Vấn về lại chỗ ngồi. Lúc này đã bắt đầu có người đến sửa sang lại pháp đài chuẩn bị cho cuộc đấu nửa canh giờ sau. Đám văn võ bá quan quay trở về chỗ ngồi. Khi ngang qua hắn đều chủ động chào hỏi nhưng Mạc Vấn chẳng thèm đáp lại. Đám người này lúc nãy đều bu vào nịnh nọt quốc sư. Bây giờ tuy chào hắn nhưng không ai thành tâm. Mạc Vấn đang giận đến khó kiềm chế nổi thì có một thị nữ bưng trà tới. Thừa dịp để trà lên bàn bèn thấp giọng nói, quý nhân nói quốc sư đang cố ý chọc giận tiên sinh đừng để lão dắt mũi. Thị nữ đó nói xong thì quay người rời đi, Mạc Vấn quay đầu sang nhìn Chu quý nhân, vừa hay nàng ta cũng ngoảnh sang nhìn hắn. Hai người bốn mắt đụng nhau, Chu quý nhân chỉ khẽ gật đầu một cái, Mạc Vấn cũng gật đầu đáp lại. Cử chỉ của Chu quý nhân hết sức tự nhiên, nhưng không giấu được Chu tướng quân đang ngồi ngay bên cạnh. Chỉ thấy ông ta quay lại nhìn Mạc Vấn, khẽ hơi nhướng mày, mắt thoáng lộ hung quang rồi biến mất. Mạc Vấn thầm thở dài, nhất định Chu tướng quân hiểu lầm hắn và Chu quý nhân có tư tình, lần này đúng là họa vô đơn chí. Do có nhiều người dọn dẹp nên pháp đài đã nhanh chóng được sửa sang lại, Hòa thượng Quảng Phổ đã chậm rãi bước lên, Mạc Vấn cũng lập tức đứng dậy. Hòa thượng Quảng Phổ miệng tụng A Di Đà Phật, chắp tay cúi chào bốn phía. Lão già này tâm trí gian xảo nhưng được che đậy bằng một lớp vỏ quá mức hoàn hảo, thế mới nói kẻ nào vẻ ngoài càng quân tử thì bụng dạ càng tiểu nhân. Hoàng thượng có chỉ, đấu pháp bắt đầu, lần này chỉ biện luận giáo pháp, không được động thủ. Thái giám lớn tiếng hô lên. Lúc nãy quốc sư đã phải cực khổ, ban cho ghế ngồi.
thái giám lại truyền ý chỉ của hoàng thượng. Ý chỉ ban xuống lập tức có người xách một chiếc ghế gấm lên cho hòa thượng Quảng Phổ. Lão ta cảm tạ hoàng thượng rồi vẩy áo cà sa một cái, ngồi lên ghế, chuẩn bị thuyết pháp. Mạc Vấn bị người ta vứt sang một bên, cảm thấy vừa phẫn nộ vừa uất ức. Lão gia, mời ngồi. Lão Ngu ôm một cái ghế lên. Hành động này tuy vô lễ nhưng gã mặc kệ lời chê bai của những kẻ vây xem. Lui ra đi, không được lên đây nữa. Mạc Vấn thấp giọng khiển trách. Lão Ngũ gật đầu rồi quay người chạy đi. Lúc nãy đấu pháp bần đạo đã thắng, ông hơn bần đạo đến hơn 30 tuổi. Lần luận pháp này bần đạo nhận thua. Mạc Vấn lớn tiếng nói xong thì ngồi xuống. Lời nói của Mạc Vấn lập tức đổi được một loạt tiếng chửi mắng. Mạc Vấn nghe thấy trong lòng tức giận nhưng không thể làm gì. Hắn tự biết khoản miệng lưỡi không đọ lại được lão hòa thượng kia, nên chỉ có thể mượn vào ưu thế trận đấu pháp lúc nãy. A-di-đà Phật, đạo trưởng rất đúng, lúc nãy đúng là bần tăng đã thua. Hôm nay là ngày dược sư Phật Thánh Đản bần tăng xin, tụng một đoạn kinh dược sư Lưu Ly Quang, như lai bản nguyện công đức để cầu phúc cho hoàng thượng, cầu ăn cho dân chúng. Quảng Phổ hòa thượng nói chậm rãi. Khỏi phải nói, đám người bên dưới lập tức ầm ầm như vỡ chợ, tất nhiên ai cũng khâm phục khí độ khoan dung của lão, chẳng ai cho rằng lão ta thua thật. Mạc Vấn nghe vậy thì nhắm mắt thở dài. Đôi khi kẻ nắm giữ chân lý và sức mạnh không bằng loại cáo già có thể đọc vị người khác, giả bộ phong độ. Hòa thượng Quảng Phổ đã bắt đầu chậm rãi tụng kinh, tiếng nói vừa vang vừa xa, mọi người nghe đến chỗ đặc sắc đều gật đầu trầm trồ. Thế nhưng chẳng một ai tinh tế nhận ra tại sao lúc nãy lão ta yếu đến mức đứng không vững nhưng một lúc sau đã khỏe lại như trâu. Nửa canh giờ này trôi qua như một cuộc tra tấn mà hắn không thể thoát ra được. Đối với hắn, cái ghế quốc sư đã vĩnh viễn tuột khỏi tay. Trong mắt người đời, hắn đã biến thành một kẻ nông cạn, ngạo mạn và ngoan độc. Hắn biết Quảng Phổ cố ý làm nhục hắn, trong lòng tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thể cố gắng kìm nén. Ngày trước khi tới nước Tấn, hắn và Lão Ngũ đã từng gặp Thanh Mộc đạo trưởng. Vị đạo trưởng đã kể cho hắn nghe về chuyện Dương Minh đạo nhân của Bạch Sa Quan và Lão Tăng của Bồ Đề tự thuyết pháp. Thuyết pháp chưa xong, Dương Minh đạo trưởng hơn 80 đã ném Lão Tăng kia ra khỏi pháp đài. Đối với việc này, trước nay hắn vẫn chỉ xem như chuyện tiếu lâm, không ngờ hôm nay lại rơi vào tình huống tương tự như vậy. Trong đầu hắn đúng là đang có ý định sẽ ném Hòa Thượng Quảng Phổ xuống dưới đài. Hòa Thượng Quảng Phổ tụng kinh một hồi, lại giảng giải giáo lý Phật môn một lượt, lộ hết vẻ cao nhân ra ngoài, còn cố ý nhấn mạnh đến thuyết chúng sinh bình đẳng, có khác nào ngấm ngầm vu cho đạo giáo phân sang hèn. Mạc Vấn nghe vậy nhưng vẫn cắn răng nhẫn nại, ở đây có Hoàng Thượng và mọi người, nhất định phải nhịn. Càng làm cho Mạc Vấn trở tay không kịp là, lão Hòa Thượng kia lại bắt đầu ca ngợi tán tụng hắn. Mỗi lời nói ra, đám người xung quanh lại càng khâm phục lão ta bao dung, lại càng khinh bỉ hắn hung ác nông cạn. Chiêu này của Hòa Thượng Quảng Phổ quả là cao tay, muốn được người khác tôn trọng, cách tốt nhất là ca ngợi đối thủ của mình. Thực ra lão ta đang cố bôi cho chát chấu vào mặt hắn, rát vàng lên mặt lão. Nghe đến đây Mạc Vấn mở mắt rồi chậm rãi bước ra khỏi đài, cầm lấy hiếu bổng trong tay lão Ngũ rồi lại bước lên đài. Đám người dưới đài lập tức thất thanh hét lên. Mạc Vấn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, đi thẳng tới trước mặt Hòa Thượng Quảng Phổ. Thẳng tay nện xuống cái đầu bóng loáng một gậy. Lúc này, hắn hết sức bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào. Trong đầu hắn chỉ hiện lên một ý nghĩ, nhất định phải tẩn cho lão già chọc mặt mày hiền từ không bò xuống được khỏi giường. Cơn tức của hắn không kìm nén được nữa, còn kiềm chế thì sẽ nghẹn chết mất. Hòa Thượng Quảng Phổ thấy hắn vụt xuống nhưng lại không hề tránh né, ngược lại ánh mắt lại tỏ ra vui mừng. Đúng vậy, chỉ cần Mạc Vấn ra tay đánh người, hắn sẽ phải nhận lấy tội danh thiên cổ. Hòa Thượng Quảng Phổ quả nhiên liệu việc như thần, có điều lão đã đoán sai một điểm. Lúc Mạc Vấn bước lên đài, lão đã để ý đến cây gậy gỗ trong tay hắn, cho rằng cây gậy này không thể chứa được bao nhiêu linh khí, một khi đánh trúng lão sẽ lập tức gãy rời. Có điều lão đã nhầm, cây gậy trong tay Mạc Vấn không gãy còn đầu lão thì đau như bị sét đánh. Mạc Vấn thấy lão ta tỏ ra đau đớn, biết hiếu bổng trong tay mình đã có tác dụng bèn xoay tay nện thêm một gậy, ta nói không lại ông nhưng có thể đánh thắng ông. Tuy Hòa Thượng Quảng Phổ đã vượt qua thiên kiếp nhưng dính hai gậy vẫn đau đến méo mặt. Nếu đã ra tay tất Mạc Vấn cũng chẳng e ngại gì cả, gậy này nối tiếp gậy kia. Khi đánh đến gậy thứ bảy thì rốt cục lão Hòa Thượng kia cũng không chịu nổi, nhảy lên tránh né. Lúc này Hoàng Thượng mới phục hồi tinh thần, lập tức hạ lệnh, thái giám bên cạnh vội vàng cao giọng hét, Hoàng Thượng có chỉ, mau bắt yêu đạo lại. Mạc Vấn mặc kệ, nhảy lên đuổi theo Hòa Thượng Quảng Phổ. Lão Hòa Thượng gian xảo không có binh khí. Công phu hộ thể lại hoàn toàn vô dụng, chỉ còn nước cố gắng né trên không. Bị Mạc Vấn nện liên tiếp hai gậy nữa, làm cho lão lộn ngược xuống đất. Tuy Hoàng Thượng đã hạ chỉ nhưng lại chẳng có ai dám tiến lên bắt Mạc Vấn. Tất nhiên đám dân chúng xung quanh cũng không dám ra tay. Bọn họ đến đây là để xem cảnh náo nhiệt, quan tâm làm gì kẻ bị đánh là tên ăn mày đầu đường xó chợ hay cao tăng Phật môn mình từng quỳ bái chứ. Bị Mạc Vấn đánh tới tấp,
Nhưng Hòa thượng Quảng Phổ vẫn muốn giữ phong độ nên không hề lên tiếng cầu viện, chỉ cố hết sức thi triển thân pháp tránh đông né tây, trong lòng hy vọng Hoàng thượng có thể ngăn cản hành vi điên cuồng của Mạc Vấn. Tới lúc này dĩ nhiên Mạc Vấn đã chẳng sợ gì nữa. Con người sống trên đời sở dĩ chịu cúi đầu là vì còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, bây giờ đã không thể ngồi lên cái ghế quốc sư, hắn cũng vứt luôn tâm huyết nửa năm vừa qua. Trong lòng Mạc Vấn đã chẳng còn vướng bận gì nữa, chỉ muốn đánh cho lão già chọc này cắp đuôi mà chạy, chứng minh mình thắng không phải do lão ta cố ý nhường. Ý nghĩ này tràn ngập tâm trí Mạc Vấn, hắn liên tục đuổi đánh Hòa thượng Quảng Phổ. Nếu dùng pháp thuật để đánh thì không lộ rõ được bản lĩnh, dùng một cây gậy gỗ đánh cho lão ta chạy thục mạng mới chứng minh được cho những kẻ dưới kia thấy. Mau bắt yêu đạo kia lại. Tên thái giám hét đến khản giọng, Mạc Vấn nghe được tuy chán nản nhưng lại không hề phân tán tư tưởng, chỉ một mực tập trung đuổi đánh Hòa thượng Quảng Phổ. Lão hòa thượng xảo quyệt này cũng thật kiên trì, chịu 20-30 gậy rồi mà vẫn cắn răng không kêu. Trong lòng lão thừa hiểu, chỉ cần kêu một tiếng thì việc sẽ bại lộ. Quan binh bên dưới thúc ép tùy tùng tiến lên, đám tăng nhân của hộ quốc tự thấy Quảng Phổ bị đánh cũng xông lên cứu viện, có điều những người này làm sao ngăn Mạc Vấn lại được. Quảng Phổ trốn vào đâu Mạc Vấn đuổi đến đó, vung hiểu bổng vụt liên tiếp. Bây giờ mặt mũi lão ta đã như cái bánh bao. Mắt thấy còn ở lại đây sẽ thực sự bị Mạc Vấn lấy mạng. Lão ta vội vàng bay lên vọt về hướng đông, Mạc Vấn cũng nhảy lên vụt hai gậy vào lưng, lão già chọc đau đến vắng đầu nhưng vẫn liều mạng bỏ chạy. Mạc Vấn đuổi sát theo sau, đánh cho lão ta chạy đến 5-6 dặm mới ngừng lại. Phát tiết được cơn giận trong người, Mạc Vấn cảm thấy hết sức thư thải, chợt nhớ đến lão Ngũ, hắn vội vàng quay về. Lúc này gã thái giám mặt trắng không râu vẫn đang hô hoán đuổi bắt yêu đạo, Mạc Vấn thấy thế bèn tiện tay nhảy về hướng bắc đánh, cho gã ta một gậy ngã chỏng vó ra đất. Hộ giá! Hoàng thượng kinh hoàng hét lên, đám hộ vệ xung quanh nháo nhào chắn trước người y. Đám người này biết mình không cản được Mạc Vấn, tuy chắn trước hoàng thượng nhưng tên nào tên ấy đều nhắm mắt chờ chết. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, khởi bẩm hoàng thượng, hiện giờ quốc sư thần thông quảng đại, rộng lượng bao dung đã chạy ngoài 5 dặm rồi. Mạc Vấn đề khí hô lớn, trận đấu pháp của hắn sắp thành lại bại, oán khí tích tụ trong lòng không thể kìm nén được. Mau mau bắt hắn lại. Hoàng thượng sợ đến tái mặt, chỉ sợ Mạc Vấn cũng ra tay đánh mình. Quốc sư vừa mới bảo vệ dân chúng, mệt đến mức đứng không vững, sao bây giờ chạy nhanh thế? Mạc Vấn lớn tiếng hỏi. Lúc này một vị võ tướng đang chạy tới từ phía Tây, vừa chạy vừa kêu Mạc Vấn không được hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là đương kim hoàng thượng, ta là con dân nước Tấn, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, đạp đất mượn lực bay về hướng Tây, lão Ngũ đang lo lắng đứng đợi ở đó. Lão gia, đánh chết con lừa chọc kia là được rồi, việc gì phải dọa cả hoàng thượng nữa? Lão Ngũ cầm lấy hiếu bổng, mở miệng hỏi. Lúc này Mạc Vấn hết sức bình thản, không giống như đang nổi giận. Ta chỉ đánh tên hoạn quan tự tuyệt đường con cháu thôi. Mạc Vấn thuận miệng đáp. Mạc đạo trưởng, chạy mau. Vương tướng quân xông qua nháy mắt với hắn. Người này quá béo, khi cứu giá bị rớt lại phía sau, giờ Mạc Vấn bay về sau, y ngược lại trở thành tiền trận. Hành vi của bần đạo không phạm vào luật pháp Đại Tấn, kẻ nào dám đến bắt ta. Mạc Vấn đề khí quát một tiếng, đã không được người đời tôn trọng thì phải làm cho họ e sợ. Lúc này Chu tướng quân đã chạy tới đứng cạnh hoàng thượng, còn mở miệng nói gì đó, do khoảng cách quá xa nên Mạc Vấn không rõ đầu đuổi thế nào. Chỉ thấy một lát sau hoàng thượng đã vội vàng rời đi. Tiên sinh, việc này sợ là khó mà bỏ qua được. Chu quý nhân nói, chủ tớ chúng ta rời khỏi đây thôi, không thể liên lụy quý nhân. Mạc Vấn lắc đầu thở dài. Bây giờ mà đi sẽ thành cái cớ cho người ta lợi dụng, về phủ rồi tính. Chu quý nhân liếc mắt với Mạc Vấn một cái rồi dẫn thị nữ đi trước. Mạc Vấn gật nhẹ đầu, vẫy vẫy tay với lão Ngũ rồi theo đường cũ trở về. Huynh đệ, đệ thật oai phong, trong quân cũng có nhiều tướng sĩ hận lão quốc sư kia. Lần này, đệ đã xả giận giúp họ rồi. Trương Động Chi vừa đuổi theo vừa cười to. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trương tướng quân đứng xa đệ ra một chút, tránh bị liên lụy. Mạc Vấn quay lại, chỉ thấy sắc mặt Trương Động Chi hết sức bình thường, không hề có ý chế nhạo. Sợ gì chứ, đệ có vào đại lao ta cũng vẫn đi gặp. Trương Động Chi cười ha hà. Chỉ sợ đại lao không giam nổi đệ. Đại sự tuy chưa thành, nhưng lại có thể kết giao với hai vị bằng hữu là Chu Quý Nhân và Trương Động Chi. Mạc Vấn cảm thấy hết sức ấm áp. Không cười nữa, lần này đệ đã dọa hoàng thượng sợ đến tái mặt, sợ rằng ngày sau sẽ khó có chỗ đứng. Trương Động Chi thở dài, lắc đầu nói. Đệ tranh cái ghế quốc sư là vì lòng mang thiên hạ, muốn phò tá minh quân tạo phúc cho thiên hạ chứ không hề nghĩ gì cho mình. Đại sự không thành. Tuy trong lòng tiếc nuối nhưng không trọng dụng đệ thì chỉ thiệt cho nước Tấn mà thôi. Mạc Vấn thản nhiên trả lời. Người ngoài mà nghe được thì đệ sẽ bị chửi là kẻ ngông cuồng vọng tưởng đó. Trương Động Chi cười nói. Ngông cuồng vọng tưởng cái gì, bản lĩnh của lão gia nhà ta các ngươi cũng thấy rồi,
người có bản lĩnh đều như vậy đó. Loại vô tích sự mới phong độ được như con lừa chọc kia. Lão Ngũ xen vào. Biết lão gia mình gây phải đại họa, ngươi vẫn còn nói đỡ cho hắn được à? Trương Động Chi bất đắc dĩ nhìn Lão Ngũ một cái. Lão Ngũ chỉ cười mà không đáp. Trương Động Chi lại quay sang Mạc Vấn. Theo ta thấy thì đệ nên mau rời khỏi đây đi. Trong cấm vệ nước Tấn có rất nhiều cung thủ giỏi, đệ đừng ở lại. Đa tạ Trương tướng quân đã nhắc nhở. Nếu cứ thể bỏ đi đệ sẽ thành tội nhân của nước Tấn. Cho dù không có tư cách, đệ cũng không thể cõng cái tội danh đó trên lưng, bằng không sau này còn đi lại trong nước thế nào được. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Đã không được quan gia trọng dụng thì chỉ có thể quay lại con đường hàng yêu trừ ma. Lần đấu pháp này tất sẽ khiến thanh danh hắn lan xa. Người đời có thể coi thường phẩm cách nhưng chắc chắn không dám xem nhẹ bản lĩnh của hắn. Sẽ có một ngày bọn họ hóa giải được hiểu lầm với hắn. Nói hay lắm, đệ về vương phủ trước đi, ta còn vướng việc công, làm xong sẽ đến tìm đệ. Trương Động Chi nói. Huynh về phủ đi, thân cận quá với đệ không tốt đâu. Mạc Vấn nói. Hào khí khi đánh lão già chọc bay đi đâu rồi, đứng đó càm ràm như đàn bà thế. Đi mau. Trương Động Chi xua tay. Mạc Vấn gật đầu rồi quay người rời đi. Lúc ngồi kiệu trở về, tin tức về buổi đấu pháp đã lan khắp đường lớn ngõ nhỏ. Điều khiến hắn vui mừng là cho dù mắng chửi hắn thế nào, thì mọi người vẫn biết hắn chính là người đã đánh cho quốc sư chạy thục mạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.